Bác sĩ thiên tài, Tần Lạc. Tập 44. Chương 763, quá nhập tâm vào vai diễn. Anh thật ác độc, thật ác độc, thật ác độc. Tần Lạc còn chưa mở mắt ra mà đã bị tiếng chuông điện thoại kêu lên inh ỏi gọi dậy rồi. Người đẹp trong vòng tay hắn đã không còn nữa, căn phòng lúc này chỉ còn để lại mùi hương dễ chịu vốn có của Lâm Hoán Khê. Tần Lạc đưa tay lên xoa xoa đầu vẫn còn đang đau nhức của mình rồi nghĩ mình phải cai rượu mới được. Là một bác sĩ trung y, hắn biết rượu, thuốc lá và ăn ngủ không đúng giờ là rất có hại cho sức khỏe, chính vì vậy mà tránh được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, vì vậy mà có gì có thể tránh được thì hắn sẽ cố gắng tránh xa. Nhưng đêm hôm qua là một ngoại lệ. Hy Dung và Hy Vũ sau khi tỉnh dậy thì cũng đã trông đã tỉnh táo hơn rất nhiều, tuy cả hai trông có vẻ mệt mỏi. Nhưng sau một hồi nôn ọe thì sắc mặt của cả hai cũng đã khá lên rất nhiều rồi. Cộng thêm với câu nói của Tần Lạc là, vấn đề hồi phục của hai chị em chỉ còn là thời gian mà thôi, vì vậy mà bao nhiêu nỗi ấm ức đè nén trong nhiều năm nay của Trương Mẫn và Lý Đẳng Huy đều tan biến tất cả. Cả hai đều vô cùng xúc động và cảm kích trước công ơn của Tần Lạc. Cả hai vợ chồng Lý Đẳng Huy vì thế mà cứ ép Tần Lạc cùng ở lại dùng cơm. Trương Mẫn đích thân xuống bếp nấu ăn cho hắn. Vì Tần Lạc có công lớn trong cuộc chữa trị này, do vậy mà cả hai không ngừng nâng cốc lên mà chúc tụng hắn. Lại cộng thêm Vương Viên Tử lượng rất khá, do vậy mà Tần Lạc chỉ có nước chìm trong hũ rượu, không đủ tỉnh táo để bước đi nổi nữa. Cũng may mà có hai vệ sĩ khỏe mạnh là Đại Đầu và Giê-xu nên hắn mới được khiêng về nhà, nếu không thì hắn đã bị nữ sắc lang Vương Viên kéo về phòng nàng mà XXX cho đã đời rồi. Nghĩ tới việc mình suýt nữa bị nữ sắc lang kia hãm hiếp. Tần Lạc thầm cảm thấy kinh hãi vô cùng, hắn bất giác thầm cảm ơn Đại Đầu và Giê-xu. Tần Lạc với tay cầm lấy chiếc di động của mình thì thấy Trần Tư Tuyền vừa gọi cho hắn. Alo, Tư Tuyền à, sao sáng sớm thế này mà em đã dập rồi à? Tần Lạc vừa xoa xoa vào hai huyệt thái dương vừa cười hỏi. Huyệt thái dương có thể làm giảm con đau đầu sau mỗi cơn say rượu, là một huyệt rất thông dụng. Còn sớm ư, Trần Tư Tuyền ở đầu dây bên kia cười khổ nói, Tần Đại thiếu gia. Anh biết bây giờ mấy giờ rồi không? Không biết, Tần Lạc đáp, hắn rất ít khi đeo đồng hồ, trong phòng cũng chẳng treo bất kỳ cái đồng hồ nào. Cái âm thanh tích tắc của đồng hồ làm cho hắn có cảm giác bất an, khó chịu vô cùng, chính vì vậy mà hắn chỉ nhìn đồng hồ qua di động mà thôi, chỉ là bây giờ di động đang ở bên tai hắn. Vì vậy mà hắn không biết bây giờ là mấy giờ nữa. Gần 10 giờ rồi, Trần Tư Tuyền nói, anh lẽ nào quên hôm nay có việc gì rồi sao? Tần Lạc ngẫm nghĩ một lúc rồi bất chợt nhảy luôn xuống giường nói, đúng là say rượu hỏng việc. Anh suýt nữa thì quên mất Tư Tuyền. Anh xin lỗi, anh đến ngay đây. Anh không phải vội đâu. Trần Tư Tuyền nói, bọn em cũng mới chuẩn bị làm việc thôi. Anh đến thì chỉ cần hóa trang một cái là có thể quay rồi. Ừ, vẫn là cái địa chỉ hôm qua em nói phải không? Tần Lạc nói, hôm qua Trần Tư Tuyền gọi điện cho hắn nói về chuyện quay quảng cáo ngày hôm nay. Cũng nói cho hắn biết địa chỉ chỗ quay cho hắn. Vâng, vẫn ở chỗ đó, Trần Tư Tuyền đáp. Tần Lạc vội vàng chạy ra vệ sinh cá nhân, xong đâu đấy hắn gọi điện thoại cho Đại Đầu tới đây. Thậm chí đến cả bữa sáng cũng chẳng kịp ăn nữa. Tôi không phải bị kẹt xe, mà là đang đi trên con đường bị kẹt xe. Đây là câu nói kinh điển hình dung tệ nạn tắc đường của Yến Kinh. Cho dù Đại Đầu có lái xe giỏi đến mấy, cũng chẳng thể nào thoát khỏi cảnh kẹt xe này được. Chính vì vậy mà khi Tần Lạc tới địa điểm quay quảng cáo thì đã là 10 giờ 30 rồi. Xin lỗi, anh đến muộn rồi, Tần Lạc ngại ngùng nói với Trần Tư Tuyền. Hắn trông thấy bao nhiêu người đang ngồi gà gật ở đây. Còn một số người khác đang ngồi đánh bài thì đoán ra được mọi người chắc ngồi chơi với hắn lâu quá nên mới vậy. Đối với việc tới trễ của Tần Lạc, một người không phải minh tinh màn bạc gì như hắn thì dĩ nhiên là bị nhiều người dị nghị, khó chịu, trong đó có người trợ lý kịch bản và quay phim của Kim Đức Thụy. Xin anh lần sau đến sớm hơn một chút nhé. Thời gian của chúng tôi là vàng là bạc. Một người trong số đó ngao ngán nói. Đúng rồi đấy, để mọi người ngồi chờ một mình anh không thấy xấu hổ hả? Ăn nói kiểu gì thế hả? Kim Đức Thụy nhìn đám thủ hạ của mình dám chỉ trích Tần Lạc thì xa sầm nét mặt xuống gầm lên, còn không xin lỗi Tần tiên sinh đi. Cả hai người vừa lên tiếng kia cùng nhìn nhau không nói lên lời. Cả hai đều không ngờ Kim Đức Thụy lại mời một tên lạ hoắc. Thậm chí còn chưa biết tên tuổi gì tới quay hợp đồng quảng này đạo diễn Kim hợp tác với bao nhiêu là ngôi sao lớn. Đối với các diễn viên không giữ quy củ thì rất dữ dằn, nhưng hôm nay sao lại lạ thế nhi?
Không sao, là lỗi của tôi mà. Tần Lạc khoát tay nói, không cần phải xin lỗi tôi đâu. Tại tôi không đúng giờ, bọn họ nói cũng không sai mà. Lần sau ăn nói cho cẩn thận đấy. Kim Đức Thụy lừ cả hai người kia một cái. Rồi đột nhiên quay sang Tần Lạc mặt tươi như hoa. Thái độ thay đổi 180 độ nói, thực ra cũng có ngồi chờ lâu quá đâu. Lúc nãy tôi ngồi trong kia bàn luận với Tư Tuyền một số chi tiết nhỏ nữa, anh đến vừa đúng lúc. Chỉ cần diễn đúng như những gì chúng ta đã bàn sẵn là ok thôi. Được, vậy cứ làm theo lời của đạo diễn Kim đi. Tần Lạc cũng đáp lại nhanh gọn, đã muốn diễn vai diễn này rồi thì phải diễn cho thật tổ mới được. Nhưng Tần Lạc cũng cảm thấy có không ít áp lực, lần quảng cáo trước quá thành công, nếu như lần này diễn không thành công thì tổn thất to lớn như thế nào hắn đều biết cả. Sự thất bại này có lẽ cũng chẳng ảnh hưởng gì tới con đường diễn xuất của hắn cả, bởi hắn chẳng phải là diễn viên, diễn vẹo gì cả, cái chính là Quốc tế Khuynh Thành từ nay về sau không còn là con gà đẻ trứng vàng nữa mà thôi. Cái này thì tôi phải nghe theo anh mới đúng. Kim Đức Thụy nói, là do anh viết, anh mới là người thấu hiểu cảm giác của nó, như anh nói cho nghe xem. Cảm giác đó là thế nào vậy? Khi hai người nói chuyện với nhau, thì mấy người làm việc nơi đây bây giờ mới hiểu chính Tần Lạc mới là người viết kịch bản. Tự biên tự diễn, ồ, đúng là thiên tài toàn tập. Thực ra, đoạn quảng cáo này là do Tần Lạc nghĩ ra. Chính vì vậy mà chỉ có hắn mới ăn sâu vào tận gốc rễ của nội dung quảng cáo được. Tôi nói về vai diễn của tôi trước cái đã. Tần Lạc nói, thực ra trong đoạn phim quảng cáo nạp chủ yếu là vai nữ diễn là chính, tôi chỉ xuất hiện mỗi cảnh tặng lễ vật thôi, chính vì vậy, tôi phải diễn sao cho toát lên được tình yêu của nam diễn viên chính dành cho nữ diễn viên chính sâu đậm ra sao. Yêu cái gia đình nhỏ của mình thế nào? Bởi vì chỉ có như vậy thì niềm hạnh phúc của nữ diễn viên chính mới diễn tả hợp tình hợp lý được. Hay lắm, Kim Đức Thụy nói, anh cảm thấy làm thế nào để cảnh quay tặng lễ vật có thể hay hơn nữa? Làm thế nào để cho cảnh quay này lột tả hết được tình yêu của anh dành cho nữ nhân vật chính? Nụ cười, Tần Lạc cười nói, một nụ cười hạnh phúc là của cả hai, của cô ấy và của tôi, hạnh phúc có thể truyền đạt cho nhau nữa. Tôi nghĩ thiên bẩm của anh là nên đi theo con đường nghệ thuật mới phải. Kim Đức Thụy vỗ vỗ vai Tần Lạc cao hứng nói, cứ diễn theo những gì anh đã nói. Dĩ nhiên, nụ cười, hạnh phúc, tự nhiên chúng ta thử trước một cái đa. Có vấn đề gì từ từ chỉnh sửa sau. Ok, Tần Lạc đáp. Anh đi hóa trang trước đi đã. Kim Đức Thụy nói, sau đó ông đưa mắt lên nhìn Tần Lạc một lượt nói, tôi chuẩn bị cho anh mấy bộ vest rồi. Anh đi thử xem sao. Nói cho cùng thì đây cũng là thời hiện đại, anh cứ mặc cái áo trường bào trông nó cứ cổ quái sao ấy. Tôi thấy mặc trường bào vẫn tốt hơn đấy chứ. Tần Lạc nói, bột dưỡng da kim dũng là một phương thuốc cổ đại. Nó rất hợp với chiếc áo trường bào thế này. Áo trường bào so với mấy bộ áo vest thì trông nó có hàm súc hơn nhơn nữa, cũng chẳng có ai quy định trong thời hiện đại này không được mặc trường bào cả. Tôi thấy anh ấy nói đúng đấy. Trần Tư Tuyền lúc này đã mặc một chiếc váy dài trắng bước ra nói. Thân hình nàng cao ráo, hai chân thon dài, tóc vấn cao lên làm lộ rõ chiếc cổ cao của nàng. Hai hàng lông mày đẹp như vẽ, đôi mắt tràn đầy cảm xúc, trông vô cùng kiều diễm, kiêu sa. So với những cô công chúa ngực lép quảng cáo trên TV thì bộ ngực của Trần Tư Tuyền to tròn hơn họ rất nhiều. Tần Lạc rất vừa lòng vói, cô vợ, này của mình. Hôm qua không phải đã bàn rồi hay sao? Kim Đức Thụy cười khổ nói. Hôm qua không phải cô nói cho tôi số áo để chúng tôi đi đặt hay sao? Thế mà bây giờ lại phản đối. Trần Tư Tuyền nghe vậy cười ngượng nói, đạo diễn Kim. Tôi cũng nghĩ cả một đêm rồi, tôi nghĩ anh ấy mặc trường bào vẫn thích hợp nhất. Có lẽ do tôi thấy trên thế gian này không có ai mặc trường bào đẹp được như anh ấy cả. Hơn nữa, đúng như anh ấy nói, hình ảnh bột dưỡng da kim dũng rất gần với. Trần Tư Tuyền đưa mắt nhìn Tần Lạc một cái rồi nói tiếp. Lần trước anh ấy mặc trường bào. Lần này cũng vậy, chúng ta làm một series quảng cáo nhân vật chính đều là anh ấy. Do vậy anh ấy nên mặc theo đúng phong cách vốn có của anh ấy thì vẫn hơn. Điều này cũng có nghĩa là sự chung thủy nữa, tôi nghĩ không cần phải thay đổi nữa đâu. Chúng ta nửa năm trời mới quay quảng cáo một lần, nếu như có người nghi ngờ nam diễn viên chính không bao giờ thay quần áo thì làm sao? Kim Đức Thụy bật cười ha hà nói, bởi vì tất cả đều là người quen với nhau rồi. Do vậy mà ông ta mới nói đùa như vậy. Thế thì có nghĩa là tôi là một cô vợ lười quá chứ sao? Trần Tư Tuyền nói ra câu này, cổ nhấn mạnh từ, là vợ, không những vậy nàng và Tần Lạc còn nhìn nhau rất tình tứ nữa,
tôi lười như vậy mà chồng tôi vẫn yêu, điều đó không phải làm cho người khác phải hâm mộ sao? Tất cả mọi người đều cười ồ lên vui vẻ. Kim Đức Thụy thấy vậy cũng không miễn cưỡng nữa, chỉ khoát tay lên nói, được rồi. Cứ quay thử trước xem sao đã. Nếu như hình ảnh không được ưng ý, thì chúng ta đổi đồ sau cũng chưa muộn. Em hóa trang giúp anh nhé. Trần Tư Tuyền kéo lấy tay Tần Lạc nói, chồng của em, thì dĩ nhiên là phải do em hóa trang cho rồi. Em không muốn mang tiếng là một cô vợ lười nữa đâu. Tần Lạc nghe vậy thì dở khóc dở cười, Trần Tư Tuyền quá nhập tâm vào vai diễn rồi thì phải. Chương 764, tuy xa mà gần. Thực ra trong đoàn của Kim Đức Thụy có rất nhiều chuyên gia hóa trang, Trần Tư Tuyền tuyệt nhiên không cần phải động tay động chân vào làm gì cả. Nhưng nàng vẫn muốn vậy, vì thế mà không ai dám từ chối yêu cầu của nàng. Sau khi bảo hết nhân viên ra khỏi phòng, Trần Tư Tuyền liền tỉ mỉ quan sát sắc mặt và khuôn mặt của Tần Lạc thật kỹ. Sau đó nàng mới bắt đầu bôi phấn lên mặt Tần Lạc. Tần Lạc từ trước đến giờ đều cho rằng mấy chị em phụ nữ ngày nào cũng phải trang điểm thật là rắc rối, nhưng bây giờ hắn mới thấy con trai trang điểm cũng rắc rối chẳng kém. Lần trước chúng ta diễn là tình nhân, lần này chúng ta diễn là vợ chồng. Thật có duyên phải không? Trần Tư Tuyền dùng ngón tay khẽ búng búng lên mặt Tần Lạc bông đùa nói. Tần Lạc cảm khái đáp, hắn cố gắng giữ vững sự bình tĩnh của mình một cách tốt nhất. Hắn ngồi trên ghế, còn Trần Tư Tuyền thì cong người cúi xuống trước mặt hắn. Bởi vì Tần Lạc ngồi bên dưới thấp hơn hẳn Trần Tư Tuyền đâu vậy mà, khi Trần Tư Tuyền cúi người xuống làm lộ cả một bộ ngực trắng mịn đung đưa ngay trước mặt hắn. Vì muốn tìm cái đẹp hoàn mỹ cho đoạn phim quảng cáo này, Trần Tư Tuyền chọn chiếc váy không hề mặc nội y bên trong mà chỉ đặt vào đó hai miếng silicon vào là được. Trước cảnh tượng hùng vĩ như vậy, Tần Lạc không thể nào dứt bỏ con mắt háu đói của hắn ra khỏi bộ ngực đồ sộ của Trần Tư Tuyền được. Dĩ nhiên, Tần Lạc là một con người có mực thước đạo đức khá cao. Cái chuyện nhìn trộm như thế này hắn vô cùng khinh bỉ, nhưng chỉ tại con mắt của hắn không chịu nghe theo lời chỉ huy của bộ não, nên nó cứ hao háo dán chặt vào bộ ngực của Trần Tư Tuyền mà thôi. Hắn muốn cúi thấp đầu xuống tránh khỏi cái cạm bẫy ngọt ngào đang treo lủng lẳng trước mặt kia. Nhưng khi con mắt hắn cúi xuống thì còn một chuyện tệ hại hơn nữa xảy ra, L. Đôi chân, trăng mịn, thon dài thẳng tắp không chút tì vết. Trần Tư Tuyền vốn là một người mẫu xuất thân chân dài, tuy bây giờ nàng đã bỏ nghề người mẫu chuyên tâm vào đầu tư kinh doanh với bột dưỡng da Kim Dũng, nhưng thân hình và đôi chân của nàng vẫn làm cho bao nhiêu người hằng đêm ao ước. Người đẹp hay không nhìn chân là biết. Tần Lạc dùng cả danh dự của mình để đảm bảo rằng, hắn đã trông thấy rất nhiều cặp đùi đẹp rồi. Nhưng chưa thấy cặp đùi nào đẹp như của Trần Tư Tuyền cả. Trần Tư Tuyền không hề chú ý thấy ánh mắt của Tần Lạc, hoặc có lẽ nàng chẳng buồn vạch mặt hắn làm gì cho mệt. Nàng vẫn vừa nhẹ nhàng vỗ vỗ vào mặt Tần Lạc, vừa dịu dàng nói, tiếc rằng đây chỉ là diễn với nhau mà thôi. Nói xong câu này, Trần Tư Tuyền liền thở dài một cái não nề. Ha ha, em là một đại mỹ nữ đấy. Lẽ nào em không phát hiện ra sao? Khi nãy em vừa mới bước ra. Tất cả đàn ông ở ngoài kia đều mở to mắt ra nhìn im trong làng giải trí cũng có nhiều anh chàng đẹp trai tài giỏi mà. Lẽ nào em không gặp được ai thích hợp hay sao? Tần Lạc không biết trả lời tiếng thở dài của Trần Tư Tuyền ra sao. Nên hắn giả vờ nghe không hiểu câu nàng vừa nói. Cố tình lảng sang chuyện khác. Em mà thích mấy gã đẹp trai thì đã không thích anh đến mức này rồi. Trần Tư Tuyền bật cười khanh khách nói. Nếu không vì sợ làm mất thời gian. Tần Lạc có khi sẽ bắt Trần Tư Tuyền nhìn ngắm hắn cho kỹ càng hơn xem nàng bảo hắn không đẹp trai ở chỗ nào. Nếu nàng nói ra được hắn tình nguyện giặt tất cho nàng cả tháng liền. Dĩ nhiên được giặt tất cho Trần Tư Tuyền một tháng cũng là cả một mong ước mà biết bao nhiêu đàn ông muốn mà không được nữa. Nước da của Tần Lạc khá tốt, chỉ cần bôi lên một chút phấn cho trắng là xong, Trần Tư Tuyền sau đó lại giúp hắn chỉnh sửa lại đầu tóc, thế là việc trang điểm cho Tần Lạc đã hoàn tất. Trần Tư Tuyền kéo Tần Lạc ngồi tới trước tấm gương ngắm nghía thật kỹ, sau đó lại chỉnh sửa lại quần áo của hắn cho ngay ngắn rồi mới vừa lòng với tác phẩm nghệ thuật của mình. Đột nhiên, Trần Tư Tuyền đưa môi lên hôn chụt vào cổ Tần Lạc một cái rồi cười nói, chồng của em đẹp trai thật đấy. Đây có phải là cố tình sàm sỡ mình không nhỉ? Tần Lạc tưởng rằng chỉ có mỗi đàn ông mới có trò lợi dụng kiểu này, hóa ra đàn bà cũng vậy, nữ sắc lang trong thành phố cũng nhiều thật đấy. Khi Trần Tư Tuyền đi ra ngoài cổng ngoái lại vẫn thấy Tần Lạc đứng chơ chơ một chỗ liền cười nói, anh chàng ngốc của em còn đứng đó làm gì nữa hả? Anh đang nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra? Tần Lạc ngượng ngùng nói,
Tuy hắn không hề từ chối bị người đẹp hôn trộm một cái, nhưng hắn nghĩ trước khi hôn thì cô ấy cũng phải thông báo trước một tiếng chứ nhỉ. Thế mà cô ấy đến cả thông báo trước cũng không nói một câu liền chụt luôn một cái như chư bát giới nuốt quả nhân sâm vậy, làm mình chẳng kịp hưởng thụ cái cảm giác sung sướng kia một chút nào cả. Làm vậy chẳng qua là muốn nhập tâm vào nhân vật sớm hơn thôi mà. Trần Tư Tuyền nói, tìm cảm giác để nhập tâm vào vai diễn. Tần Lạc thầm nghĩ, có lẽ mình đúng là nên làm diễn viên mới đúng. Tần Lạc đã có kinh nghiệm trong lần quay quảng cáo từ trước, do vậy lần này hắn khá là thuần thục không còn gắng gượng như lần đầu nữa. Sau một hồi tìm cảm xúc diễn, hắn đã bắt đầu tìm được cách vào vai sao cho hợp lý nhất, rồi từ từ cầm đạo cụ trong tay mình lên. Rất nhẹ nhàng và tự nhiên. Cứ như cả hai người là một đôi vợ chồng thực thụ đang trao quà cho nhau thật vậy. Trần Tư Tuyền cũng bộc lộ hết được sự vui mừng, hạnh phúc của một người vợ khi được chồng mình tặng quà cho. Khi ánh mắt hai người chạm vào nhau đều toát lên một sự hòa quyện của một đôi tình nhân yêu nhau nồng thắm nhất, không hề có chút gượng ép nào cả. Vì lúc trước Trần Tư Tuyền đã hôn lên cổ Tần Lạc để tìm cảm xúc, do vậy bọn họ đều diễn xuất vô cùng trôi chảy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cát Kim Đức Thụy vung tay lên hét, sau đó ông chạy thẳng tới chỗ Tần Lạc ôm hắn vào lòng xúc động nói, tuyệt vời. Trên cả sự tuyệt vời, người anh em của tôi, lần này anh giúp tôi nhiều lắm anh biết không? Đoạn quảng cáo này nhất định sẽ nổi đình nổi đám cho mà xem nhất định. Trần Tư Tuyền lúc này chỉ mỉm cười đứng bên cạnh Tần Lạc, hai mắt nàng chăm chú nhìn hắn mà không chớp, nàng vẫn còn chưa thoát ra khỏi được nhân vật mà mình đang vào vai diễn. Nàng là nữ chủ nhân trong gia đình, đang ngồi chờ chồng mình đi làm về, sau đó nghe thấy tiếng cửa mở nàng liền mừng rỡ chạy ra ôm chầm lấy người đàn ông mà nàng hết mực yêu thương, đón nhận lấy món quà trong tay người chồng yêu quý. Ánh mắt hai người nhìn nhau tuy không bùng cháy như cuộc tình chớm nở, nhưng nó ngọt ngào hạnh phúc và vĩnh cửu. Nàng thích cảm giác như vậy, rất thích là đằng khác. Tư Tuyền, cô diễn cũng tốt lắm, tốt vô cùng, đây là lần quay dễ dàng nhất từ khi tôi làm cái nghề này. Cái cảm giác này quá thật, quá xúc động. Kim Đức Thụy sau khi buông Tần Lạc ra lại quay sang tán dương Trần Tư Tuyền hết lời. Ông nhìn ánh mắt của Trần Tư Tuyền vẫn còn chìm đắm trong hạnh phúc ngắm nhìn Tần Lạc thì ông thầm cảm thấy ngưỡng mộ tên danh con này đúng là có số đào hoa quá đáng. Chỉ mới quay một lần đã xong rồi sao? Trần Tư Tuyền không ngờ bọn họ lại diễn tốt như vậy, nên mới mỉm cười hỏi. Một lần là ok rồi. Kim Đức Thụy nói, hai người thật là đẹp đôi quá, hai người phải làm nghề diễn viên mới đúng. Anh ấy không thèm tôi đâu, Trần Tư Tuyền nói với giọng vừa có vẻ bông đùa vừa có vẻ chua xót tự chế giễu bản thân mình. Tần Lạc không nói câu nào, vì hắn không biết nên nói thế nào cho phải cả. Anh đã có Lâm Hoán Khê, Vương Cửu Cửu, Tô Tử tất cả mọi chuyện thế là đã giải quyết xuôi trèo mát mái, do vậy buổi trưa bọn họ liền tổ chức một bữa tiệc ăn mừng. Tên sắt Tần Lạc hôm nay được thể mời tất cả mọi người cùng với toàn thể đoàn quay phim của Kim Đức Thụy dùng bữa. Hôm nay hắn đến muộn lâu quá do vậy mà hắn cũng thầm cảm thấy ái ngại, hơn nữa hắn cũng nhận thấy đám người hôm nay vô cùng chuyên nghiệp, nếu sau này có cơ hội hắn nhất định, sẽ tìm họ để hợp tác. Lôi kéo lấy lòng được mấy người này chỉ có lợi chứ không có hại. Sau bữa tiệc, Kim Đức Thụy liền đưa đoàn của ông ta quay về nghỉ ngơi. Tần Lạc và Trần Tư Tuyền thì đứng trước cửa khách sạn chờ đại đầu đánh xe tới. Anh bao giờ thì đi? Trần Tư Tuyền lên tiếng hỏi. Không biết có phải là do uống nhiều rượu quá không mà trông vẻ mặt nàng lúc này hơi buồn buồn. Ngày kia, Tần Lạc nói, anh không thể kéo dài thời gian thêm được nữa. Bên Thụy Điển họ lại gọi tới giục anh rồi. Tần Lạc vẫn chưa muốn đi là vì hắn muốn sắp xếp mọi chuyện cho ổn thỏa rồi mới đi. Còn một nguyên nhân nữa là hắn còn phải chờ Tô Tử nữa. Lần đi này chẳng qua là chuyến đi trao đổi thuần túy về y học. Do vậy có người trong Bồ Tát môn như Tô Tử đi cùng hắn sẽ có được sự giúp đỡ vô cùng hữu ích từ nàng. Hơn nữa, Tần Lạc cũng cảm thấy nhớ Tô Tử vô cùng. Có nhiều lúc Tần Lạc cũng vô cùng cảm khái với số phận, cảm giác số phận thật là kỳ diệu sao trên thế giới này đã có mình rồi lại còn có thêm Tô Tử nữa. Dĩ nhiên, còn có những chuyện huyền diệu hơn nữa. Có bao nhiêu là chuyên gia nhưng họ cũng chẳng nghiên cứu ra cái gì, tại sao bộ phận sinh dục của con trai lại lồi, còn của con gái lại lõm. Bao giờ anh quay về? Trần Tư Tuyền hỏi. Anh không rõ nữa, Tần Lạc lắc đầu đáp. Lần đi Thụy Điển này của hắn trên danh nghĩa là hắn sẽ giao lưu với Học viện Y học Hoàng gia của Thụy Điển, nhưng hắn còn mục đích khác nữa là tuyên truyền trung y. Khi nào hắn quay về, cái đó phải xem hắn thu hoạch được cái gì không đã.
Trần Tư Tuyền nghe vậy lại thở dài nói, chờ đến lúc anh về thì có lẽ em đã về Đài Loan rồi. Ừm, Tần Lạc gật gật đầu đáp. Lần sau gặp lại có lẽ cũng phải một năm sau mất. Trần Tư Tuyền cười nói, một năm rồi lại một năm, người con gái có nhiều cái một năm để tiêu tốn đây. Sao thế được, bây giờ phương tiện đi lại thuận tiện như vậy, anh đến Đài Loan thăm em là được chứ gì. Mà em muốn lúc nào đến đây mà chẳng được, Tần Lạc an ủi. Nói thì dễ, Trần Tư Tuyền cười nói, anh một năm mới quay về nhà mấy lần hả? Tần Lạc không phải là thằng ngốc, hắn hiểu hàm ý trong câu nói của Trần Tư Tuyền. Nhưng, hắn thật sự không biết ứng đối thế nào cho phải nữa. Em đi rồi, anh nhớ đối xử tốt với Lệ Yêu Tinh đấy, cô ấy là một người rất tốt. Anh biết mà, Tần Lạc gật đầu nói, đó là trách nhiệm của hắn cũng không bao giờ từ chối cả. Lúc này xe đã được đại đầu lái tới. Tần Lạc mở cửa xe mời nói, em đi đâu? Để anh tiễn em được không? Trần Tư Tuyền quầy đáp, em muốn đến tổng bộ công ty một chuyến. Lệ Yêu Tinh vừa mới gọi cho em bảo em trưa nay qua đó thương lượng một số việc. Công ty cách đây không xa lắm, em tự đi ra đó được rồi, anh không cần phải tiễn em đâu. Chờ cho chiếc xe của Tần Lạc dần dần đi khuất, Trần Tư Tuyền mới quay ra nhìn vào cánh cửa thủy tinh trước mặt rồi mỉm cười. Thế nào gọi là xa? Thế nào gọi là gần? Chỉ có khoảng cách là xa, còn trái tim thì mới gần nhau thôi. Tần Lạc, tạm biệt. Chương 765, Đại Minh Tinh dở thói ngôi sao. Thượng, tại sân bay Yến Kinh, Tần Lạc và các thành viên trong đoàn người tiễn đưa của chính phủ từ biệt lẫn nhau. Đáng lẽ hôm nay Lâm Hoán Khê sẽ đến đưa tiễn hắn, nhưng vì hôm nay có lãnh đạo Bộ Y tế tới bệnh viện kiểm tra tình hình, do vậy mà Lâm Thanh Nguyên phải triệu tập các vị lãnh đạo trong bệnh viện ban bố cuộc họp. Vì thế nên Lâm Hoán Khê còn phải đưa Bối Bối đến trường. Cũng giống với lần tiễn đi Hàn Quốc lần trước, Tần Lạc lại xin rút một ít nhân tài từ Bồ Tát Môn và Quỷ Y Phái đi. Đồng thời, hắn cũng chọn mười mấy vị cao thủ trong công hội Trang Y đi cùng nữa. Lần này coi như hắn lợi dụng chức quyền để làm việc tư. Có cơ hội mở rộng tầm mắt là hắn không bao giờ quên người cấp dưới của mình. Không những vậy hắn còn mời mấy vị thánh y tiếng tăm lẫy lừng trong nước đi cùng với mình nữa. Do vậy mà đoàn đại biểu này của hắn lên tới 46 người lận. Cộng thêm với hai viên quan chức chính phủ và 6 nhân viên phục vụ nữa, tổng cộng đoàn người lần này của hắn lên tới hơn 5 chữ người, số người rõ ràng là nhiều hơn hẳn so với lần hắn đi Hàn Quốc. Dù sao thì bên Thụy Điển họ không hạn chế số người mà. Chúng ta đi người đông như vậy có thể thể hiện cho họ thấy là chúng ta vô cùng coi trọng chuyến đi này. Tần Lạc thầm nghĩ như vậy. Hơn nữa, hắn nghĩ hoàng tử Philip cũng không phải là người keo kiệt, chắc là anh ta sẽ lo liệu hết cho thôi. Tần đoàn trưởng, toàn bộ các thành viên đã đến đông đủ cả rồi. Chúng ta có cần phải kiểm tra vé của mọi người trước không ạ? Một người đẹp có dáng người tuy không cao nhưng vô cùng bắt mắt đứng bên cạnh Tần Lạc báo cáo. Nàng là người được Bộ Y tế phái tới đi cùng đoàn làm phiên dịch tên Trương Tiểu Na, cái tên này rất giống với dáng người của nàng, tuy không cao nhưng lại rất hot. Được, được, Tần Lạc cười nói. Vậy để tôi đi thông báo cho mọi người đã. Trương Tiểu Na nghe vậy liền nhanh chân đi gọi mọi người vào theo thứ tự để kiểm tra vé. Trước khi nàng đi khỏi đây vẫn còn kịp đưa mắt lên liếc một người con gái đang ngồi trên xe lăn, cô ấy là ai vậy? Lẽ nào là người mà anh ấy thích hay sao? Thật đáng tiếc, nàng tự cảm thấy tiếc nuối thay cho Tần Lạc. Tuy bề ngoài của Tần Lạc không được sáng sủa, hào nhoáng, đẹp trai phong độ như Tần Tung Hoàng, nhưng hắn vẫn có nét thu hút các cô gái khác của riêng hắn. Hơn nữa tuổi đời hắn còn trẻ mà đã làm được bao nhiêu chuyện to lớn như vậy, bây giờ lại còn là đoàn trưởng của đoàn đi Thụy Điển nữa, điều này càng làm cho các cô gái càng có cớ để mà hâm mộ hắn hơn. Nhưng một chàng trai có tương lai tươi sáng như vậy mà lại yêu một cô gái bị bại liệt, điều này làm cho các cô gái đi trong đoàn với Tần Lạc cảm thấy bất công cho Tần Lạc vô cùng. Đi thôi, Tần Lạc mỉm cười nói. Hắn đưa tay đẩy chiếc xe lăn đi. Cô gái ngồi trên xe lăn là một cô gái có vẻ đẹp nhẹ nhàng của một thiếu nữ. Thậm chí còn có phần tĩnh lặng, toàn thân của nàng lúc này cuộn tròn lại, có cảm giác mệt mỏi. Nhưng đôi mắt lại không ngừng nhìn ra xung quanh. Nàng chính là Tô Tử, là người của Bồ Tát Môn vừa mới tới Yến Kinh ngày hôm qua. Sáng nay nàng được Tần Lạc đích thân tới đón từ khách sạn. Hôm qua, trong lúc ăn cơm Tần Lạc đã biết Tô Tử đã tới Yến Kinh, nhưng hắn cũng không vội đi gặp nàng ngay. Hắn phải ở nhà với Bối Bối và Lâm Hoán Khê, cùng xem phim hoạt hình Vói Hai. Người xong thì còn phải lên lầu ngủ với Lâm Hoán Khê nữa.
Tần Lạc và Lâm Hoán Khê nằm trên giường mà không hề làm chuyện người lớn, mà chỉ nằm nói chuyện với nhau một lúc lâu. Lâm Hoán Khê không có thói quen nói chuyện, nhưng điều đó không có nghĩa nàng là người thiển cận, hay có kiến thức kém cỏi, mà ngược lại những lời nàng nói lại rất hữu ích cho Tần Lạc. Em đã nghĩ rồi, chờ cho cái chân này khỏi rồi em sẽ đi khắp nơi du lịch. Em muốn đi những nơi mà em có thể bước tới, nhìn những phong cảnh trên thế giới mà em chưa từng ngắm nhìn. Nhưng không ngờ chân của em vẫn chưa khỏi, vẫn cần anh phái dẫn em trên xe lăn thế này. Không biết đây có phải giấc mơ được hoàn thành sớm trước không nữa? Tô Tử tay chống cằm mỉm cười nói. Tần Lạc đi ở phía sau nàng, không trông rõ bộ dạng của nàng ra sao. Nhưng hắn biết bao nhiêu người đi ngược đường với hắn đều bị vẻ dễ thương hoặc nét dễ thương trên gương mặt người phụ nữ này thu hút. Tất cả mọi người khi đi qua mặt nàng đều bất giác ngoái đầu lại cố nhìn nàng thêm một lúc nữa. Không phải sắp khỏi rồi sao? Tần Lạc cười nói, có khi đến lúc quay về rồi em không cần ngồi xe lăn nữa cũng nên. Có những lúc Tần Lạc thật sự cảm ơn ông trời, đến cả việc chữa bệnh thôi cũng ban cho mình cả một người xinh đẹp như Tô Tử làm thuốc dỡ. Nếu như một người con gái, xinh đẹp, như Thị Nở cũng mắc phải bệnh khó chữa thì không biết mình sẽ chữa hay là không chữa cho đây. Nhưng nếu đây là một việc sống còn, thì có lẽ Tần Lạc sẽ nhắm mắt xuôi tay phó mặc cho sự đời. Coi như hắn vừa trải qua một cơn ác mộng vậy. Hy vọng là như vậy, Tô Tử không hề vì hàm ý trong câu nói của Tần Lạc mà cảm thấp ngượng ngùng gì cả. Mà ngược lại, nàng khá là phóng khoáng, cởi mở trong chuyện quan hệ nam nữ yếu không thì trong lần đầu tiên gặp hắn nàng cũng đã không cầm tay hắn luôn, và lần thứ hai cũng dâng hiến đời con gái luôn cho hắn rồi chứ. Trong lúc bạn bị bại liệt 20 năm, mọi công việc sinh hoạt trong cuộc sống của bạn cũng chỉ quanh quanh quẩn quẩn trong cái khu nhà bé tí xíu kia thì bạn còn mơ tưởng tới trinh tiết nguyên vẹn, tình yêu trong trắng thì thật là nực cười. Giống như người chết đuối vớ được cọc, điều bạn duy nhất có thể làm đó chính là cố gắng hết sức mà bám lấy cái cọc cho mình được sống mà thôi. Cũng may mà Tô Tử lại vô cùng yêu Tần Lạc. Tần Lạc như một cái bóng của nàng, à không, phải nói là chính là bản thân nàng, tất cả những việc mà nàng muốn làm thì hắn cũng đã làm rồi. Chính vì vậy mà nàng rất yêu hắn. Bởi vì Tần Lạc là đoàn trưởng chính vì vậy mà hắn được xếp ngồi ở vé VIP. Tần Lạc rất ít khi đi máy bay, nên khi đi máy bay hắn tỏ ra khá lạ lẫm. Khi cầm chiếc thẻ máy bay thì hắn cũng không biết những con số in trên đó có nghĩa là gì nữa. Khi hắn phát hiện ra có vẻ khang khác, thì hắn đã bị bỏ rơi phía đằng sau rồi. Hắn muốn đổi chỗ cho mấy người đi cùng mình, nhưng mọi người trong đoàn lúc này đã ngồi xuống hết rồi. Và ai cũng không muốn đứng dậy đổi chỗ cho hắn nữa. Thực ra chỗ VIP và chỗ người thông dụng chẳng khác nhau là mấy, cũng chẳng thể nói rằng bạn ngồi vé VIP là có thể đến Paris trước người ngồi vé thông thường 2 giờ đồng hồ được. Tần Lạc ôm Tô Tử ngồi vào ghế của nàng rồi cẩn thận cài dây an toàn lên cho nàng, sau đó hắn quay sang anh chàng đẹp trai ngồi bên cạnh đeo cặp kính to như mắt ếch kia cười một cái. Tuy là cả hai người đều không quen nhau, nhưng hắn cho rằng hắn và anh ta gặp nhau trên chiếc máy bay này là có duyên với nhau. Do vậy mới cười chào hỏi. Cũng may mà đối phương cũng khá lịch sự nhếch mép lên cười đáp lại hắn. Tiếp sau đó anh ta lại tiếp tục theo dõi tờ báo trên tay của mình. Tần Lạc vui mừng hơn nữa khi trông thấy anh chàng này đang xem một cuốn tạp chí y học. Hơn nữa, cuốn tạp chí nạp lại là cuốn tạp chí về trung y, nó có tên là. Trên máy bay người ta không bao giờ cung cấp những loại tạp chí như thế này, nhưng nó lại được bán rất chạy trong những tiệm sách trong sân bay. Anh thích trung y phải không? Tần Lạc mỉm cười lên tiếng hỏi. Sở thích của đối phương cũng giống với mình, do vậy mà Tần Lạc như tìm được tri kỷ vậy, trông anh ta còn trẻ. Lại ăn mặc sành điệu như vậy mà lại thích trung y, điều này làm cho Tần Lạc vô cùng ngạc nhiên. Không thích, anh chàng đẹp trai đáp lại một cách lạnh lùng, ánh mắt vẫn dán vào tờ tạp chí. Không thích sao, anh còn xem tạp chí này làm gì? Không phải Tần Lạc thích buôn dô lê, nhưng hắn thật sự muốn biết anh chàng đẹp trai sành điệu này có cái nhìn thế nào về trung y. Anh chàng kia thấy vậy ngán ngẩm nhìn Tần Lạc một cái rồi nói, vì nhu cầu công việc. Tần Lạc gật đầu nói, thực ra trung y cũng hay lắm, chỉ cần anh cố gắng nghiên cứu tìm hiểu về nó là anh sẽ thích ngay thôi. Ít ra, về dưỡng sinh thì trung y có công hiệu lắm. Điều này được rất nhiều người công nhận rồi. Anh chàng kia nghe vậy thì cau mày lại, chỉ vào mấy bát thuốc in trên báo nói, anh nghĩ mấy thứ này giống thứ gì? Giống thứ gì ư? Tần Lạc cẩn thận ngắm nhìn một lúc rồi nói, đây là thuốc chứ là cái gì? Tôi dĩ nhiên là biết đây là thuốc, ý tôi muốn hỏi, bát thuốc này nó giống cái gì? Tần Lạc không nghĩ ra nổi bát thuốc này nó giống cái gì.
hắn quá quen với thuốc của trung y rồi, đối với hắn thuốc thì vẫn là thuốc có gì khác đâu nhỉ. Thôi bỏ đi, anh chàng kia dường như rất mệt mỏi không muốn nói chuyện với Tần Lạc nữa, cái này trông tởm như vậy, đen đen bẩn bẩn. Mùi thì khó chịu, tôi còn lâu mới uống mấy cái thứ này. Tần Lạc nghe vậy chỉ biết cười cười thôi chứ chẳng nói thêm câu gì. Tuy trong bụng hắn có phần thất vọng, nhưng mỗi người có một suy nghĩ riêng của mình. Bạn không thể ép buộc người khác thích những thứ mà mình thích. Cũng giống như anh chàng này, hắn không thể ép anh ta thích trung y được. Nếu như bị ép buộc có tác dụng thì Tần Lạc cũng đã mặt dày đi ép buộc người ta rồi vậy nhưng chiêu này hoàn toàn không thể áp dụng nổi. Trọng trách nặng nề, Tô Tử ngồi bên cạnh nghe thấy hết cuộc nói chuyện giữa Tần Lạc và anh chàng đẹp trai kia liền mỉm cười nói. Tần Lạc biết Tô Tử đang nói về sự nghiệp cứu vớt trung y của hắn. Tuy là hắn gặp nhiều khó khăn, nhưng chưa bao giờ hắn muốn từ bỏ cả. Do vậy hắn liền nói, cục diện càng lúc càng có lợi rồi. Chúng ta vẫn còn hy vọng. Anh học y phải không? Anh chàng đẹp trai kia bỗng nhiên nói chen vào. Trung y, Tần Lạc thản nhiên đáp. Ồ, anh chàng kia chỉ ồ lên một tiếng rồi lại im lặng không nói gì nữa. Nữ tiếp viên hàng không lúc này đưa đến cho khách khăn ướt. Khi đi tới chỗ Tần Lạc thì cô tiếp viên bỗng kinh ngạc khẽ nhìn vào anh chàng đẹp trai kia thốt lên, xin hỏi. Anh có phải là Đường Trạch Vũ không? Anh chàng đẹp trai này có vẻ thích sự tán tụng của cô tiếp viên hơn là hai nhân vật nhà quê ngồi cạnh mình, nghe cô tiếp viên hỏi vậy liền gật đầu khẽ lạnh giọng đáp, vâng là tôi đây. Thật là vinh hạnh khi gặp được anh, tôi rất thích các vai anh diễn, cho dù biết chắc được đây là một minh tinh, nhưng cô tiếp viên này không hề hét toáng lên sung sướng hay là đòi anh ta ký tên gì cả. Mà chỉ rất lịch sử hỏi han anh ta vài câu. Cảm ơn cô, Đường Trạch Vũ cười nói. Chờ cho cô tiếp viên kia đi khỏi. Tần Lạc mới quay sang anh chàng đẹp trai kia hỏi, anh là Đường Trạch Vũ hả? Tần Lạc không ngờ lại gặp anh chàng này ở trên máy bay. Đường Trạch Vũ là một nam diễn viên nổi tiếng trong nước, nhưng là một người chẳng bao giờ xem phim thần tượng như Tần Lạc đây thì vốn dĩ là chẳng bao giờ có bất kỳ giao thiệp gì với anh ta được, nhưng không ngờ anh ta lại chính là người diễn hắn trong bộ phim. Một tên không thích trung y chút nào mà lại diễn bản thân mình sao? Tần Lạc cảm thấy trên đời này lắm chuyện nực cười chớ trêu thật. Chương 766, Đại Minh Tinh dở thói ngôi sao. Hạ, Tần Lạc đã từ bỏ lời mời đi diễn bản thân hắn trong bộ phim. Bởi vì hắn chỉ là một bác sĩ, hắn có trọng trách cứu vớt trung y. Chính vì vậy mà hắn muốn dốc toàn tâm toàn sức vào trọng trách nặng nề và gian nan này. Chỉ vì văn nhân Mục Nguyệt mà Tần Lạc phải tham gia vào cuộc đấu đá với giới thượng lưu của Yến Kinh, trong cuộc đấu đá này hắn đã tiêu tốn quá nhiều thời gian vàng bạc của hắn rồi. Lần này rời Yến Kinh đi Thụy Điển là một cơ hội tốt, một là có thể truyền bá trung y ở Thụy Điển, có hoàng tử Thụy Điển giúp đỡ nên việc này chắc cũng không đến nỗi khó khăn cho lắm. Còn một điều nữa là Tần Lạc có thể tách xa được với vòng đấu đá luẩn quẩn trong cái đất Yến Kinh, tĩnh tâm lại để tìm ra lối thoát cho trung y. Tôi đánh cuộc rằng trung y sẽ không bao giờ biến mất, mà chỉ 3 năm sau sẽ tung hoành trên đất Mỹ. Tần Lạc nhớ tới lời đánh cuộc với Hammer, khí thế của hắn lúc đó như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy đỏ mặt vì câu nói này của mình. Tuy căn bệnh dị ứng với phấn hoa của Hammer được Tần Lạc chữa trị và người ta cũng chủ động đến xin lỗi hắn và rút lại lời đánh cuộc này. Nhưng lời hắn đã nói ra rồi bây giờ rút lại nghe có phần ghê tởm. Cuối cùng bộ phim cũng được đạo diễn Phùng Tiểu Cang phụ trách, ông ta nói Đường Trạch Vũ là người có hình tượng rất tốt, có khí chất rất giống với Tần Lạc. Nghĩ tới câu nói này của Phùng Tiểu Cương, Tần Lạc khẽ đưa mắt lên dò xét Đường Trạch Vũ một hồi. Không sai, hắn và mình có vài điểm giống nhau, đều thuộc vào loại thanh tao thoát tục. Nhưng khí chất hắn còn kém xa mình mặc áo trường bào thể hiện là người hàm xúc sâu xa, nho nhã thanh tao là vậy, hắn thì là cái thá gì mà so sánh được với mình cơ chứ. Văn nhân Mục Nguyệt còn gọi điện cho Tần Lạc hỏi hắn có cần gặp Đường Trạch Vũ không, nhưng khi đó hắn đang bận do vậy mà hắn không có cơ hội gặp mặt đại minh tinh Đường Trạch Vũ. Nhưng thật không ngờ trên cái máy bay này hắn lại ngồi cạnh Đường Trạch Vũ. Vâng, là tôi, Đường Trạch Vũ nghe Tần Lạc hối cũng lịch sự đáp lại. Tuy minh tinh không muốn bản thân mình giống như những con thú trong vườn bách thú bị người ta quay lại nhòm ngó, nhưng khi bọn họ ra ngoài đường mà không có ai vồ vập tới thì họ lại cảm thấy thất vọng vô cùng. Cái này cũng giống với lối suy nghĩ của chị em phụ nữ, bọn họ muốn ăn mặc thật hở hang bốc lửa đi trên đường, nếu như bạn cứ nhìn chằm chằm vào họ, thì họ sẽ chửi bạn là háo sắc, nhưng nếu bạn không nhìn họ, coi họ như vô hình thì họ lại chửi bạn là có mắt như mù. Có một người đã từng nói rằng,
con gái đẹp để làm gì? Để cho con trai ngắm chứ còn làm gì nữa? Nhưng Đường Trạch Vũ lại không ngờ gã đàn ông ngồi cạnh hắn sau khi biết mình là minh tinh rồi lại không có bất kỳ biểu hiện kinh ngạc, hay vồ vập gì cả. Chỉ thấy hắn ta lạnh giọng hỏi, anh nghĩ gì về Trung Y? Lại là Trung Y, Đường Trạch Vũ thầm nghĩ tên này chắc bị bệnh cha nó rồi. Chẳng có ấn tượng gì cả. Đường Trạch Vũ đáp, sau đó lại cầm sách lên nhìn, tỏ rõ thái độ không muốn nói chuyện với Tần Lạc nữa. Tôi muốn nói chuyện với anh về Trung Y. Tần Lạc kiên định nói, hắn muốn biết ý nghĩ của anh chàng này về Trung Y ra sao. Anh thật là phiền quá. Đường Trạch Vũ tức giận quay sang Tần Lạc gắt, lẽ nào anh không biết rằng làm phiền người khác trong lúc người ta nghỉ ngơi là bất lịch sự sao hả? Anh có hiểu thế nào là có giáo dục không? Cái này với có giáo dục thì liên quan gì tới nhau? Tần Lạc cười nói, suy nghĩ của anh về Trung Y đối với tôi vô cùng quan trọng. Tôi ban nãy cũng đã nói rồi, tôi không thể nào uống được cái bát thuốc đen ngỏm, tanh tưởi hôi thối kia được. Từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng uống thuốc Trung Y, cũng như chữa bệnh bằng Trung Y, tôi nói thế anh đã hiểu chưa? Đường Trạch Vũ tỏ rõ sự tức giận nói. Vậy tại sao anh lại nhận vai diễn trong hả? Tần Lạc lấy làm lạ hỏi. Vớ vẩn, chỉ vì Đường Trạch Vũ cũng may mà kịp dừng lại, không thốt ra câu, vì tiền, ngay trước mặt người khác, như vậy sẽ làm hoen ố thanh danh của bản thân anh ta mất. Là một nhân vật đại chúng, bất luận anh nghĩ thế nào đều không quan trọng. Nhưng, nhất thiết đừng đem suy nghĩ của anh nói ra ngoài. Đây là quy định mà khi Đường Trạch Vũ mới vào làng giải trí ông bầu của anh ta đã dặn anh ta như vậy. Anh ta phải nhớ cho kỹ điều này. Nhớ càng kỹ thì mọi chuyện sẽ càng thuận lợi. Vì tiền đúng không? Tần Lạc nheo mắt lại nói. Tôi không hề nói vậy. Đường Trạch Vũ đáp, anh ta rất muốn thét vào mặt tên danh đáng ghét này cho hắn ta biết, đúng đấy. Tôi nhận vai diễn đó là vì tiền đấy. Thế thì đã làm sao? Anh làm gì được tôi chứ? Nhưng suy đi nghĩ lại Đường Trạch Vũ thấy anh ta chẳng xứng để mình làm thế, vì một tên nhà quê mà hạ thấp phẩm hạnh của mình thì thật không đáng chút nào. Ý của anh tôi đã hiểu rồi. Tần Lạc nói, tôi thấy anh không còn thích hợp diễn vai diễn trong bộ phim này nữa đâu. Cái này thì có liên quan gì tới anh? Anh dựa vào cái gì mà nói tôi không thích hợp chứ? Thích hợp hay không thì chỉ có đạo diễn mới có quyền nói, một người ngoài ngành như anh thì làm gì có tư cách mà nói tôi? Anh chẳng là cái gì mà có quyền nói tôi cả. Hiểu chứ? Đường Trạch Vũ nổi giận đùng đùng xả hết lên đầu Tần Lạc. Tôi không hy vọng một người bài trừ, ghê tởm Trung Y vào vai diễn một người tận tụy. Hết lòng vì Trung Y như vậy thật là bất công, cũng không công bằng với Trung Y. Tần Lạc thản nhiên nói ra suy nghĩ của hắn, xem ra hắn phải gọi cho văn nhân Mục Nguyệt một chuyến mới được. Thật xin lỗi phải làm anh thất vọng rồi, tôi đã ký hợp đồng rồi. Đường Trạch Vũ cười nói, hơn nữa đoàn làm phim cũng đã trả tiền cát xê cho tôi rồi, tôi thấy muốn thay đổi bây thực ra. Khi Phùng Tiểu Cương tìm đến Đường Trạch Vũ bảo anh ta vào vai diễn trong thì anh ta cũng đã từ chối ngay từ đầu. Chỉ vì Đường Trạch Vũ thấy bộ phim này có vẻ không ăn khách, đến khi chiếu mà khán giả, cùng fan thấy bộ phim không hay lại quay ra nói thì thật là mất chất. Hơn nữa, anh ta lại là một người vô cùng căm ghét Trung Y, coi Trung V như một đống thổ tả. Chứ chẳng hề giống người ta coi Trung Y như một thứ gì đó thần kỳ lắm ấy. Nhưng sau khi phân tích khoản tiền cát xê cỡ bự xong, anh ta liền ngay lập tức ký hợp đồng luôn. Người quản lý của anh ta có tên là Tổ Mai, một người có bề ngoài khá kỳ dị. Nhưng lại là một người rất biết suy nghĩ. Cô ta đã gây dựng lên danh tiếng của biết bao nhiêu là minh tinh trong làng giải trí là một người rất có tiếng nói. Dĩ nhiên cô ta đã phân tích tình hình với Đường Trạch Vũ, tuy nhận bộ phim này có nhiều mạo hiểm. Nhưng cũng rất có lợi. Đầu tiên đạo diễn là Phùng Tiểu Cương, một người nổi tiếng trong làng điện ảnh Trung Quốc, phim của ông ta lần nào xuất bản cũng đứng trong top. Tuy lần này làm đề tài này có phần ít người để ý. Nhưng qua bàn tay nhào nặn của ông ta thì thế nào bộ phim này cũng sẽ ăn khách. Thứ hai, người đầu tư vào bộ phim này trả tiền rất hậu hĩnh, chúng ta chẳng có lý do gì vì có thù với đồng tiền mà đá nó đi cả. Thứ ba, tiền đầu tư vào bộ phim này do một tập đoàn vô cùng hùng hậu đứng sau lưng, cho dù bộ phim không được ăn khách, nhưng lại quen biết được người trong tập đoàn, như thế về sau thế nào cũng có cửa ngon hơn để hợp tác. Dĩ nhiên là còn một điểm nữa tôi đã đi điều tra cho anh rồi. Vai anh sắp diễn là một nhân vật có tầm ảnh hưởng rất lớn trong quảng đại dân chúng Trung Quốc. Đến lúc đó thì những người này sẽ lại trở thành một nguồn fan mới của anh. Đường Trạch Vũ nhìn Tần Lạc thầm nghĩ, một tên danh như thế lẽ nào cũng có nhiều fan ủng hộ hay sao? Thật đúng là một đám fan hâm. Tôi sẽ giúp anh giải quyết một số vấn đề, Tần Lạc nói.
Không cần, Đường Trạch Vũ đáp lại gọn lỏn, anh ta không muốn để ý thêm tới gã đàn ông đáng ghét này thêm chút nào nữa. Khi anh ta đang nhấp một ngụm rượu vang do cô tiếp viên hàng không mang tới thì bỗng nhiên phát hiện ra một việc gì đó. Việc anh ta ký hợp đồng với hãng làm phim là một việc rất cơ mật còn chưa thông báo cho người ngoài biết. Ngoại trừ một số nhân vật quan trọng biết chuyện này ra thì làm gì còn ai biết tới nó nữa. Thế thì tại sao tên danh này lại biết chuyện này? Đường Trạch Vũ đưa con mắt nghi ngờ về phía Tần Lạc, càng nhìn càng nghi, sao anh lại biết chuyện tôi sắp diễn vai chính trong phim vậy? Tôi còn chưa giới thiệu tôi với anh đúng không? Tần Lạc cười nói, tôi là Tần Lạc. Đường Trạch Vũ sững người lại, thật không thể ngờ được. Thật không thể ngờ được cái vai mà mình sắp diễn đây lại đang ngồi sát bên cạnh mình, hơn nữa lại còn xảy ra những chuyện vô cùng khó chịu với nhau nữa. Chả trách mà anh ta cứ dò hỏi mình về chuyện Trung Y, thì ra là thằng ngốc đánh cuộc với người Mỹ về chuyện Trung Y Phục Hưng đây sao? Đường Trạch Vũ sau một hồi sững sờ rồi lại nói, thế thì sao chứ? Là Tần Lạc thì đã làm sao? Lựa chọn diễn viên ra sao là do đạo diễn quyết định, có liên quan gì tới Tần Lạc cơ chứ? Hắn ta chỉ là một tên bác sĩ. Một tên bác sĩ quèn thì làm gì có quyền quyết định trong việc này. Nghĩ tới việc ngày trước hẹn gặp với Tần Lạc để tìm hiểu tính cách nhân vật mà mình sắp diễn lại bị Tần Lạc từ chối. Đường Trạch Vũ lại càng cảm thấy căm ghét Tần Lạc hơn. Anh tưởng anh là ai chứ? Tổng thống chắc. Bộ phim này anh không diễn nổi, mà cũng không được diễn nữa. Tần Lạc nói với Đường Trạch Vũ suy nghĩ của hắn một cách trắng trợn. Sao tôi lại phải tin vào lời nói của anh? Đường Trạch Vũ chẳng coi lời cảnh cáo của Tần Lạc là gì nói, cái vai diễn này tôi sẽ diễn. Cho dù không cần mấy đồng cát xê bù vào thời gian tới tôi cũng sẽ diễn. Không thể được, Tần Lạc vô cùng tự tin nói. Nhưng hắn cũng không thể nói cho tên diễn viên này biết quan hệ thân mật giữa hắn và văn nhân Mục Nguyệt, người đầu tư chính cho bộ phim này được. Vậy thì cứ đợi đấy. Đường Trạch Vũ khinh bỉ nhìn Tần Lạc nói, tôi không những diễn vai này, mà còn sẽ phản đối Trung Y tới cùng. Kịch bản tâng bốc anh lên như là thần, xem ra anh cũng chẳng là cái thá gì cả. Nếu như anh lợi hại như vậy sao anh không chữa khỏi được đôi chân của cô gái kia đi? Sao anh vẫn đi tìm cô gái què chân làm bạn gái để làm gì? Đường Trạch Vũ vừa nói tay vừa chỉ vào đôi chân của Tô Tử, vẻ mặt căng căng lên vô cùng thách thức. Khi Tần Lạc bế Tô Tử vào trong này thì có lẽ anh ta đã trông thấy. Nếu như nói Tần Lạc khó có thể nhẫn nhịn được chuyện gì, thì chuyện này là một trong những thứ đó. Không hề có dấu hiệu báo trước nào, Tần Lạc vả luôn một cái vào mặt Đường Trạch Vũ. Tần Lạc không hề có ý định dừng tay. Hắn lợi dụng lúc Đường Trạch Vũ còn đang tối mắt tối mũi vì cú đập vừa rồi, lại thuận tay tát liên tiếp hai cái nữa vào mặt anh ta, một cú liên hoàn tát tung ra vô cùng hoàn hảo. Tần Lạc ra tay xong thì nói với giọng độ lượng, trên TV tôi thấy anh võ giỏi lắm cơ mà, sao bây giờ lại kém thế? Nếu như anh giỏi võ như vậy sao không tránh đi? Tức giận thật rồi. Chương 767, em không thiếu tiền. Khoang VIP có 3 ghế ngồi, Tô Tử ngồi ở ngoài cùng, vì như thế thì Tần Lạc mới tiện bế nàng đi ra nhà vệ sinh được. Tần Lạc ngồi ở giữa, còn người ngồi sát cửa sổ chính là đại minh tinh Đường Trạch Vũ. Tô Tử ở lâu trong rừng núi, nên mỗi khi có cơ hội ra bên ngoài hít thở không khí thì tâm tình khoan khoái hơn những người khác rất nhiều. Mặc dù đêm qua nàng cũng chẳng ngủ ngon giấc, nhưng sau khi lên máy bay cũng không cảm thấy gì là buồn ngủ cả. Sau khi đưa ánh mắt hiếu kỳ của mình ra xung quanh xong thì nàng liền yên tĩnh ngồi nghe hai người Tần Lạc và Đường Trạch Vũ nói chuyện. Nàng không hề biết chuyện có người muốn làm phim về Tần Lạc, khi thấy Tần Lạc cứ một mực hỏi tới hỏi y Đường Trạch Vũ những thứ có liên quan đến Trung Y, thì nàng lại tưởng hắn gặp được chi kỹ rồi cơ. Vì dù gì thì Đường Trạch Vũ vẫn đang cầm trong tay quyển mà. Nhưng thái độ bài trừ của Đường Trạch Vũ đối với Trung Y khiến cho nàng rất lấy làm kinh ngạc. Nếu anh đã thấy bát thuốc đen ngòm kia có mùi khó chịu thì còn ôm lấy cuốn xác dưỡng sinh, bằng Trung Y để làm gì? Ngay sau đó, khi nàng thấy cô nữ tiếp viên hàng không nhận ra thân phận của Đường Trạch Vũ thì nàng mới biết, thì ra người đàn ông này là một đại minh tinh. Trong lòng nàng thầm nghĩ, Tần Lạc cũng là một đại minh tinh mà, sao không có ai nhận ra anh ấy nhỉ? Xem ra những người trong làng giải trí bao giờ cũng chiếm ưu thế hơn. Mặc dù Tần Lạc cũng là minh tinh trong giới y học. Hơn nữa còn thường xuyên được đăng báo, nhưng có rất nhiều người khi dở đến những trang mà mình không có hứng thú gì thì lướt mắt nhìn qua rồi thôi. Khi nghe Đường Trạch Vũ lấy khuyết tật của nàng ra để nói như vậy thì nàng cũng có phần biến sắc, bất luận cho nàng có muốn giả bộ là mình không để ý thế nào đi chăng nữa.
nhưng trong lòng vẫn có chút gì đó buồn bã vô cùng. Mình, nói cho cùng thì vẫn là một người tàn tật trong mắt người khác. Tần Lạc có trị liệu thì mình vẫn không thể đứng dậy được, chẳng lẽ cả đời này lại phải ngồi trên chiếc xe lăn này mãi sao? Á, đây chính là khúc mắc trong lòng Tô Tử. Nhưng phản ứng của Tần Lạc cũng khiến cho nàng hết sức kinh ngạc. Nàng thật không ngờ một người có bề ngoài nho nhã, yếu ớt, khi nói chuyện với mình thì dịu dàng như Tần Lạc mà khi gặp chuyện lại có thể bá đạo đến thế. Nàng mặc dù giơ tay ra ngăn không cho Tần Lạc đánh người nữa, vì nàng lo sẽ xảy ra chuyện, nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Một người đàn ông mà có thể đánh người khác vì mình thì chứng tỏ là anh ấy cũng rất quan tâm đến mình, nếu không thì sao anh ấy lại tức giận như vậy được. Bị vài cái tát liên tiếp lên mặt như vậy thì Đường Trạch Vũ đúng là ngớ hết cả người ra. Anh ta trẻ trang, anh tuấn, giàu có, hơn nữa còn được vô số fan ủng hộ hết mình, tất cả mọi người đều cho rằng anh ta là người xuất sắc nhất có thể. Đã bao nhiêu năm rồi anh ta chưa bao giờ phải chịu nỗi nhục như thế này. Vậy mà giờ đây lại bị phủ nhận bởi một người đàn ông trẻ tuổi ngang với MNS, điều này khiến cho hỏa khí trong người anh ta bùng cháy ngùn ngụt. Nghĩ nửa ngày trời mà cũng không tìm ra cách gì để đả kích Tần Lạc cả, liền nhớ đến người con gái mà hắn ta bé vào lúc vừa lên máy bay. Cho dù quan hệ của một đôi tình nhân có mật thiết đến đâu thì khi lên máy bay cũng không thể yêu cầu người đàn ông bế mình vào như thế được, vì vậy mà anh ta liền đoán rằng chân của Tô Tử chắc là có vấn đề gì đó. Anh không phải là thầy thuốc à? Sao đến cả chân của bạn gái mình mà cũng không chữa được thế? Thế mà còn được coi là một thầy thuốc lợi hại lắm sao? Anh ta vừa có những suy nghĩ như vậy ở trong đầu thì liền nói toạc luôn ra. Anh nói tôi là không thể diễn trung y được, còn tôi thì thấp y thuật của anh là do người ta thổi phồng nên mà có. Anh ta vẫn còn đang dương dương tự đắc với sự phản kích sắc nhọn này của mình. Tiếp đó thì Tần Lạc như biến thành một con người khác vậy. Điên rồi, tên này điên thật rồi. Sự đau đớn trên khuôn mặt khiến cho anh ta kịp thời phản ứng, sau đó một tay đưa lên đỡ đòn công kích của Tần Lạc, còn một tay còn lại thì tấn công lại. Anh ta cũng muốn tát vào mặt Tần Lạc, nhưng chuột mất, bàn tay anh ta đập thẳng vào mu bàn tay của Tần Lạc. Hai người đàn ông đánh nhau mà vẫn thắt dây an toàn như hai đứa trẻ vậy. Một nữ tép phiên sau khi phát hiện thấy tình hình không ổn thì vội tiến tới can ngăn, nói, tiên sinh, hai người đang làm gì vậy? Có chuyện gì từ từ nói chuyện với nhau, đừng làm bừa như thế. Tần Lạc đã cho ra đến ba cái bạt tai thì cùng lời lắm rồi, nên giờ đây khi có cô nữ tiếp viên hàng không đến khuyên can thì hắn lập tức dừng tay lại. Nhưng người bị thiệt là Đường Trạch Vũ lại giống như một con dã thú bị thương vậy, căn bản là không nghe lời cô tiếp viên khuyên giải, hai mắt đỏ ngầu lên. Nước da được bảo dưỡng đến trắng mịn của anh ta cũng trở nên tím tái hẳn đi. Tần Lạc vì bị chọc tức nên dĩ nhiên ra tay là rất mạnh. Anh ta tháo dây an toàn ở thắt lưng ra đánh cạch một cái, sau đó đứng thẳng người dậy nhào đến chỗ Tần Lạc. Tốc độ của Tần Lạc nhanh hơn anh ta nhiều, vì vậy mà hắn giơ chân đạp một cái là đạp trúng bụng anh ta. Anh ta kêu hự lên một tiếng rồi ngồi sụp xuống ghế. Động tác của hai người vừa nhanh vừa gấp, vì vậy mà cô nữ tiếp viên hàng không đứng ở một bên chẳng có cách nào nhúng tay vào được. Cũng may mà Đường Trạch Vũ vì bụng đau quá nên cũng ngừng nghỉ một lát. Còn cơ trưởng thì sau khi biết tin cũng vội vàng chạy tới đây. Tiên sinh, xin hỏi có chuyện gì đang xảy ra vậy? Cơ trưởng là một chàng trai đẹp trai ngời ngời. Anh ta nhìn vào khuôn mặt sưng đỏ của Đường Trạch Vũ hỏi. Trong lòng anh ta đã chắc chắn người ra tay đánh người khác chính là Tần Lạc. Chỉ là thoạt nhìn thì thấy Tần Lạc cũng nho nhã hơn người, làm sao có thể ra tay đánh người như vậy được chứ? Việc này khiến cho người ta cảm thấy thật là khó hiểu. Khoang VIP xảy ra chuyện, nên những hành khách ngồi gần đó đều đưa tầm mắt của mình về phía này. Mấy nữ tiếp viên hàng không cũng chạy đến rồi kéo luôn tầm rèm che giữa khoang VIP và khoang thường lại để chặn những ánh mắt hiếu kỳ từ bên ngoài lại. Mọi người bàn tán xôn xao trong khoang máy bay. Tiếp đó có một nữ tiếp viên hàng không dùng loa để trấn an hành khách và yêu cầu mọi người không được tháo dây an toàn ra. Không được tự giác rời khỏi chỗ ngồi của mình, đồng thời nhà vệ sinh cũng tạm thời ngừng hoạt động. Cô nữ tiếp viên nọ sau khi nhận ra Đường Trạch Vũ liền thấp giọng nói với đồng nghiệp của mình, mấy cô nữ tiếp viên còn lại nhìn thấy Đường Trạch Vũ bị đánh thì ai nấy đều tỏ ra khiếp sợ và không tin nổi vào mắt mình nữa. Một cô nữ tiếp viên liền khẽ nói tin tức này cho cơ trưởng biết, mà bản thân cơ trưởng cũng biết rõ thân phận của Đường Trạch Vũ nữa. Đại minh tinh Đường Trạch Vũ bị người ta đánh ngay trên máy bay. Nếu việc này mà truyền ra bên ngoài thì đều có ảnh hưởng không tốt đến những nhân viên trong tổ làm việc ngày hôm nay và cả danh tiếng của hãng hàng không này nữa.
Là thế này, tôi và anh ta đang thảo luận về mấy chiêu thức trong thái cực. Nhưng trong lúc diễn luyện thì không cẩn thận xảy tay, thực ra cũng chẳng có chuyện gì to tát cả đâu. Tần Lạc chủ động thanh minh với cơ trưởng. Là như vậy thật sao? Cơ trưởng nhìn Đường Trạch Vũ hỏi. Việc này vẫn phải xem thái độ của Đường Trạch Vũ, vì người chịu thiệt thòi là anh ta, nên nếu anh ta không truy cứu gì thì cơ trưởng cũng giả bộ coi như đây là một sự hiểu lầm mà thôi. Đường Trạch Vũ trong lòng hận Tần Lạc đến tận xương tùy, nhưng khi gặp phải chuyện như vậy thì lại có phần do dự. Nếu anh ta nói ra sự thật, thì việc này chắc chắn sẽ thành chuyện bé xé ra to. Nếu thế thì những tên nhà báo thế nào cũng sẽ biết được chuyện này là cái chắc. Mình là một nhân vật của đại chúng, bất luận là đi đánh người hay bị người đánh thì đều là một việc có thể gây tổn hại đến hình tượng bản thân. Nhưng nếu nghe theo như lời của Tần Lạc nói thì sẽ làm cho hắn ta thoát được chuyện này, như thế thì anh ta lại không cam lòng. Đường tiên sinh, vị tiên sinh này nói có phải là sự thật không vậy? Cơ trưởng hỏi lại một lần nữa. Đúng vậy, là chúng tôi đang tỉ thí thái cực với nhau. Đường Trạch Vũ nghiến răng nghiến lợi nói. Cuối cùng thì lý trí vẫn chiến thắng cơn giận dữ, tiền đồ vẫn chiến thắng thù hận. Vì thân phận của mình không giống với người khác, nên những việc như thế này vẫn không nên để cho đám phóng viên biết là tốt hơn hết. Còn về mối thù này thì ngày sau sẽ từ từ trả lại cho hắn. Dù gì thì mình cùng đã ký kết hợp đồng với công ty điện ảnh. Ngày sau vẫn còn có cơ hội, giao lưu học hỏi, vói tên nhãi danh này mà. Thì ra là như vậy. Cơ trưởng gật đầu điềm tĩnh nói, nhưng thực ra trong bụng thì vui như Tết, nếu hai người trong cuộc bọn họ không thừa nhận là đã có đánh nhau thì mình cũng chẳng cần phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào hết. Bất kể thế nào thì xin hai người hãy chú ý một chút, đừng làm ảnh hưởng đến các hành khách khác trên máy bay. Được, vừa rồi chỉ là lỡ tay mà thôi, Tần Lạc vội vàng đáp lại. Đường Trạch Vũ hậm hực lắm, đến một lời cũng không muốn mở miệng ra nói. Sau đó lại tiếp tục đeo cặp kính mát vừa mới gỡ xuống lên rồi nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Nhưng trong lòng thì lại đang tính xem nên báo mối thù ngày hôm nay thế nào. Nghĩ đến mấy người bạn khá là có thế lực của mình ở đất Hiến Kinh, hơn nữa trong đó còn có con gái của Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát lại có tình ý với mình nữa, có lẽ mình nên mượn chút quyền lực của bọn họ một chút mới được. Anh không sao chứ? Tô Tử nhìn Tần Lạc hỏi. Anh không sao, Tần Lạc na dầm đôi tay lạnh như băng của nàng, an ủi nói. Thực ra cũng chẳng sao cả, em cũng quen với chuyện đó rồi. Tô Tử nhìn vào mắt Tần Lạc nói. Nhưng anh, thì không quen được, Tần Lạc ương ngạnh nói. Bất luận là Lâm Hoán Khê, Lệ Khuynh Thành, Vương Cửu Cửu hay Tô Tử, người ngồi trước mặt hắn đây, thì chỉ cần có người dám bắt nạt họ thôi là hắn nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho người ta được. Một người phụ nữ bằng lòng trao thân gửi phận cho một người đàn ông, thì phải có một niềm tin bất tận. Nếu đến cả người phụ nữ của mình mà còn không bảo vệ được, thì còn nói gì đến chuyện bảo vệ trung y nữa chứ? Nụ cười trên khuôn mặt Tô Tử ngày càng hiện rõ hơn. Nàng gật đầu nói, lần này bỏ đi, nhưng lần sau không được như thế nữa đâu đấy. Lần nào cũng không ngoại lệ, Tần Lạc nói. Trong quãng thời gian kế tiếp, Đường Trạch Vũ tiếp tục giả bộ ngủ say. Ngoại trừ việc thức dậy đi vệ sinh đúng một lần ra, thì gần như là chẳng có bất kỳ hoạt động nào. Đến cả bữa trưa mà nữ tiếp viên hàng không phát cho mà anh ta cũng cự tuyệt. Tần Lạc thì sau khi ăn no uống đã rồi lại nhỏ to nói chuyện một hồi với Tô Tử xong thì mới ngả người ra ghế ngủ một lúc. Máy bay sẽ dừng lại một lúc ở Paris, sau đó mới bay đến Thụy Điển. Tần Lạc cứ tưởng Đường Trạch Vũ cũng đến Thụy Điển, không ngờ sau khi máy bay hạ cánh ở Paris thì anh ta cũng rời khỏi máy bay. Cũng không biết là anh ta vốn mua vé đến Paris hay là tạm thời thay đổi chủ ý nữa. Vì phải đợi cho máy bay tiếp nhiên liệu đầy đủ, nên những hành khách bay đến Thụy Điển đều phải xuống hết máy bay. Tần Lạc nghĩ một lát rồi vẫn quyết định gọi điện cho Văn Nhân Mục Nguyệt. Người nghe điện thoại là Mã Duyệt, vì Văn Nhân Mục Nguyệt không hay dùng mấy loại sản phẩm công nghệ cao có tia phóng xạ mạnh đến thế. Tần tiên sinh, có chuyện gì sao? Mã Duyệt bình tĩnh hỏi. Chuyển điện thoại cho Mục Nguyệt giúp tôi với. Tần Lạc nói. Anh đợi một lát. Vừa dứt lời thì Mã Duyệt liền không nói tiếp câu gì nữa. Nàng chẳng hề có chút gì gọi là muốn giao lưu thêm câu gì với người đàn ông mà được bà chủ mình tín nhiệm hết mình cả. Tần Lạc có thể nghe ra được tiếng gió và tiếng giày cao gót, cộc 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 phát ra trong điện thoại. Mã Duyệt sau khi mở cửa phòng của Văn Nhân Mục Nguyệt thì liền trao chiếc di động từ tay mình cho nàng. Tần Lạc rõ ràng là biết Văn Nhân Mục Nguyệt đã cầm lấy di động, trong điện thoại vẫn không hề phát ra bất kỳ một âm thanh gì. Tần Lạc cười khổ,
đến một từ, alo, thôi mà người phụ nữ này cũng không muốn nói ra hay sao? Mục Nguyệt, Tần Lạc gọi. Em đây, cuối cùng văn nhân Mục Nguyệt cũng chịu lên tiếng. Anh muốn thay nam diễn viên chính đã chọn đi, Tần Lạc nói. Được, văn nhân Mục Nguyệt đáp lại gọn lỏn. Em không hỏi xem lý do vì sao ư? Không cần thiết. Tần Lạc cười, người phụ nữ này trước giờ làm gì cũng gọn gàng, dứt khoát như vậy hể. Nghe nói công ty điện ảnh đã ký kết hợp đồng với anh ta rồi, nếu chúng ta mà phá hợp đồng thì liệu có phải gánh vác hoàn toàn trách nhiệm hay không? Em không thiếu tiền. Chương 768, hoàng tử đến sân bay tiếp đón. Đường Trạch Vũ buồn bực hết chỗ nói. Vốn dĩ anh ta ôm một niềm vui trọn vẹn để đến Paris tham gia hoạt động quảng bá của một hãng thời trang nổi tiếng, nhưng không ngờ lại gặp phải một tên thô lỗ, vô văn hóa ở trên máy bay. Dùng chức năng ghi hình trong điện thoại soi lên khuôn mặt mình, thì thấy một bên sưng đỏ hẳn lên thì anh ta tức muốn hộc máu miệng, vẻ ngoài anh tuấn của anh ta cũng trở nên méo mó vô cùng. Rồi sớm muộn tao cũng trả lại những sỉ nhục mà mày dành cho tao. Anh ta tự nói với mình trên màn hình di động. Ra khỏi máy bay, thì chiếc di động trên tay anh ta rung lên từng hồi, trên màn hình hiện ra số gọi là của La Tố Mai. Người quản lý của anh ta. Lần này anh ta đến Paris một mình. Là vì sau khi tiếp nhận được lần hợp tác ở đây thì La Tổ Mai đến đây trước để bàn bạc thêm về chuyện hợp tác. Cho đến khi hợp đồng đều được ký kết xong xuôi rồi thì nàng mới gọi điện bảo Đường Trạch Vũ đến đây. Trạch Vũ, cậu đến rồi à? La Tổ Mai nói với giọng vội vã, khiến cho người ta có cảm giác như thời gian gấp gáp lắm rồi vậy. Đến rồi, vừa mới xuống máy bay. Đường Trạch Vũ nói. Tôi ở cửa ra vào của sân bay đợi cậu. La Tổ Mai nói. Nói xong câu này thì hai người liền gặp mặt nhau. Trạch Vũ, ở đây cơ, La Tổ Mai mặc một bộ đồ đen tuyền gọi Đường Trạch Vũ. Nàng là một người có thân hình gầy gò hết chỗ nói, như thể là không thể nhìn ra được có mấy lạng thịt ở trên người nàng vậy. Nàng đeo một chiếc kính không gọng, nhìn giống như một nhân viên marketing bảo hiểm vậy lại còn là một nhân viên marketing nhìn không ra làm sao nữa. Đi thôi, Đường Trạch Vũ bước tới, lạnh lùng nói. Anh ta cố tình nghiêng đầu sang một bên để tránh việc La Tố Mai nhìn ra được vết thương trên mặt mình. Trạch Vũ, mặt cậu làm sao thế kia? Đường Trạch Vũ là một ngôi sao kiếm được tiền nhiều nhất trong tay của La Tố Mai. Vì vậy mà nàng tất nhiên là không muốn anh ta gặp phải chuyện gì rồi. Mỗi lần gặp mặt nàng đều ngắm nghía anh ta thật kỹ, chỉ sợ hình tượng của anh ta có vấn đề gì mà thôi là một minh tinh thì cho dù là đóng nhầm một cái cúc áo thì cũng có thể trở thành chủ đề của mấy tay phóng viên. Vì vậy mà Đường Trạch Vũ với vết thương quá rõ hiện trên mặt của anh ta không thể nào giấu nổi qua mắt nàng. Không sao, Đường Trạch Vũ tức giận nói. Không biết là vì làm sao mà chỉ cần nghĩ đến tên thằng danh đấy thôi là lại thấy trong người tức điên lên rồi. Cho dù là nói chuyện với chị La, người mà ngày thường anh ta vô cùng kính trọng thì anh ta vẫn dùng một giọng điệu rất khó chịu. Lên xe rồi nói. La Tố Mai vừa nói vừa bước nhanh lên phía trước rồi kéo Đường Trạch Vũ ồ ên một chiếc Mercedes-Benz màu đen đã đứng đó đợi sẵn từ bao giờ. Sau khi lên xe, La Tố Mai ngồi ở ghế sau cùng với Đường Trạch Vũ. Người lái xe là một tài xế người Pháp, nên chắc là nghe không hiểu hai người Trung Quốc này đang nói chuyện gì với nhau, vì vậy mà nàng liền hỏi lại lần nữa, thế rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Cậu phải biết là việc của cậu không có việc gì là nhỏ cả. Đụng mặt Tần Lạc, Đường Trạch Vũ khẽ nói, như tiếng muỗi vo ve bên tai vậy. Thấy điệu bộ của Đường Trạch Vũ khi nhắc tới tên Tần Lạc, thì La Tố Mai cũng đoán ra được phần nào chuyện gì đã xảy ra, liền hỏi tiếp, giữa hai người đã xảy ra chuyện à? Là anh ta ăn no rừng mỡ, tự tìm chuyện rồi gây chuyện với tôi. Đường Trạch Vũ gào lên với La Tố Mai. Xin lỗi chị. Thấy La Tố Mai không nói gì mà cứ nhìn mình chằm chằm như đang suy nghĩ điều gì đó thì Đường Trạch Vũ đúng là có phần chột dạ nên đã lên tiếng xin lỗi. Nói qua câu chuyện xảy ra thế nào cho tôi nghe một lượt xem nào. La Tố Mai nói, vì khả năng xuất chúng, nên với thân phận là một người quản lý như nàng nhưng khi đối mặt với ông chủ thì thái độ vẫn rất mạnh mẽ. Đường Trạch Vũ liền kể cho La Tố Mai nghe câu chuyện xảy ra từ lúc mình gặp Tần Lạc. Nhưng lại quy kết nguyên nhân gấp ra xung đột là vì mình nói không thích Trung Y trước mặt hắn ta nên mới thành ra như vậy. Con người thì ai cũng có lòng dạ ích kỷ hẹp hòi. Vì thế mà anh ta không kể ra chuyện mình đã đi công kích bạn gái người ta là một người tàn tật được. La Tố Mai nhìn Đường Trạch Vũ nói, sao cậu lại nói xấu Trung Y ngay trước mặt anh ta chứ? Cậu không phải đã xem qua kịch bản rồi sao? Anh ta rõ ràng là một người rất có tiếng trong Trung Y. Tôi đâu biết anh ta là ai đâu.
Đường Trạch Vũ khó chịu nói. Tôi không phải đã đưa cho cậu xem tập tài liệu về anh ta và bảo cậu nghiên cứu cho kỹ nhân vật này rồi sao? Ở trong đó có cả ảnh đính kèm, cậu vẫn chưa xem qua sao? La Tố Mai hỏi. Dạo gần đây tương đối bận nên vẫn chưa có thời gian để xem. Đường Trạch Vũ nói, mấy ngày này ở Yến Kinh anh ta còn phải bận tụ tập đàn đúng ăn chơi với bạn bè, làm gì có thời gian mà xem mấy thứ đó cơ chứ? Khi anh ta ngồi đợi máy bay ở Yến Kinh cảm thấy buồn chán thì mới nghĩ ra việc mình chẳng hiểu chút gì về Trung Y cả. Sợ sẽ trở thành trò cười khi quay phim nên đã chạy đi mua một quyển sách có liên quan đến Trung Y đọc giết thời gian. Cũng chính vì quyển sách này đã thu hút ánh mắt hiếu kỳ của Tần Lạc, vì thế nên mới xảy ra một loạt chuyện ở phía sau này. La Tố Mai thở dài một tiếng, nói, cho dù không biết đối phương là ai thì cậu cũng không nên nói là không thích Trung Y ở trước mặt một người lạ chứ. Thế giả sử anh ta mà là phóng viên thì biết làm thế nào đây? Nhân vật mà cậu sắp sửa diễn là một vị Trung Y nổi tiếng, vậy mà cậu lại nói với một người lạ là cậu không thích Trung Y, làm vậy không phải là đang làm tổn hại hình tượng của bản thân mình sao? Anh ta cứ hỏi tôi liên tục nên tôi cảm thấy có chút phiền phức, nên chẳng may nói lộ ra điều này. Đường Trạch Vũ nói. Sự việc là như vậy à? Để về đến Yến Kinh tôi sẽ liên lạc với Tần Lạc tiên sinh nói chuyện xem thế nào. Đừng có gọi anh ta là tiên sinh, còn nữa, mối thù này tôi nhất định phải đáp trả lại cho anh ta. Đường Trạch Vũ có vẻ rất bất mãn với thái độ của La Tố Mai đối đãi với Tần Lạc. Vừa mói dứt lời thì chuông di động của La Tố Mai liền vang lên. Sau khi nghe điện thoại thì mới biết thì ra là Tổng Giám đốc Cao Hy Vọng của công ty điện ảnh Hoàn Mỹ gọi đến. Bọn họ biết nhanh như vậy sao? La Tố Mai cau mày nghỉ ngợi. Giúp tôi tố cáo anh ta một chuyện đi. Cứ nói là nếu bọn họ không trừng phạt Tần Lạc thì tôi sẽ từ chối không diễn nữa. Đường Trạch Vũ đứng bên cạnh bày mưu tính kế. La Tố Mai nhìn anh ta một cái rồi nhấn nút nghe, cười nói, Giám đốc Cao. Anh có dặn đò gì à? Là Giám đốc La phải không? Là thế này, vì một số nguyên nhân nên đoàn làm phim chuẩn bị tạm thời thay đổi nam diễn viên chính, trong thông qua thảo luận chúng tôi thấy rằng Đường Trạch Vũ không thích hợp diễn nhân vật này cho lắm. Cao Hy Vọng nói với giọng nói khá là lãnh đạm. Cái gì? La Tố Mai tức giận nói, Giám đốc Cao, anh nói thế là ý gì? Chúng ta không phải đã ký kết hợp đồng giấy trắng mực đen hết cả rồi sao? Sao nói đổi là đổi được thế? Còn nữa, sao lúc đầu mấy người tìm Trạch Vũ sao không nói luôn là cậu ấy không thích hợp đi? Thành thật xin lỗi, việc này tôi cũng không có quyền quyết định, Cao Hy Vọng nói, là ý từ cấp trên đưa xuống. Đối với những tổn thất bên cô, chúng tôi sẽ bồi thường như hợp đồng đã định. Ý từ cấp trên. Đối phương đã cúp máy rồi nhưng La Tố Mai vẫn suy nghĩ về câu nói vừa rồi đó. Ý từ cấp trên, ai là cấp trên, La Tố Mai khó hiểu hỏi. Chắc chắn là có liên quan đến Tần Lạc, Đường Trạch Vũ lần đầu tiên bị người ta, trả lại, như vậy, nên cảm thấy nhục nhã vô cùng, liền đấm mạnh chiếc ghế trên ô tô. Hai mắt La Tố Mai liếc qua liếc lại, không biết là đang nghĩ gì nữa. Nếu nói đến Stockholm thì e rằng rất ít người biết đến. Nhưng nếu nói đến giải thưởng Nobel thì chắc sẽ chẳng có ai là không biết cả. Người sáng lập ra giải thưởng Nobel sinh ra ở tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển. Ngạp hôm nay sân bay Stockholm náo nhiệt khác thường. Không những viện trưởng, viện phó của Bệnh viện Hoàng gia Thụy Điển dẫn theo một người cấp cao tới đây, mà đến cả lãnh đạo của Học viện Y học Hoàng gia Stockholm cũng tề tựu đông đủ ở đây. Tất nhiên, nếu chỉ có bọn họ thôi thì cũng không đến mức phải huy động cả đội cảnh vệ cung đình Thụy Điển. Nhưng đến khi người thừa kế ngôi vị là hoàng tử Philip cũng xuất hiện trong đám người đi đón máy bay thì tình hình đã khác hẳn rồi. Anh mặc một bộ đồ vest màu đen được may riêng cho mình, mái tóc vàng bồng bềnh trong gió, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú như được khắc họa mà ra vậy, đôi mắt xanh biếc khiến cho anh nổi bật giữa đám cảnh vệ mặc bộ đồ đồng phục màu đỏ, tựa như hạc đứng giữa bầy gà vậy. Mặc dù đám cảnh vệ kia cũng to cao lực lưỡng, khí phái hơn người, nhưng so với hoàng tử thì vẫn kém hơn rất nhiều. Tất nhiên, cái mà khó có thể vượt qua đó là thân phận mới khiến cho khoảng cách giữa người với người xa nhau. Ồ, trời đất, đến cả họ Ang tử Philip cũng đến đây này, không biết là rốt cuộc là người nào đến Thụy Điển thế nhỉ? Liệu có phải là công chúa của nước Anh không? Nghe nói vương tử và công chúa đính hôn với nhau rồi cơ. Hoàng tử quả thật là đẹp trai hết chỗ nói. Nếu có thể ngủ cùng anh ấy một đêm thì tốt biết mấy. Hoàng tử như thể không nghe thấy những người xung quanh mình nói gì vậy, cứ đứng đó kiên nhẫn chờ đợi. Thỉnh thoảng chẳng may bị ánh mắt nào đó bắt gặp thì anh liền nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười với họ một cái. Hoàng tử khá là ôn hòa, nhã nhặn,
nhưng những quan viên ở dưới anh ấy thì không hề như vậy chút nào. Viện trưởng Ken của Bệnh viện Hoàng gia Thụy Điển bước tới trước mặt người bạn cũ của mình là Viện trưởng Học viện Y học Hoàng gia Stockholm xịn và cười nói, ông bạn cũ, không ngờ ông cũng đến đây đón máy bay à? Không phải ông cũng tới rồi đó sao? Serva mập mạp cũng nói lại một câu. Ken cười nói, tôi cứ nghĩ là báo mấy vị quan viên trong Bộ Y tế đến đón là được rồi. Không ngờ người bạn Trang Quốc của chúng ta còn làm kinh động đến cả Hoàng tử Điện Hạ nữa. Nếu chúng ta mà không đến thì không phải chúng ta đã tỏ ra không tôn trọng Điện Hạ và không có thành ý gì với khách rồi sao? Cổ nhiên, Serva nghe Ken nói vậy xong thì cau mày lại nói, bọn họ rốt cuộc là có lai lịch thế nào vậy? Sao Hoàng tử lại đích thân huy động cả Bộ Y tế ra mời họ thế? Ông đã nghe nói qua hành trình chính phủ chưa? Lại còn bảo một tên Trung Quốc đến để giảng giải cho chúng ta biết về Trang Y. Đấy là cái gì không biết, liệu có ai nghe hiểu gì không? Ken thấy Serva bị lừa thì trong lòng vui lắm, nhưng ngoài mặt thì vẫn tỉnh bơ nói, đây cũng là điểm mà tôi nghi ngờ. Nghe nói Hoàng tử còn cho phép bọn họ tuyên truyền Trung Y một cách tự do ở nước chúng ta nữa, ôé nào Hoàng tử lại cho rằng Trung Y còn lợi hại hơn cả y học mà chúng ta đang dùng hay sao? Hứ, ai lợi hại hơn ai thì chỉ cần so tài cái là biết ngay thôi. Sunva khinh thường nói. Ken cười nói. Tôi cũng có suy nghĩ giống ông, nên đã bảo người chuẩn bị mấy trò chơi nhỏ trong bệnh viện sẵn rồi. Trong khi người bên phía Thụy Điển có thái độ thù địch đối với Tần Lạc, thì đúng lúc này đám người mà Tần Lạc dẫn tới đây trên chuyến bay UF03636 đã hạ cánh đúng giờ. Ông lão Kalai tóc bạc trắng đứng sau Hoàng tử Philip mở to mắt khom người nói, Hoàng tử Điện Hạ, khách đã tới rồi ạ. Chương 769, quân đến thì tướng chặn, nước đến thì đất bồi. Ngồi trong chiếc xe xa hoa lộng lẫy mà Tần Lạc thậm chí cỡ không biết phải gọi tên nó là gì nữa, hắn ngồi đối diện với Hoàng tử Philip, còn Tô Tử thì yên lặng ngồi bên cạnh hắn. Một người thì cao quý, nho nhã, còn một người thì thanh tao thoát tục, hai người đàn ông này nhìn đều vô cùng xuất chúng. Lúc ở sân bay đã hàn huyên qua một hồi rồi, nên cũng chẳng có ý lại tiếp tục đặt ra những câu hỏi thừa đại loại như Hoàng tử Philip dạo này vẫn khoe chứ. Tôi bị thận hư, còn thầy Tần thì sao? Tôi thì bị trĩ, v.v. Vì thân phận và nghề nghiệp của hai người khác nhau nên rất hiếm khi có cùng chung một chủ đề nói chuyện. Nếu không có phiên dịch thì bọn họ muốn nói chuyện với nhau cũng là cả một vấn đề. Hoàng tử Philip không hiểu tiếng Trung Quốc, còn Tần Lạc thì ngoài tiếng mẹ đẻ của mình ra thì chẳng biết thêm thứ tiếng gì khác nữa. Ánh mắt hai người thỉnh thoảng đụng phải nhau, nhưng lại vẫn duy trì một không khí yên tĩnh đến lạ thường. Cô phiên dịch thông thạo nhiều thứ tiếng chuyên đi phiên dịch cho những đợt xuất hành của nhân viên trong hoàng gia là cô Bison cũng đưa mắt lên liếc nhìn Tần Lạc và Hoàng tử Philip một cái rồi lại cúi gầm đầu xuống giả bộ lướt nhìn tài liệu trong chiếc laptop trong tay mình. Đều không muốn nói chuyện thì tìm một người phiên dịch như mình đến để làm gì chứ? Nghe nói Hoàng tử Điện Hạ đích thân mời bọn họ đến đây, nhưng xem ra quan hệ giữa bọn họ cũng chẳng có gì là đặc biệt cả. Bison nghĩ bụng. Khuynh Thành bảo tôi gửi lời hỏi thăm của cô ấy đến Hoàng tử Philip. Gần đây cô ấy rất bận, vì vậy mà không thể chấp nhận lời mời của Hoàng tử được, cô ấy cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Tần Lạc cười lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh trong xe. Mặc dù trên danh nghĩa là giao lưu Đông Tây Y, nhưng mục đích chính của việc đến đây lần này của Tần Lạc là muốn tuyên truyền Trung Y. Nếu không có sự ủng hộ của Hoàng tử Philip thì công việc của bọn họ khó mà có thể mở rộng được. Khuynh Thành sẽ không nghĩ như vậy. Và cũng sẽ không nói như thế, Hoàng tử Philip nghe Beyoncé phiên dịch xong thì cười nói, ánh mắt đáng tiếc chợt lóe lên nhưng lại biến mất ngay sau đó. Người phụ nữ khiến cho mình mới gặp đã siêu lòng kia cuối cùng cũng vẫn từ chối mình. Trong lúc chính phủ Thụy Điển gửi thiệp mời đến Bộ Y tế Trung Quốc thì Philip cũng đưa ra lời mời tới Lệ Khuynh Thành trên danh nghĩa của bản thân, đây là lần nỗ lực cuối cùng của anh. Không nghi ngờ gì, Lệ Khuynh Thành đã dùng hành động của mình để đưa ra lời giải đáp. Tần Lạc kinh ngạc nhìn Hoàng tử Philip, ngờ anh ta lại có thể hiểu Lệ Khuynh Thành đến thế, lại càng không thể ngờ rằng anh ta lại có thể thẳng thắn như vậy. Thẳng thắn đến độ đáng yêu. Nói thực thì cho dù có biết việc anh ta gửi thiệp mời đến cho Lệ Khuynh Thành, nhưng Tần Lạc vẫn chẳng hề có một chút ác cảm nào đối với anh ta. Anh rất hiểu cô ấy sao? Không hiểu, Hoàng tử Philip nói, đây là một người phụ nữ vô cùng sâu sắc khó dò. Chẳng có ai có thể hiểu được cô ấy. Nhưng tôi biết cô ấy không bao giờ cảm thấy đáng tiếc với việc từ chối của mình. Vì điều này không phù hợp với tính cách cô ấy chút nào. Khuy Ri Thành nếu mà biết được những điều này thì chắc là vui lắm. Tần Lạc cười nói. Hoàng tử Philip nhìn Tô Tử một cái,
đang định buột miệng nói gì đó nhưng lại kìm lại được. Hoàng tử Philip, tôi có một vấn đề muốn hỏi anh. Dù gì thì cũng chẳng có việc gì làm trên chiếc xe này. Nếu cứ ngồi được mặt ra như thế thì không khí nặng nề vô cùng, vì vậy mà Tần Lạc cũng định nhân cơ hội này muốn nói chuyện thoải mái với anh ta một phen, giải tỏa nghi ngờ trong lòng mình. Anh cứ nói, Philip không hề có gì gọi là từ chối cả. Sao anh lại mời chúng tôi đến Thụy Điển vậy? Ý tôi muốn nói là ao anh lại ủng hộ Trung Y đến vậy? Tần Lạc hỏi, chắc anh cho rằng tôi vì tiểu thư Lệ Khuynh Thành nên mới làm vậy phải không? Hoàng tử Philip ôn hòa cười nói, đôi mắt màu lam biết cười của anh tươi rói, còn lộ ra hai má lúm đồng tiền trên khuôn mặt tuấn tú của anh. Tôi cho rằng có một phần nhân tố này, nhưng không chi vì cái đó không thôi, Tần Lạc nói. Không sai, tôi thực sự là có tiếng sét ái tình sau khi gặp được tiểu thư Khuynh Thành. Tôi muốn giúp đỡ cô ấy, chỉ cần tôi có thể làm được điều gì thì tôi đều bằng lòng thử hết. Nhưng đây chưa phải là tất cả. Vậy còn nguyên nhân nào nữa? Tôn trọng, Hoàng tử Philip nói, vì quan tâm đến sự an nguy của tiểu thư Khuynh Thành, nên tôi bảo người bên cạnh mình thu thập những tư liệu có liên quan đến đợt biểu tình của người Hoa ở Paris. Tôi nhìn ra được những nỗ lực và cống hiến mà mấy người làm cho Trung Y, và cũng nhìn thấy được tinh thần và linh hồn bất khuất của mấy người. Tôi thích sự kiên trì và lòng kháng chiến của mấy người. Tôi tôn trọng một dân tộc như thế và cũng tôn trọng anh. Tôi bị mấy người làm cho cảm động, vì thế nên tôi muốn giúp mấy người một chút. Làm vậy liệu có đem phiền toái đến cho anh không? Tần Lạc cười hỏi, cái cảm giác được một hoàng tử của một nước tôn trọng thật không tồi chút nào. Vừa rồi khi còn ở sân bay, mặc dù chính phủ Thụy Điển tỏ vẻ hoan nghênh chào đón mình tới đây. Nhưng nụ cười trên mặt của hai người là viện trưởng Ken của Bệnh viện Hoàng gia Thụy Điển và viện trưởng Sunva của Học viện Y học Hoàng gia Stockholm thì có phần giả tạo và lấy lệ. Đặc biệt là viện trưởng Sunva, ánh mắt ông ta khi nhìn Tần Lạc thì sắc lẹm như dao, một thái độ thù địch khó có thể áp chế nổi. Tần Lạc biết rất rõ hai bộ phận này có tầm ảnh hưởng tới Thụy Điển và thậm chí là toàn thế giới như thế nào, xem ra sự lo lắng của Lệ Khuynh Thành không hề thừa thãi chút nào cả, thực lực trong nước không hề ngồi im chờ chết. Vì vậy mà hai bên tất yếu phải xảy ra một phen đánh nhau ác liệt mới giải quyết được vấn đề. Có, Philip nói, bất luận thế nào thì vẫn đem lại lợi ích lớn nhất cho mấy người. Hy vọng mấy người không uổng công lần này đến đây. Tần Lạc nhìn vào nụ cười chân thành xuất phát từ đáy lòng trên khuôn mặt của Hoàng tử Philip mà trong lòng hắn có phần hoảng hốt. Thành viên trong đoàn khảo sát Trung Y Trung Quốc được Bộ Y tế Thụy Điển sắp xếp ở tại khách sạn Hoàng gia. Đây là một khách sạn cấp cao chuyên dùng để tiếp đãi khách khứa nước ngoài và bàn chuyện dịch vụ đối ngoại. Từ cái tên đã có thể nhìn ra được thân phận của nó có dòng máu hoàng gia rồi. Vì có bóng dáng của Hoàng tử Philip ở bên trong nên mấy người Tần Lạc được bọn họ tiếp đãi một cách trịnh trọng nhất. Bên phía Trung Quốc khi báo danh sách thì viết tên của hắn và Tô Tử riêng ra, nên bên Thụy Điển khi sắp xếp phòng ở liền để họ ở hai phòng khác nhau. Tần Lạc chỉ có thể lượn lờ trong phòng của mình. Sau đó liền chạy sang phòng bên nhấn chuông cửa. Tiểu tử, tôi biết ngay là cậu mà. Cửa phòng được mở ra. Lão ma ma mà ngày thường không rời Tô Tử lấy nửa bước nhìn Tần Lạc cười hê hê nói. Giọng nói vẫn khó nghe như ngày nào. Tôi đến xem Tô Tử thế nào rồi. Tần Lạc nhìn vào Tô Tử đang ngồi trước gương được một cô gái chải đầu cho nói. Hê hê, thế thì cậu cứ từ từ mà xem. Tiểu man, đến phòng tôi đi. Lão ma ma vẫy tay nói với cô gái. Vâng, ma ma, cô gái cười với Tần Lạc một cái, sau đó bỏ luôn môn chủ của mình lại rồi bước theo chân của lão ma ma đi ra ngoài. Bọn họ có phải là đã hiểu lầm quan hệ của chúng ta không? Tần Lạc bước ra sau lưng Tô Tử, cười hề hề hỏi. Đến cả ma ma còn bị anh mua chuộc rồi, không biết anh đã cho bọn họ cái gì rồi thế? Tô Tử biết là sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì, hai má nàng lại đỏ hồng lên như hoa anh đào chớm nở vậy. Nhìn vào giai nhân cổ điển trong gương, Tần Lạc mê mẩn hết cả người. Tô Tử mặc dù hai chân đi lại không được thuận tiện, nhưng khi ở trên giường thì nàng lại có một kiểu thể hiện ngọt ngào, thú vị vô cùng. Anh làm sao có thể mua chuộc được ma ma chứ? Em thật không tin vào lòng trung thành của bà ấy dành cho em. Tần Lạc nói, anh là lấy tình để cảm động lòng người. Đồ tiểu man chết tiệt này, người ta còn chưa tắm mà. Tô Tử oán giận nói. Câu nói này khiến cho ngọn lửa dục vọng trong người Tần Lạc dâng trào, hắn ôm chầm lấy thân hình mềm mại của Tô Tử vào lòng, nói, không sao. Để đó cho anh. Không chờ Tô Tử kịp từ chối, hắn liền chạy thẳng vào phòng tắm thả nước vào bồn. Sau đó chạy ra ngoài cởi hết quần áo của Tô Tử ra, hắn cũng cởi sạch theo,
một người đàn ông trần trùng trục ôm chọn một người phụ nữ cũng trần truồng như vậy vào trong bồn tắm. Á, vừa mới thả ngập mình vào bồn nước nóng nên Tô Tử liền khẽ rên lên một tiếng. Tần Lạc cười thầm, cơ thể của Tô Tử vô cùng mẫn cảm. Lần nào cũng rất dễ đạt đến khoái cảm. Tất nhiên, đây cũng là do nhân tố bệnh tật nữa. Đứng trên góc độ trung y mà nói thì bất luận là nóng quá hoặc lạnh quá thì đều ảnh hưởng đến chất lượng của chuyện phòng the. Anh xoa bóp cho em nhé. Tần Lạc nói. Không cần đâu, mau bế em dậy đi. Tô Tử làm sao có thể thoải mái được, cũng ngại, đối mặt trực diện, như thế này với Tần Lạc. Hai người ôm khít lấy nhau, bốn chân đan xen vào nhau, ngực của nàng còn cọ sát vào ngực há nàng khó mà có thể chịu đựng nổi độ kích thích này. Xoa bóp một chút ở chân nhé. Tần Lạc nói. Hắn bỏ vào đầu còn lại của bồn tắm, giơ tay ra tóm lấy đôi chân nhỏ nhắn trắng nõn nà của Tô Tử, sau đó thì bắt đầu từ huyệt dũng tuyền ở dưới lòng bàn chân, rồi bóp dần lên trên. Tô Tử biết là Tần Lạc đang trị bệnh cho mình, nhưng cứ bị hắn nhìn chằm chằm thế thì nàng lại ngại, đầu nàng hơi ngửa về phía sau, tròng mắt khẽ nhắm nghiền lại. Cho đến khi cơ thể nàng khẽ rung lên từng hồi, đôi môi anh đào nhỏ xinh của nàng bắt đầu phát ra những tiếng ư ư như mũi kêu vo ve thì hắn liền bỏ qua việc xoa bóp. Đè luôn lên người nàng nguyên ương nô đùa trong nước, sóng nước gợn lăn tăn, đúng là một bức tranh đẹp tuyệt vời. Sau một trận mây mưa thì Tần Lạc liền ôm lấy thân thể mềm nhũn của Tô Tử về giường, rồi hai người lại ôm chặt lấy nhau nằm đó. Tô Tử rúc đầu vào ngực Tần Lạc, toàn thân vẫn ở trong trạng thái cực lạc. Lần này anh nhất định phải chữa khỏi cho em, Tần Lạc nói với giọng như bảo đảm lắm vậy. Không sao, không phải vội thế đâu, Tô Tử dịu dàng an ủi nói. Đôi bàn tay bé nhỏ vô tình đưa ra vuốt ve bờ lưng của Tần Lạc. Anh vội, Tần Lạc nói, em mà có thể đứng dập thì sẽ có thể làm được càng nhiều việc hơn nữa. Tô Tử mở to mắt ra nhìn Tần Lạc hỏi, có phải anh cảm thấy có áp lực rồi không? Em cũng nhìn ra được à? Vì em ngồi trên xe lăn nên không cần phải đi ăn uống này nọ như mọi người, nên em nhìn ra được biểu hiện chân thực nhất của từng người lần đi này đến Thụy Điển không hề yên bình như chúng ta nghĩ trước khi tới đây chút nào. Từ ngày mai trở đi, có thể chúng ta sẽ phải rơi vào cuộc chiến liên miên rồi. Đã đến đây rồi thì phải an cư thôi. Philip đã tạo điều kiện cho chúng ta như thế rồi, có thể thành công hay không là tùy vào thực lực của chúng ta mà thôi. Tần Lạc cười nói, quân đến thì tướng chặn, nước đến thì đất bồi. Chúng ta sẽ không thua cuộc đâu. Cũng chưa từng thua, Tô Tử nắm lấy tay Tần Lạc, nghiêm túc nói. Chương 770, ngày đầu tiên đã xảy ra chuyện. Khi Tần Lạc mở mắt ra thì thấy Tô Tử đã mở to mắt lên nhìn trần nhà rồi ánh mắt trống rỗng, vẻ mặt đau thương. Tần Lạc sợ hết hồn, ôm chầm lấy cơ thể mềm mại của Tô Tử vào lòng hỏi, em sao vậy? Tô Tử nghe thấy Tần Lạc hỏi thì giật mình đánh thót, nàng quay mặt ra nhìn Tần Lạc một cái rồi cười đáp, em không sao. Anh biết là em chắc chắn đang có tâm sự gì đó. Em là người thân thiết nhất của anh, vậy mà em lại muốn giấu cả anh hay sao? Tần Lạc gặng hỏi. Hắn biết Tô Tử là một người phụ nữ sống rất độc lập. Tự lập tự cường, bị tàn tật từ nhỏ nên đã hình thành tính cách kiên cường, bất khuất trong con người nàng. Nếu không có việc gì thì nàng sẽ không bao giờ lại có vẻ mặt như thế. Em chỉ là muốn đi vệ sinh, Tô Tử cười nói, nhưng em không động đậy được. Khi nàng nói câu thứ nhất thì vẫn tươi cười, nhưng khi nói đến câu thứ hai thì hai mắt bỗng nhiên đỏ hoe, một giọt nước mắt trong suốt rơi nhẹ trên gò má. Độ nóng của nó gần như có thể thiêu đốt được cả trái tim của Tần Lạc. Sự việc thì ra như vậy. Con người ai cũng có ba việc cần giải quyết, Tô Tử cũng không phải là ngoại lệ. Ngày trước, khi Tô Tử ở trong Bồ Tát Môn thì đều có ma ma và một nha đầu ngủ ở bên ngoài. Nàng chỉ cần khẽ lên tiếng thôi là đã có người chạy lại hầu hạ nàng giải quyết vấn đề rồi. Nhưng tối qua nàng lại ngủ với Tần Lạc. Cứ hoan lạc hết lần nọ đến lần kia như thế thì làm sao có thể bảo ma ma và nha đầu ở bên ngoài được cơ chứ? Nàng có muốn thì Tần Lạc cũng không muốn nói cho cùng thì hắn vẫn là một người đàn ông truyền thông, không đủ dũng khí để có thể làm chuyện đó trước con mắt của người khác được. Nhưng như thế thì mới có vấn đề xảy ra. Sáng sớm khi nàng thức giấc thì thấy mình muốn đi vệ sinh, vốn dĩ nàng định gọi Tần Lạc dậy cơ, nhưng lại thấy Tần Lạc vất vả cả tối qua, đang ngủ ngon giấc nên có phần không đành lòng. Nghĩ đến việc mình đến cả một việc cơ bản như thế mà cũng không giải quyết nổi, cả đời học tập cũng không có đất dụng võ thì không khỏi cảm thấy đau lòng. Tần Lạc không hỏi thì không sao, vừa mới hỏi cái là động chạm đến tâm tình của Tô Tử. Thấy những giọt nước mắt của Tô Tử không ngừng chảy xuống thì Tần Lạc cũng cảm thấy đau xót vô cùng, hắn ôm chầm lấy nàng vào lòng,
hôn lên đôi lông mày của nàng rồi nói, anh đã nói rồi, anh nhất định sẽ chữa khỏi cho em. Nhất định là thế. Hắn như nhớ ra một thứ gì đó. Hai tay buông Tô Tử ra, nhảy thẳng xuống giường đi tìm hộp thuốc y tế mà mình đem tới đây rồi nói, anh sẽ điều trị cho em luôn bây giờ. Anh phát hiện mỗi lần chúng ta làm chuyện đó thì huyết mạch trong người em ấm hơn bình thường rất nhiều, vì vậy mà nếu bây giờ mà châm cứu thì sẽ dễ dàng lấy được khí hơn. Hắn tìm ngân châm trong hộp thuốc y tế, rồi lại tìm cồn và những thứ khác, sau khi khử trùng cho ngân châm xong thì hắn lật một góc chăn ra bắt đầu châm từ huyệt dũng tuyền của Tô Tử. Trong có viết, thận xuất phu dũng tuyền giả túc tâm thận xuất phát từ dũng tuyền ở lòng bàn chân. Y muốn nói, khí trong thận kinh giống như là nước ở đầu nguồn vậy. Bắt nguồn từ dưới chân rồi tuôn trào ra khắp tứ chi của cơ thể. Châm cứu dũng tuyền thì có thể đả thông kinh lạc toàn thân, đây cũng là huyệt vị mà Tần Lạc thường châm. Thấy vẻ mặt nghiêm chỉnh của Tần Lạc thì trong lòng Tô Tử cảm thấy ấm áp vô cùng, cũng không còn đau buồn như lúc trước nữa. Ngày trước tất cả những tai họa thì nàng đều phải gánh chịu một mình, nhưng giờ đây đã có thêm một người nữa đứng ra cùng chia sẻ với nàng. Cái cảm giác đó khiến cho nàng cảm thấy rất dễ chịu, ấm áp. Sau hơn nửa giờ đồng hồ thì Tần Lạc mới dừng đợt trị liệu của ngày hôm nay lại. Anh có một đề nghị, Tần Lạc vừa lau đi những hạt mồ hôi lấm tấm trên trán vừa nói. Đề nghị gì ạ? Tô Tử vẫn nằm yên trên giường. Chiếc chăn mỏng chỉ đắp ngang người làm lộ ra bờ vai gợi cảm và đôi chân dài thướt tha cái kiểu nửa kín nửa hở thế này càng khêu gợi con người ta hơn. Mặc dù đêm qua hai người đã quấn lấy nhau mấy lần rồi, nhưng khi nhìn thấy cảnh như vậy thì lại khiến hắn lại muốn chiếm đoạt nàng thêm lần nữa. Ngày trước Tần Lạc không tin vào kiểu trị liệu mạch dương mạch ấm đầu. Làm gì có chuyện tốt nào mà mình lại có thể gặp được hết như thế. Nhưng từ khi quan hệ với Tô Tử xong thì mạch, tức trong người Tần Lạc đúng là bình ổn hơn trước rất nhiều. Trước khi làm trụ vện đó thậm chí hắn còn chẳng cần đi tắm nước lạnh nữa. Hơn nữa thời gian và độ khống chế đều được nâng cao một cách rõ rệt. Tất nhiên đây cũng có một nguyên nhân trọng yếu, đó là kinh nghiệm phong phú. Kiểu trị liệu gián đoạn thế này sẽ không có hiệu quả gì hết. Nếu mà muốn điều trị khỏi cho thật nhanh thì chúng ta phải duy trì một quá trình điều trị liên tục, không ngắt quãng. Những ngày ở Thụy Điển này anh ngày nào cũng sẽ châm cứu cho em, nếu... Anh nói là nếu nhẽ yếu mà kết thúc chuyến đi Thụy Điển về mà anh vẫn chưa trị khỏi được cho em. Thì lần về Yến Kinh này anh sẽ mua một căn nhà cho em. Em chuyển đến Yến Kinh ở, như thế thì ngày nào cũng tiện cho việc anh đến chữa trị cho em. Em thấy thế nào? Tần Lạc nhìn Tô Tử nói. Hắn biết là nàng thích một cuộc sống yên bình, nhàn nhã, nếu mà để nàng chuyển đến một thành phố ồn ào huyên náo như Yến Kinh này thì có lẽ nàng sẽ không thích ứng nổi. Có điều Tần Lạc cũng đã nghĩ kỹ về vấn đề này rồi. Dù gì thì hắn cũng không thiếu tiền. Đợi lần này về Yến Kinh thì hắn sẽ tìm mua một ngôi nhà ở gần sông gần núi, phong cảnh hữu tình cho Tô Tử. Như thế thì cho dù có sống trong thành phố phồn hoa thì cũng vẫn có thể tiếp cận với thiên nhiên như ở Bồ Tát Môn. Được à, Tô Tử cười đáp. Anh lại cứ sợ em không đồng ý cơ, Tần Lạc nói. Thực ra Bồ Tát Môn cũng có cả sản nghiệp ở Yến Kinh nữa, Tô Tử nói. Ồ, vậy sao, ở chỗ nào thế? Có 12 căn ở đường Vương Phủ, có vài căn ở đường Huyền Vũ và thêm mấy căn nữa ở đường Hoa Thanh nữa. Tô Tử nói tiếp, mười mấy năm về trước đã mua rồi. Vốn dĩ định dùng để làm hiệu thuốc nhưng vì việc buôn bán thuốc có phần ảm đạm nên đã dùng nó vào việc khác. Đường Vương Phủ, đường Huyền Vũ, đường Hoa Thanh, Tần Lạc nghe xong thì tỏ ra hết sức kinh ngạc. Mấy địa điểm mà Tô Tử vừa nói đều thuộc vào hạng trung tâm của Yến Kinh, đặc biệt là đường Vương Phủ. Hiện giờ là nơi ở chờ của một số quan chức cấp cao. Nói là tấc đất tấc vàng thì cũng không có gì là quá đáng kể, nhưng thật không ngờ trong tay của Bồ Tát Môn lại có đến cả 12 căn nhà lớn nhỏ. Với giá cả nhà đất hiện giờ thì 12 căn nhà này có thể bán với giá hàng trăm triệu nhân dân tệ, thậm chí là mười mấy tỷ nhân dân tệ. Tần Lạc cảm thán, không biết những môn phái có niên hiệu lâu đời này rốt cuộc là nắm trong tay bao nhiêu vốn đây. Nghĩ đến những thứ đồ cổ và những quyển sách y học quý hiếm mà hắn nhìn thấy trong Bồ Tát Môn, thì hắn nghĩ nếu mà bán những thứ đó đi thì Tô Tử sẽ một bước nhảy vọt trở thành một trong 10 người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc mất, mặc dù không thể so bì được với một người biến thái như văn nhân Mục Nguyệt. Nhưng gia sản thì vẫn hơn hẳn Lệ Khuynh Thành. Vì Tần Lạc chiếm giữ số cổ phần ở quốc tế Khuynh Thành là khá nhiều, nên tài sản riêng của Lệ Khuynh Thành hàng năm không được nhiều cho lắm. Cho dù Tần Lạc có cho hết nàng cả cái quốc tế Khuynh Thành đi chăng nữa, thì e rằng tạm thời cũng không thể giàu có bằng Tô Tử được. Chẳng còn cách nào khác, vì lịch sử tồn tại của Bồ Tát Môn song song tồn tại cùng với lịch sử trung y của Trung Quốc,
Năm đó khi Trung Y hưng thịnh thì ai mà biết là trong tay bọn họ nắm biết bao nhiêu là tài sản đây. Anh không cần mua nhà cho em đâu, em có chỗ ở Yến Kinh, chỉ cần bảo người quét dọn lau chùi một cái là có thể ở được rồi. Tô Tử nói, được, vậy cứ quyết định như thế đi, Tần Lạc gật đầu nói. Tô Tử nhìn Tần Lạc một cái rồi hai má lại ứng đỏ. Nói, mau đi mặc quần áo vào đi. Tần Lạc giờ mới phát hiện ra, từ sau khi mình thức dậy làm cả đống việc đến giờ thì vẫn trần truồng như nhộng. Cậu nhỏ buông thỏng roi lủng lẳng, ủ rũ ở đó nhìn rõ là đáng yêu. Tần Lạc chạy đi tìm quần áo mặc vào, sau đó thì mặc quần áo giúp Tô Tử rồi giúp nàng đánh răng rửa mặt nữa. Vẫn còn chưa chuẩn bị xong xuôi thì từ ngoài phòng đã vọng vào tiếng chuông cửa rồi. Tần Lạc chạy ra mở cửa phòng thì thấy lão ma ma và tiểu nha đầu đang đứng ở đó. Lão ma ma tâu tuét cái miệng khô khốc của bà nói, vì lát nữa còn có một số việc, nên lão thân đến xem môn chủ dậy chưa. Cậu Tần sớm thế này đã đến rồi à? Tần Lạc biết là bà đang cố tình nói móc đả kích mình, vì hiểu tính cách của bà nên hắn cũng chẳng thèm để ý đến mấy cái đó. Liền nói, vâng, đến xem Tô Tử có muốn xuống lầu dưới ăn sáng không? Thật là làm khó cho cậu quá. Lão ma ma cười hề hề nói, cô gái đứng sau lưng cũng nghe hiểu ra được nội dung câu chuyện mà hai người đang nói nên liếc nhìn Tần Lạc một cái thật nhanh. Vì có sự giúp đỡ của lão ma ma và tiểu nha đầu nên Tần Lạc cũng chẳng có cơ hội mà chen tay vào. Liền chạy đi đánh răng rửa mặt sau đó dẫn theo mấy người xuống dưới lầu ăn sáng. Thấy Tần Lạc bước xuống lầu thì Trương Tiểu Na liền đặt luôn chiếc đĩa trên tay mình xuống rồi chạy lại chỗ Tần Lạc. Nói, trưởng đoàn. Lịch trình được sắp xếp hôm nay sẽ là đến Học viện Y học Hoàng gia Stockholm gặp gỡ sinh viên học sinh. Thời gian là 2 giờ chiều nay. Ừm, được, tôi biết rồi. Tần Lạc nói, hắn đã lấy được lịch trình từ sớm rồi, nên cũng đã biết được hành trình sắp xếp ngày hôm nay thế nào. Hơn nữa, hắn còn phải diễn giảng một buổi có liên quan đến Trung Y ở Học viện Y học Hoàng gia Stockholm nữa. Đây là do Hoàng tử Philip giúp đỡ mà thành. Nghĩ đến sự khinh bỉ kèm với khinh thường không hề che đậy của viện trường Serva của Học viện Y học Hoàng gia Stockholm mà hắn lại cảm thấy trong người đột nhiên trở nên khó chịu lạ thường. Chắc là việc tấn công của Trung Y làm cho ông ấy cảm thấy bất mãn cũng nên. Học viện Y học Hoàng gia Stockholm là địa bàn của ông ấy, vậy thì ông ấy sẽ dùng phương thức gì để phản kích lại đây? Nếu đã như thế, thì hãy dùng thực lực để chứng minh mọi thứ đi. Tần Lạc nghĩ ngợi một lúc rồi nói với Trương Tiểu Na. Buổi trưa không có dự định gì. Vậy cô có thể dẫn thành viên trong đoàn đại biểu đi đây đó quanh đây điếm có được lần đi thế này. Cũng phải xem cảnh sắc và con người Thụy Điển ra sao chứ. Có điều nhân viên phiên dịch của chúng ta không đủ, cô nói chuyện với bên chính phủ Thụy Điển bảo họ giúp đỡ sắp xếp lịch trình xem sao còn nữa, không được đi lạc nhau đâu đấy, cũng đừng có đi xa quá. Trước 1 giờ trưa bắt buộc phải quay về, người nào vi phạm thì khai trừ luôn tư cách làm thành viên trong đoàn đại biểu. Bảo họ tự mua vé máy bay quay về nước. Lần này Tần Lạc dẫn đoàn người đến Thụy Điển có phần phức tạp. Có cao thủ của nhị môn nhất phái, có hội viên của công hội Trung Y, và còn có cả những danh y nổi nữa người của nhị môn nhất phái và công hội Trung Y thì hắn không lo lắng gì lắm. Qua đợt đi Hàn Quốc lần trước, Tần Lạc đã dùng nhân phẩm và y thuật của mình chinh phục được họ. Nhưng những quan chức và danh y này thì khác, tuổi tác của bọn họ khá lớn lại từng trải hơn người, cấp bậc cao. Hơn nữa chưa hẳn đã phục một người lãnh đạo trẻ tuổi như Tần Lạc đây. Liệu bọn họ có nghe theo lời sắp xếp hay không thì chỉ có Chúa mới biết. Vì vậy mà Tần Lạc nói có phần nghiêm khắc hơn rất nhiều. Trương Tiểu Na nhìn Tần Lạc với ánh mắt kinh ngạc, không ngờ anh ta lại ghê gớm thế. Liền gật đầu đáp lại, trưởng đoàn xin cứ yên tâm. Tôi sẽ làm tốt công việc được giao. Cô vất vả rồi, Tần Lạc cười nói. Nhưng thật không ngờ. Ngày đầu tiên đoàn đại biểu đến Thụy Điển đã xảy ra chuyện rồi. Chương 771, người phụ nữ bị sảy thai. Chưa Tần Lạc không đi đâu mà ở lại khách sạn trao đổi. Thương lượng nội dung diễn thuyết chiều nay với Tô Tử, Vương Dưỡng Tâm, Cố Bách Hiên, Lão Trác, Quách Húc Sinh và những người khác nữa. Tần Lạc không phải lần đầu tiên đứng lên diễn thuyết như thế này, hơn nữa còn có nhiều lần kinh nghiệm thành công nữa. Nhưng lần này lại là lần mà hắn coi trọng. Và cũng là lần làm hắn đau đầu nhất. Vì hắn phải đối mặt với người nghe là giáo viên và học sinh ở một trường y nổi tiếng của Thụy Điển là Học viện Y học Hoàng gia Stockholm. Hắn vừa phải nói được nền tinh túy của văn hóa Trung Y Trung Quốc, làm cho bọn họ phải kêu lên và tỏ lòng ngưỡng mộ, lại vừa phải nói đơn giản dễ hiểu,
khiến cho những người không hiểu được về kinh lạc và huyệt đạo biết là rốt cuộc hắn đang nói về cái gì. Cái này thì khó mà nắm vững được, nếu nói quá sâu xa thì sẽ khiến cho không khí trở nên tẻ nhạt, nhưng nếu nói nông cạn quá thì cũng có thể làm cho không khí tẻ nhạt. Ngôn ngữ không thông, văn hóa lại có một lớp ngăn cách, vì vậy mà muốn mở rộng Trung Y ra cho những người nước ngoài này thì quả là đã khó lại càng khó hơn. Cố Bách Hiên cảm thán nói. Đúng đấy, Tần Lạc lại không hiểu tiếng Thụy Điển, những thứ nói ra rồi lại trải qua một lượt phiên dịch, thì chưa chắc đã giống với ý đầu tiên đã nói. Mấp người có hiểu tiếng Thụy Điển không? Mấy người chúng tôi chẳng ai hiểu cả, vì thế mà cho dù những cái mà phiên dịch nói ra có khác với những gì Tần Lạc nói đi chăng nữa thì chúng ta cũng đâu có biết đâu. Tần Lạc nhìn vẻ khó xử của mấy vị trưởng bối trong y học thì cười nói, tôi biết là rất khó. Nếu có thể không làm, thì tôi thực sự là cũng không muốn làm. Con người sống cũng chỉ vỏn vẹn có mấy chục năm, làm gì có ai muốn tìm cho mình cả đống phiền phức như thế chứ. Hiện trạng của Trung Y hiện giờ thế nào? Mọi người chắc còn rõ hơn tôi, khó khăn lắm mới có được cơ hội như thế này, khó khăn lắm mới có thể dẫn Trung Y đi đến bước này, nếu mà cứ khoanh tay để mặc như vậy thì quả thực là có lỗi rất lớn với y thuật mà những vị tiền bối để lại cho chúng ta ngày hôm nay. Tần Lạc nhìn Tô Tử một cái rồi nói, dù gì thì tính mạng nạp của tôi cũng được Trung Y cứu vớt. Được hưởng khá nhiều cái lợi. Tô Tử cũng thấu hiểu điều này liền gật đầu đáp lại. Nếu là người khác mà cũng mắc phải bệnh bẩm sinh thế này, thì e rằng đã sớm chết oan từ lâu rồi. Nhưng, cũng may mà mình sinh ra ở Bồ Tát Môn. May mà có được sự chăm sóc tận tình và chu đáo của môn chủ trước. Nếu không có Trung Y thì nàng làm sao có thể sống được đến ngày hôm nay? Làm sao có thể đợi được người đàn ông định mệnh này của mình? Tần Lạc nói đúng đó. Nếu không cố gắng vươn về phía trước thì cả đời này của tôi cũng khó mà an tâm được. Vương Dưỡng Tâm cảm thán nói. Chúng ta đều đã già cả rồi. Con cháu hiếu thuận lại kiếm được nhiều tiền, đủ tiêu cả mấy đời cũng không hết. Nếu nói trước khi tôi vào trong quan tài mà vẫn còn gì gọi là tiếc nuối thì đó chính là không yên tâm về tương lai của Trung Y. Tần Lạc, chiều hôm nay cậu phải diễn thuyết cho ra trò đấy. Chúng tôi tin tưởng vào cậu. Lão Trác vỗ vỗ vào vai Tần Lạc, trịnh trọng nói. Tần Lạc hiểu tâm trí của mấy người có tuổi này, và cũng biết bọn họ mong đợi ở mình nhường nào, liền đáp, mọi người yên tâm. Tôi sẽ cố gắng thông qua thao tác thực tế để nói với bọn họ biết cái thần của Trung Y. Để bọn họ có thể tiếp nhận Trung Y, học Trung Y và sử dụng Trung Y. Đúng đấy, Tây Y có thể chiếm lĩnh thị trường trên khắp thế giới, không chỉ vì người Anh hay người Mỹ đang nỗ lực vì nó. Mà các bác sĩ trên khắp thế giới đang cống hiến hết mình vì sự phát triển của nó, còn Trung Y hiện giờ thì chỉ có người Trung Quốc là đang nỗ lực mà thôi, nếu có thể hình thành tầm ảnh hưởng quốc tế, thế thì sự phát triển của Trung Y sẽ lại có thể được nâng cao lên một bậc nữa rồi. Đang trong lúc bọn họ ai nấy đều nhớ lại quá khứ và nhìn về tương lai thì chuông di động của Tần Lạc kêu lên. Để tiện cho việc liên lạc giữa trong nước và nước ngoài, nên trước khi ra nước ngoài, Bộ Y tế đã đăng ký cho tất cả mọi người trong đoàn đại biểu có thể gọi điện thoại quốc tế với giá rẻ. Hơn nữa Tần Lạc còn là trưởng đoàn của đoàn đại biểu, phải chịu trách nhiệm với cả đoàn người thế này, vì vậy mà di động luôn phải giữ trong trạng thái hoạt động 24/24 giờ. Tần Lạc nhìn thấy số gọi đến là của cô phiên dịch Trương Tiểu Na, liền nhấn vào nút nghe, hỏi, Tiểu Na, có chuyện gì không? Trưởng đoàn, có chuyện xảy ra rồi. Trương Tiểu Na cuống cuồng nói. Tần Lạc khẽ giật mình, đứng phắt dậy từ trên ghế salon, bước đến bên cửa sổ cho bình tĩnh lại rồi nói, cứ từ từ nói. Không phải vội, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Sự việc là như thế này. Trương Tiểu Na phụng mệnh Tần Lạc dẫn thành viên trong đoàn đại biểu Trung Y Trung Quốc đi du ngoạn trong thành phố, dưới sự sắp xếp của một người thì mọi người đã chọn địa điểm dừng chân đầu tiên là Viện Bảo tàng Ngoài trời Skansen tiếng tăm lừng lẫy trên thế giới. Trong lúc những thành viên trong đoàn đang say sưa thưởng thức những mẫu vật và những ngôi nhà cổ với đủ các kiến trúc khác nhau ở đây, thì có hai đứa trẻ thoát khỏi sự khống chế của cha mẹ mà đuổi bắt lẫn nhau, nhưng không ngờ thảm kịch lại xảy ra. Cậu con trai chạy đằng trước đâm thẳng vào một người phụ nữ đang mang thai, đi bên cạnh là mẹ của cô ta. Phụ nữ đã mang thai được khoảng 6, 7 tháng rồi, vốn dĩ cơ thể đã không vững, rất dễ mất cân bằng. Bị đứa trẻ đâm sầm vào như vậy liền ngồi sụp luôn xuống nền đất lạnh, cô ta còn chưa kịp kêu đau đớn gì thì đã thấy máu tươi chảy ra không ngớt. Đây thuộc vào loại rong huyết do sảy thai mà ra. Vốn dĩ sự việc này chẳng liên quan gì đến thành viên trong đoàn đại biểu cả. Nhưng một vị nhân viên làm việc của Thụy Điển tham quan viện bảo tàng cùng với đoàn đại biểu thấy tình hình nguy cấp thì liền chạy lại cầu cứu sự giúp đỡ từ đoàn đại biểu Trung Y Trung Quốc.
cứu người như cứu hỏa. Sau một hồi thương lượng ngắn ngủi, thì mọi người cử Tôn Tuấn Long, một bác sĩ chuyên về phụ khoa của Công hội Trung y ra tay giúp đỡ. Tôn Tuấn Long có thể vào trong Tổng bộ Công hội Trung y làm việc, hơn nữa còn được Tần Lạc dẫn tới Thụy Điển, thì có thể nói lên rằng năng lực của anh ta đúng là khá xuất chúng. Dưới sự cứu chữa của anh ta thì đã ngăn không cho máu trong người của người phụ nữ chảy ra liên hồi nữa, nhưng thai nhi trong cơ thể cô ta thì không còn cách nào cứu chữa nổi. Khi Tôn Tuấn Long nói với Trương Tiểu Na tin này thì Trương Tiểu Na liền dịch ra cho người phụ nữ mang thai đó nghe. Người phụ nữ mang thai vừa mới trở về từ quỷ môn quan giờ sau khi nghe được tin đó thì lại gào thét ầm ĩ, không ngừng kêu khóc cái gì đó. Mẹ của cô ta cũng dùng tiếng Thụy Điển nói điều gì đó. Sau đó những người Thụy Điển đứng gần đó đều hầm hầm tức giận, mọi người ngày càng tập trung ở đây nhiều hơn, rất nhanh đã vây kín những thành viên trong đoàn đại biểu lại. Bọn họ nói là do y thuật của bác sĩ của chúng ta kém quá nên mới làm cho người phụ nữ đó sảy thai, cứ gào lên nói bắt người của chúng ta phải chịu trách nhiệm, còn có người hô hào bảo chúng ta hãy mau cút về nước đi. Thật tức quá đi mất, nếu sớm biết thế này thì đã không cứu cô ta rồi. Trương Tiểu Na cũng nổi giận đùng đùng, hơn nữa nàng còn cảm thấy uất ức, oan uổng nữa, vì thế mà trong lúc nàng báo cáo tình hình sự việc với Tân Lạc thì bất giác đưa cả cảm xúc khách quan của mình vào trong. Trong tiềm thức của nàng đã thừa nhận và nghe lời một người lãnh đạo trẻ tuổi là Tần Lạc rồi, nên nàng muốn nói cho Tần Lạc biết bọn họ oan ức, để Tần Lạc ra tay giải quyết cho bọn họ. Sau khi nghe Trương Tiểu Na kể xong thì Tần Lạc cau hết mày lại. Việc này nói to thì không phải là to, nhưng nhỏ thì cũng không phải là nhỏ. Nếu không kịp thời giải quyết thì rất có thể sẽ ngày càng lan rộng ra hơn. Nếu vì chuyện này mà trở thành đề tài tranh cãi giữa hai quốc gia với nhau, thì lần đi Thụy Điển này của bọn họ coi như đã sôi hỏng bỏng không rồi. Tần Lạc vừa nhanh chóng suy nghĩ vừa đưa ra mệnh lệnh, việc đầu tiên là phải đưa người phụ nữ mang thai đó đến bệnh viện ngay lập tức rồi làm những kiểm nghiệm cần thiết. Việc thứ hai đó là bảo nhân viên làm việc bên Thụy Điển mà cầu cứu mấy người ra tay giúp đỡ đó nói rõ tình hình hiện xảy ra. Việc thứ ba đó là bảo bọn họ gọi cảnh sát đến ngay hiện trường, phải bảo vệ an toàn cho những thành viên trong đoàn đại biểu. Vâng thưa trưởng đoàn. Tôi sẽ làm theo những gì anh nói ngay 7 giờ. Có được sự chỉ huy của Tần Lạc, Trang Tiểu Na cuối cùng cũng biết trong tình huống như thế này thì mình nên làm những gì. Tôi sẽ đến hiện trường ngay bây giờ đây. Tần Lạc nói xong liền cúp điện thoại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thơ ủy Tần Lạc sau khi nghe điện thái độ trở nên lo lắng không yên thì những người ngồi trong phòng này cũng đều cảm thấy lo lắng theo, không biết là đã có chuyện gì xảy ra. Thấy Tần Lạc tắt điện thoại thì Vương Dưỡng Tâm liền hỏi, Tần Lạc, có chuyện gì xảy ra vậy? Có một người phụ nữ mang thai bị sảy thai ở viện bảo tàng, bác sĩ bên chúng ta đã ra tay cứu chữa, người lớn thì không sao rồi nhưng em bé thì không giữ nổi nữa. Người phụ nữ đó và người nhà vì quá kích động nên thành viên trong đoàn đại biểu của chúng ta đã bị bọn họ vây kín lại rồi. Tần Lạc vừa giải thích vừa chạy đi thay giày. Thời gian cấp bách, nên dù có là một giây hắn cũng không dám chậm trễ. Nghe Tần Lạc nói xong thì mọi người ngồi đây đều đứng hết cả dậy. Nói, sao lại có chuyện như vậy xảy ra được? Ở đâu vậy? Chúng ta mau đến đó xem sao. Tần Lạc ngăn bọn họ lại. Nói, để một mình tôi qua đó là được rồi. Mọi người ở lại khách sạn chờ tin tức đi. Hiện giờ tâm trạng bọn họ không được ổn định, cho lắm. Nếu người của chúng ta đến đó quá nhiều, thì rất có thể sẽ phát sinh mâu thuẫn. Sao tình trạng bọn họ có thể không ổn định được? Người oan ức. Thiệt thòi là chúng ta cơ mà. Lão Trác vốn tính tình nóng nảy vừa nghe thấy vậy liền đập bàn đánh bốp gào lên. Tần Lạc cười khổ, hắn tất nhiên là biết sự việc lần này là mình có lý, nhưng người dân Thụy Điển liệu có tin vào điều này không? Giới truyền thông liệu có tin vào điều này không? Nếu đến lúc đó giới truyền thông lại dùng một tiêu đề thoát tim rằng, thì bọn họ lúc đó chẳng khác gì bùn vàng rơi vào đúng quần, không phải là cũng vẫn là, có thanh minh thế nào cũng không gột rửa hết tội. Tần Lạc gọi một phiên dịch còn lại duy nhất trong khách sạn đi theo mình, sau đó hai người liền chạy xuống lầu đi ra ngoài. Sau khi ngồi lên taxi, Tần Lạc liền nghĩ, nếu không có sự giúp đỡ của bên chính phủ Thụy Điển thì e rằng việc này khó mà lắng xuống được. Nếu mà bị người nào đó giáp tâm lợi dụng việc này để làm gì bất lợi cho bọn họ thì tình hình khá là gay gâu. Hắn rút điện thoại ra gọi cho Hoàng tử Philip, nói rõ tình hình vừa xảy ra ở viện bảo tàng cho Hoàng tử biết. Ngoài vị hoàng tử tôn quý này ra thì hắn chẳng còn quen ai ở đây hết, lạ nước lạ cái. Thật chẳng biết phải tìm ai nhờ giúp đỡ nữa. Hắn có thể nhìn ra được, có không ít người tràn ngập lòng căm thù khi thấy bọn họ đến đây.
Philip là hoàng tử của Thụy Điển, nếu có anh đứng ra nói giúp thì về mọi mặt đều phải làm cho sự việc dần lắng đi. Viện bảo tàng Skansen được thành lập vào năm 1891, tính đến giờ đã có bề dày hơn 100 năm lịch sử rồi. Nó nằm trên một ngọn đồi nhỏ, phong cảnh tuyệt đẹp, bên trong trưng bày hàng ngàn mẫu vật và các kiến trúc khác nhau, được mệnh danh là hình ảnh thu nhỏ của lịch sử Thụy Điển. Xe vừa mới đáp xuống cổng của viện bảo tàng, thì Tần Lạc liền chạy nhanh vào bên trong. Người phiên dịch sau khi trả tiền taxi xong thì cũng nhanh chóng chạy theo sau. Khi Tần Lạc tới hiện trường thì ở đó đã tập trung cả mấy trăm người rồi. Những nam nữ mắt xanh tóc vàng với thân hình cao lớn đang đứng gào thét cái gì đó. Nhưng Tần Lạc lại chẳng nghe hiểu câu nào. Tần Lạc lại nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng nữa, vấn đề phổ cập tiếng Trung đối với toàn thế giới là không thể chậm trễ thêm được nữa. Chương 772, tự biên tự diễn. Bệnh viện Hoàng gia Thụy Điển không chỉ là bệnh viện có trình độ y học cao nhất Thụy Điển, mà còn là một nơi được rất nhiều người dân kính mến. Nguyên do là vì bệnh viện này gắn liền với hai chữ, Hoàng gia. Thân là viện trưởng của bệnh viện Hoàng gia, Ken có một cuộc sống khá sung túc, đầy đủ lại được rất nhiều người ngưỡng mộ. Đây là một vị trí vô cùng quan trọng, lại là một người làm trong ngành y, trong cả cuộc đời của mình có lẽ ông không có gì phải hối hận nữa cả. Lần này đại biểu của Trung Quốc tới viếng thăm Thụy Điển. Trong đó có một hạng mục là giao lưu với Bệnh viện Hoàng gia Thụy Điển và tiến hành công việc khảo sát tại đây. Lịch làm việc này là do Hoàng tử Philip định ra, chính vì thế mà Ken cũng không có quyền phản đối. Chính vì vậy mà mặc dù trong bụng rất không bằng lòng, nhưng ông ta vẫn mở một cuộc họp cao cấp trong viện để thảo luận vấn đề này, và cũng thông qua thảo luận sắp xếp luôn mọi việc để nghênh đón đoàn đại biểu Trung Quốc. Nếu không sắp xếp cẩn thận thì sẽ là một việc vô cùng bất kính với Hoàng tử Điện Hạ. Nhưng nếu mà làm nhiều công việc nghênh đón quá thì bản thân Ken lại không muốn chút nào. Ông chưa kịp tuyên bố giải tán cuộc họp thì thư ký đã chạy vào trong thông báo cho ông biết, viện trưởng. Hoàng tử Điện Hạ vừa mới gọi điện tới. Hoàng tử Philip. Ken sững người lại một lúc thầm nghĩ, Hoàng tử Điện Hạ có suy nghĩ gì vậy nhỉ? Hoàng tử là một người sinh ra và lớn lên tại Thụy Điển, từ nhỏ tới lớn chưa hề tiếp xúc gì với Trung Y, tại sao khi từ Paris về xong lại cực lực ủng hộ Trung Y đến vậy? Lẽ nào tin đồn bên ngoài là thật, hoàng tử đã phải lòng một cô ả Trung Y người Trung Quốc rồi sao? Ngẫm tới việc hoàng tử Philip hết mực phản đối việc sắp đặt hôn nhân trong hoàng tộc thì Ken lại càng tin rằng khả năng phán đoán của mình là đúng. Hoàng tử Điện Hạ, xin hỏi có gì dặn dò không ạ? Ken hết mực tôn kính nói, biết làm sao được đây, ai bảo Philip lại là người kế thừa vương vị cơ chứ? Tuy nói là ảnh hưởng của hoàng tộc với tình hình quốc gia này ngày một ít dân. Nhưng nếu như muốn một vị viện trưởng của một bệnh viện từ chức thì lại rất dễ dàng. Viện trưởng Ken, có một phụ nữ bị sẩy thai tại viện bảo tàng. Tôi đã cho người đưa cô ấy đến chỗ của ông. Ông mau chuẩn bị làm việc ngay đi. Và ông phải đảm bảo sự an toàn cho cô ấy nữa. Giọng điệu của Philip vô cùng nhanh gọn, làm cho người nghe biết được là hoàng tử lúc này cũng đang rất sốt ruột và lo lắng. Tê hưa vâng hoàng tử điện hạ, tôi sẽ cho người đi sắp xếp ngay đây. Ken đáp. Nhưng trong bụng lại có rất nhiều nghi vấn, có người bị sẩy thai thì cứ việc đưa vào bệnh viện là được rồi. Sao hoàng tử lại còn phải đích thân gọi cho mình nhỉ? Lẽ nào người mang thai này lại là người trong hoàng tộc sao? Nghĩ tới khả năng này có thể xảy ra, do vậy mà Ken cũng không dám lơ là, ông lập tức cho gọi thư ký lại dặn dò cẩn thận bảo bên khoa cấp cứu và khoa phụ sản chuẩn bị sẵn tinh thần để ứng cứu kịp thời. Khi về đến phòng làm việc của mình thì di động trên bàn của Ken lại rung lên. Người gọi chính là viện trưởng của Học viện Y học Hoàng gia Stockholm Thụy Điển Serva. Cú điện này làm Ken kinh ngạc hơn là cú điện của Hoàng tử Philip. Bởi vì ông biết tính cách của ông bạn học của mình ra sao, ông ta là người vô cùng cẩn thận, trong lúc làm việc nếu như không có việc gì gấp thì ông ta tuyệt đối không bao giờ làm việc riêng cả. Mấy chục năm nay ông ta dường như chưa một lần nào gọi điện mình trong thời gian làm việc bao giờ. Ông bạn thân mến, sao hôm nay ông lại có thời gian rảnh rỗi gọi cho tôi vậy? Ken nhấc máy lên cười nói. Đại biểu Trung Y xảy ra chuyện rồi, ông có biết không? Giọng của Serva vẫn vậy, lạnh tanh như đá. Xảy ra chuyện gì vậy? Ken trong bụng mừng thầm hỏi. Có một phụ nữ bị sẩy thai trong viện bảo tàng. Dường như là do bên Trung Y cứu chữa không được tốt hay sao ấy. Bây giờ bọn họ đang bị vây khốn, nghe nói cảnh sát đã xuất hiện rồi. Ken sung sướng tiếp nhận tin tức tốt đẹp này. Ngẫm nghĩ xem nó sẽ đưa tới một tầm ảnh hưởng lớn ra sao. Ông ta cho tới lúc này mới hiểu tại sao Hoàng tử Philip lại gọi điện cho mình.
Bởi vì hoàng tử sợ người phụ nữ có thai này xảy ra chuyện gì thì ắt là bên Trung Y sẽ chịu ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng. Vậy thì mình lại phải đi chùi đít cho bọn khi châu Á kia rồi. Ken ấm ức nghĩ bụng, dĩ nhiên hoàng tử Philip đã gọi tới cho mình rồi, cái đít này mình chùi là cái chắc rồi, biết làm sao được nhưng không thể để cho bọn khỉ này được an tọa một cách dễ dàng như vậy được. Ông bạn thân mến, ông nghĩ chuyện này thế nào? Ken bật cười ha hả hỏi. Ông biết rất rõ, luận về tâm kế giảo hoạt thì ông bạn thâm niên của mình không bao giờ là đối thủ của ông cả. Trung Y vứt đi rồi. Nếu như bọn họ không giải quyết được chuyện này, thì tôi sẽ từ chối cho bọn họ tới trường tôi để tuyên truyền. Quả nhiên Serva không hề che đậy suy nghĩ của mình. Ông bạn thân mến, nhưng ông cũng nên cẩn thận một chút, ông cũng thấy rồi đấy hoàng tử của chúng ta tỏ ra vô cùng hữu nghị với bọn họ. Nếu như ông từ chối thẳng thừng như vậy thì thật không nể mặt hoàng tử chút nào. Ken cũng không muốn ông bạn của mình xảy ra chuyện, nên lên tiếng khuyên bảo. Vậy ông nói xem chúng ta phải làm sao đây? Ông nghĩ xem, nếu chúng ta tung tin này cho bọn nhà báo thì sao nhỉ? Hoặc là bây giờ có một tay nhà báo nào đấy đã trên đường đi rồi thì sao? Ý của ông là nhờ mấy tay nhà báo công khai chuyện này hộ chúng ta? Đúng vậy, những việc mà chúng ta không làm được, thì dân chúng lại làm được. Ý của dân chúng khó cưỡng lại được lắm, hoàng tử điện hạ chắc chắn cũng phải xem xét thái độ của dân chúng phản ứng ra sao chứ. Tôi hiểu rồi, Serva không nói câu tạm biệt với Ken mà trực tiếp dập luôn máy cái rụp. Ken cầm chiếc di động nở một nụ cười đắc chí. Trung Y, cái thứ vớ vẩn gì thế không biết. Mặc dù đã chạy tới hiện trường, nhưng Tần Lạc vẫn có cảm giác trước mắt không nhìn thấy gì cả. Hắn không ngừng dùng tiếng Trung nói, xin lỗi cho tôi đi nhờ một chút. Tôi là bác sĩ cho tôi qua một chút được không? Nhưng những người này dường như chẳng hề quan tâm tới những gì mà hắn nói. Tần Lạc có thể hiểu là bọn họ nghe không hiểu tiếng Trung. Nhưng bọn họ cũng không nên tỏ thái độ hung hãn như vậy khi trông thấy một người tóc đen da vàng như hắn chứ. Tần Lạc thấy rõ được sự thù địch của người Thụy Điển với người Trung Quốc, hắn thầm nghĩ mình phải cố gắng giải quyết chuyện này mới được. Người phiên dịch cuối cùng cũng theo kịp bước chân của Tần Lạc, anh ta chạy tới hỏi, trưởng đoàn. Bây giờ phải làm sao đây? Phải nghĩ cách vào được bên trong cái đã. Tần Lạc chỉ vào đám người đông đúc kia nói. Viện bảo tàng Skansen là một địa danh nổi tiếng của Thụy Điển, mỗi ngày đều có rất nhiều người tới tham quan, hơn nữa lại còn miễn phí vé vào. Do vậy mà những cư dân ở gần đây đều thích đi bộ trong này để cảm thụ không khí. Văn hóa nơi đây. Khi nghe thấy có một phụ nữ bị sẩy thai thì mọi người liền đổ xô tới. Mấy trăm người đứng chặn hết ở phía trước nên Tần Lạc không có cách nào chen chân vào được cả. Người phiên dịch là một người đàn ông ước chừng hơn 30 tuổi, khi nghe Tần Lạc nói vậy liền dùng tiếng Thụy Điển nói với người trước mặt mình. Những người này nghe hiểu người phiên dịch nói gì, bọn họ sau đó liền hét vào mặt người phiên dịch nói một loạt những thứ gì đó, rồi đưa tay chỉ ra cổng của viện bảo tàng. Ý đồ của bọn họ rất rõ ràng, có thể dùng một từ để mô tả đó là cút. Không cần tìm đến bọn họ đâu. Hết cách rồi, Tần Lạc nói, hắn đảo mắt một lượt tìm người quen để dẫn hắn vào trong, nhưng các thành viên của đoàn đại biểu và những quan viên của Thụy Điển lúc này đang bị vây ở bên trong hết cả. Cảnh sát tới rồi cũng không thể chen được vào, bọn họ chỉ có thể ngăn chặn sự việc có chuyển biến xấu chứ không hề sơ tán được đám người ở đây. Trông thấp mấy người nam nữ ngực đeo máy ảnh vẻ mặt hớn hở chạy tới thì Tần Lạc khẽ giật thót tim, hắn biết chuyện này đã bị bọn phóng viên đánh hơi thấy rồi. Làm thế nào đây? Tần Lạc cố gắng suy nghĩ thật nhanh, nếu như để cánh nhà báo đem chuyện này ra viết thì hình tượng của Trung Y tại Thụy Điển thế là hết rồi, về sau cho dù có làm nhiều việc đến mấy cũng không thể nào bù đắp nổi thiệt hại của ngày hôm nay. Thời gian quá gấp để chuẩn bị, hắn liền quay người chạy ra ngoài cổng. Khi hắn đi qua một nữ phóng viên thì hắn, rất không cẩn thận, húc một cái rất đau vào sườn của người này. Vị nữ phóng viên bị Tần Lạc húc một cái thì người nghiêng hẳn sang một bên. Sau đó liền trợn mắt lên nhìn Tần Lạc thét vào mặt hắn những câu gì mà hắn nghe không hiểu. Nữ phóng viên cũng không nghĩ ngợi thêm gì nữa, lại cố gắng chạy vào giữa đám đông, nữ phóng viên này đã nhận được tin tức, biết đây sẽ là một tin tức vô cùng nóng hổi. Nhưng vừa mới chạy được mấy bước thì lông mày của nữ phóng viên cau lại. Rồi nàng ngồi thụp xuống ôm lấy bụng mình. Người đồng hành của nữ phóng viên thấy vậy liền chạy tới nói, cô bị làm sao thế? Đau quá! Nữ phóng viên ôm lấy bụng rên lên, xem ra nàng rất đau, đau đến mức chảy cả nước mắt ra ngoài. Nữ phóng viên vừa dứt lời xong thì ngồi luôn xuống đất. Toàn thân thể bắt đầu có hiện tượng co rút. Tần Lạc lúc này âm thầm tiến tới chỗ của người phiên dịch thì thầm vào tai ông ta vài câu.
Người phiên dịch thấp vậy thì trợn mắt lên nhìn Tần Lạc nói, trưởng đoàn. Thật là phải làm như vậy sao? Còn sự lựa chọn nào khác sao? Tần Lạc cười khổ nói. Vì trung y hắn chấp nhận mình là một tên khốn nạn cũng được. Người phiên dịch nhìn vào nữ phóng viên đang lăn lộn trên sàn, sau đó dùng tiếng Thụy Điển hét toáng lên. Tần Lạc tuy nghe không hiểu tiếng Thụy Điển, nhưng hắn biết người phiên dịch kia đang nói, mau gọi bác sĩ. Có một người phụ nữ bị sẩy thai rồi, bởi vì câu nói này là do hắn bảo người phiên dịch nói ra mà. Người phiên dịch vừa mới hét lên như vậy, thì đám người đang vây lấy đoàn đại biểu trung y liền chuyển hướng chú ý sang bên này. Thấy một người phụ nữ đang nằm lăn lộn trên đất, chẳng ai biết chuyện gì đang xảy ra liền vội chạy tới xem có cần phải đưa cô nữ phóng viên kia đi bệnh viện không. Nhưng khi bọn họ vừa chạm vào người cô phóng viên này, thì nàng ta như bị điện giật lại càng giãy giụa dữ tợn hơn trước. Tay chân của nàng không ngừng khua loạn lên, hàm răng cắn chặt lại cứ như mọi người có thù với nàng vậy, làm cho những người muốn giúp đỡ nàng đều phải tránh sang một bên. Cô nữ phóng viên cứ như vậy lại càng thu hút đám người hiếu kỳ hơn. Đoàn đại biểu trung y cuối cùng cũng thở hắt ra nhẹ nhõm. Tần Lạc lúc này kéo người phiên dịch tới chỗ mấy người cảnh sát nói, tôi là bác sĩ, tôi có thể chữa bệnh cho cô ấy. Nhưng các người phải nói giúp chúng tôi mới được. Người phiên dịch rất nhanh đem lời của Tần Lạc nói lại cho mấy viên cảnh sát nghe. Mấy viên cảnh sát này đưa mắt lên dò xét Tần Lạc một hồi, rồi lại đưa mắt lên nhìn nữ phóng viên đang lăn lộn dưới đất, không biết nên làm thế nào cho phải. Để cho Tần Lạc cứu chữa thì lại lo người Trung Quốc này lại gây ra chuyện thì nguy lắm. Nhưng không để cho anh ta chữa trị thì ngộ nhớ cô gái kia xảy ra chuyện gì thì sao? Nếu như anh không quyết định nhanh thì cô ấy sẽ đau chết đấy. Tần Lạc cố ý nói vấn đề thật nghiêm trọng lên cho cảnh sát nghe. Viên cảnh sát nghe vậy liền gật đầu nói, đi theo tôi. Chương 773, người xấu. Nữ phóng viên kia tên Masa, là một phóng viên tin tức của báo. Nàng vừa nhận được tin tức nói có bác sĩ người Trung Quốc chữa trị có vấn đề làm cho một người phụ nữ bị sảy thai. Đêm hôm qua hoàng tử Philip đích thân tới sân bay để nghênh đón đoàn đại biểu Trung Quốc, chính vì vậy mà hôm nay các tờ báo hàng đầu của Thụy Điển đều chuẩn bị các cuộc phỏng vấn với đoàn đại biểu Trung Quốc. Chỉ vì sự quan tâm của hoàng tộc mà làm cho cả dân chúng Thụy Điển đều hết mực chú ý tới đoàn đại biểu Trung Quốc này. Nhưng sự cố xảy ra khi đoàn đại biểu này vừa mới tới Thụy Điển được có 2 ngày, điều đó có ảnh hưởng vô cùng xấu với việc chữa bệnh trị bệnh. Sự mẫn cảm của phóng viên tin tức nói cho họ biết đây sẽ là một thông tin vô cùng hot. Chính vì vậy mà Masa sau khi nhận được tin tức liền lên đường chạy tới ngay viện bảo tàng Skansen. Nhưng không ngờ khi nàng vừa mới chạy tới nơi thì bị một tên Trung Quốc đụng luôn vào người một cách vô cùng bất ngờ. Vì sự cố sảy thai lúc trước nên Masa rất có thành kiến với người Trung Quốc. Bây giờ lại có một gã Trung Quốc đi đường mắt mũi để đâu không biết đâm xâm vào nàng như thế thì nàng cũng không còn giữ được thể diện cũng như phong độ thục nữ thường ngày nữa nên đã mở miệng mắng chửi gã Trung Quốc vô duyên nãy nhưng nhìn bộ mặt ngơ ngơ ngác ngác của gã ta. Thì nàng biết những câu chửi của nàng dành cho gã chỉ là thừa, vì gã căn bản nghe không hiểu nàng đang nói gì. Điều này làm cho Masa có phần hơi thất vọng. Nhưng đăng tin giặt gân mới là việc quan trọng của nàng. Nàng không còn thời gian để mà đôi co với tên tóc đen da vàng này làm gì, mà quay đầu luôn đi chạy tới hiện trường vụ án. Nhưng khi mới chạy được vài bước thì nàng lại thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng, cứ như là sáng nay nàng vừa ăn phải thứ đồ gì thiêu thối, bụng của nàng sôi ủng ục đau đón quặn thắt lại. Mới đầu chỉ là nhói đau, về sau thì xuất hiện hiện tượng co giật. Mỗi một lần co giật thì nàng bụng lại đau thắt lại như có ai đó dùng dao đâm vào da thịt của mình. Nỗi đau này làm cho nàng có cảm giác như chết đi sống lại vậy. Mình bị sao vậy? Masa nằm lăn lộn dưới đất kêu gào. Trong bụng không ngừng tự hỏi bản thân. Đáp án ở trên người Tần Lạc. Tần Lạc khi đi qua mặt nữ phóng viên này đã chuẩn bị sẵn ngón đòn rồi. Hắn đâm thẳng ngón tay cứng như sắt của mình vào huyệt mao thích trên xương sườn của nàng ta. Đây là huyệt đau đớn trên cơ thể con người. Một khi phát tác thì hậu quả vô cùng khó lường. Quả nhiên, nữ phóng viên này ngồi khuỵ hẳn xuống. Sau đó liền ôm bụng đau đớn không sao tả xiết. Tần Lạc sau đó liền ra dì tai với người phiên dịch, bảo anh ta hét lên, mau gọi bác sĩ, có người bị sảy thai rồi. Mọi người đối với chuyện sảy thai lúc này vô cùng mẫn cảm, do vậy mà hắn tạo dựng luôn hiện trường giả để lôi kéo sự chú ý của mọi người. Hiệu quả của việc tạo hiện trường giả rất rõ ràng. Rất nhanh mọi sự chú ý của mọi người nơi đây đều đổ dồn lên người cô phóng viên đang nằm lăn lộn trên sàn kia. Sau đó Tần Lạc lại bảo người phiên dịch đi tìm cảnh sát, nói rằng hắn có thể chữa trị được căn bệnh này.
nếu như không kịp thời cứu chữa thì cô nữ phóng viên Nạp sẽ bị mất mạng. Cảnh sát không hề biết Masa rốt cuộc là làm sao, vì họ cũng không phải là bác sĩ. Nhưng trông thấy cảnh tượng Masa lăn lộn trên đất đau đớn như vậy cũng tỏ ra lo lắng vô cùng, chỉ sợ nếu mà chậm thêm chút nữa thôi thì cô phóng viên này sẽ mất mạng mất. Do vậy mà ông ta đành phải đồng ý yêu cầu của Tần Lạc. Tuy đã đồng ý như vậy nhưng viên cảnh sát lại không khỏi hậm hực trong lòng. Mấy tay bác sĩ nước mình không biết chết dẫm ở đâu rồi mà sao giờ này vẫn chưa đến nhi. Cảnh sát dẫn Tần Lạc đi tới bên cạnh cô phóng viên rồi ra ý bảo hắn chữa trị cho nàng ta. Nhưng không ngờ mấy người Thụy Điển bản địa lại trông thấy có một tay Trung Quốc lại chạy tới chữa trị cho đồng bào của mình, thì tất cả đều đồng thanh chửi bới. Còn có người chạy tới trước mặt cô phóng viên kia ngăn không cho Tần Lạc tiếp xúc với Masa. Cứ như Tần Lạc tiến lại gần thì Masa lập tức bị sảy thai luôn không bằng vậy. Không được để thằng Trung Quốc này chữa trị, chúng ta phải chờ bác sĩ của chúng ta tới đã. Đuổi hết bọn chúng ra ngoài, hung thủ giết trẻ em. Ban nãy bọn chúng đã giết hại một người rồi, lẽ nào chúng ta lại để cho bọn chúng tiếp tục sát hại đồng bào của chúng ta nữa hay sao? Những người vây xung quanh càng lúc càng tỏ ra giận dữ, cứ như là một tổ kiến lửa chỉ cần chạm vào một cái là đống kiến này sẽ bu vào bạn mà cắn, mà xé xác bạn ra ngay vậy. Trưởng đoàn, bọn họ không đồng ý để anh chữa trị, người phiên dịch đau khổ nói. Nói với tay cảnh sát kia rằng, nếu như trong vòng 3 phút nữa không tiến hành chữa trị cho cô gái này thì cô ta sẽ chết. Tần Lạc nghiêm nét mặt nói với người phiên dịch, để cho tay cảnh sát đi giải thích với mọi người ở đây rằng, nếu như tôi không chữa trị khỏi được cho cô ấy, thì cứ để mặc cho mọi người đánh tôi đến chết cũng được. Tần Lạc cũng phát hiện ra rằng, sự việc đang tiến triển theo chiều hướng vô cùng xấu. Nếu như không đồng thời giải quyết thì hắn chỉ còn mỗi một cách là xách vali về nước mà thôi. Nhà nước ôm rất nhiều hy vọng với đoàn đại biểu đi Thụy Điển lần này. Nghe nói các nước đồng minh châu Âu đang định lập một hiệp định mới về việc bài trừ Trung Y. Nếu như không thể mở ra một con đường thoát thì con đường quốc tế hóa của Trung Y coi như đã bị khép lại. Trưởng đoàn người phiên dịch lo lắng nói, không sợ kẻ địch đông đảo, mà chỉ sợ mình sơ ý, hay những việc bất ngờ xảy ra mà thôi. Nếu như trưởng đoàn trong lúc chữa trị lại có chuyện gì xảy ra thì lẽ nào mình lại cứ dương mắt lên nhìn trưởng đoàn bị bọn người ở đây hành hung đến chết hay sao? Làm theo những gì tôi nói nhanh lên, Tần Lạc thúc giục. Người phiên dịch không dám cãi lại lời của Tần Lạc, anh ta vội chạy tới viên cảnh sát nói cho ông ta biết tình hình. Viên cảnh sát nghe xong thì sắc mặt tái mét lại, nếu như ở đây mà lại có một vụ án mạng nữa xảy ra thì cái chức của ông ta hiện giờ coi như đã tiêu tùng rồi, đến cả lương hưu cũng không còn nữa. Anh ta nói thật không hả? Tay cảnh sát hỏi lại người phiên dịch. Đúng vậy, anh ấy là trường đoàn của chúng tôi. Thật 100% đó. Người phiên dịch khẳng định nói. Bất kể là thật hay giả cứ phải lừa cho bằng được tay cảnh sát này rồi hẵng hay. Viên cảnh sát nét mặt trầm trọng lớn tiếng nói với đám người xung quanh, mọi người yên lặng một chút. Vị bác sĩ này nói rằng nếu như trong vòng 3 phút nữa quý cô của chúng ta không được kịp thời chữa trị thì sẽ có thể bị nguy hiểm tới tính mạng. Chúng ta hãy để cho anh ta chữa trị trước xem sao. Nếu như lại có một vụ án mạng nữa xảy ra thì thật không hay chút nào. Quý cô Nạp cũng là đồng bào của chúng ta. Lẽ nào chúng ta cứ để cho cô ấy nằm đây chịu chết hay sao? Thấy mọi người vẫn có vẻ không chịu để cho Tần Lạc cứu chữa, thế là viên cảnh sát bất đắc dĩ liền nói câu nói của Tần Lạc. Vị bác sĩ người Trung Quốc này cũng nói rồi, nếu như không chữa trị được, các vị có quyền đánh chết anh ta cũng sẽ không phản đối. Không được, bọn Trung Quốc toàn là bọn lừa đảo cả thôi. Lời của chúng sao mà tin được? Đúng đấy, bọn chúng đã hại chết người của chúng ta rồi. Anh có còn là cảnh sát Thụy Điển nữa không hả? Sao lại có thể nghe lời bọn chúng chứ? Chúng tôi... Trong lúc mọi người đang còn mãi cãi nhau, thì Masa bỗng nhiên bất động, hai mắt nhắm nghiền lại, chẳng còn động tĩnh gì hết. Chết rồi. Chết thật rồi. Sao lại có thể như vậy? Đến lúc này mọi người mới yên tĩnh hẳn xuống. Mồ hôi của tay cảnh sát lúc này chảy ra ồ ạt, ông ta chạy nhanh tới chỗ Tần Lạc cầu khẩn nói, xin ngài nghĩ cách dùm tôi với. Cô ấy không thể chết được, xin ngài hãy cứu chữa cho cô ấy. Tuy Tần Lạc nghe không hiểu ông ta nói gì, nhưng hắn cũng đoán ra được ý của ông ta. Hắn gật gật đầu rồi nhanh chân chạy tới chỗ Masa. Sau một hồi giả bộ giả tịch sờ mũi, cau mày, rồi sau đó mới moi ra một cây ngân châm. Hắn cũng chẳng buồn khử trùng. Mà tay trái ấn vào huyệt hồ khẩu rồi cứ thế day day chừng 2 phút, sau đó cắm luôn cây ngân châm vào đó. Á!
Ma Sơ bị đau kích thích cho bật hẳn người dậy. Cô nàng đưa mắt ra nhìn xung quanh sau đó đưa tay lên sờ sờ bụng mình rồi ngơ ngác nói, lạ thật. Sao lại không đau nữa? Tay cảnh sát không ngờ Tần Lạc lại lợi hại như vậy, chỉ cần một cây châm thôi mà hắn đã cứu sống được một mạng người. Ông ta vô cùng cảm kích nói, là vị bác sĩ này đã cứu cô, đây là một vị bác sĩ người Trung Quốc, mọi người trông thấy hết chưa? Anh ấy giỏi thật đấy. Tất cả mọi người lúc này đều đổ dồn con mắt kinh hãi lên nhìn Tần Lạc, cứ như hắn là một quái vật đến từ hành tinh khác vậy. Tình hình ban nãy bọn họ nhìn rất rõ ràng, cô gái có đeo tấm biển phóng viên này ban nãy còn kêu gào thừa sống thiếu chết, thế mà tay Trung Quốc này chỉ cần day day cổ tay cô ta một hai cái. Rồi châm một cây kim vào là cô ta đã tỉnh lại rồi. Trung y lẽ nào lại thần kỳ như vậy sao? Anh ấy đúng là đã cứu sống cô ấy rồi. Thần kỳ quá, người Trung Quốc có vẻ rất lợi hại. Có phải là lừa người không? Cố tình diễn trò cũng nên. Anh không trông thấy sao? Cô ấy là phóng viên chắc là không phải lừa đảo đâu. Tần Lạc thấy kế hoạch của mình thành công rồi liền đứng dậy nói, thưa các bạn. Tôi là trưởng đoàn của đoàn đại biểu Trung Quốc. Hôm nay xảy ra vụ việc này tôi rất lấy làm tiếc. Nhưng tôi lấy danh dự nghề nghiệp của tôi ra đảm bảo rằng trong quá trình chữa trị của chúng tôi không hề có bất cứ vấn đề nào xảy ra cả. Người phiên dịch lúc này vô cùng hào hứng nhìn Tần Lạc, rồi cũng rất hào hùng đứng ra phiên dịch những câu Tần Lạc vừa nói ra cho mọi người cùng nghe. Bọn họ nhận được sự cầu cứu của các nhân viên người Thụy Điển chạy tới cứu chữa. Bọn họ vốn có thể từ chối lời thỉnh cầu này, bởi vì bọn họ chẳng có liên quan gì tới vụ nạp cả. Thế nhưng bọn họ vẫn đồng ý, bọn họ đã làm đúng tông chí của một bác sĩ cần phải làm, đó là cứu nhân độ thế. Các bạn cũng nên biết rằng khi người phụ nữ có thai bị ngã xuống đất rồi thì rất dễ bị sảy thai, lẽ nào những người làm nghề bác sĩ như chúng tôi lại phải chịu hết trách nhiệm hay sao? Người tốt làm việc tốt thì bị hàm oan như vậy, thế thì sau này có người bị lâm vào cảnh nguy khốn thì làm gì còn có ai đứng ra cứu giúp bọn họ nữa đây? Các bạn có thể không tin lời của tôi. Nhưng các người cũng nên tin lời các bác sĩ của các bạn đúng không? Tôi và các bạn cùng đoàn của tôi sẽ ở lại Thụy Điển cho đến khi có kết luận khoa học từ bệnh viện các bạn đưa ra. Trước khi có kết luận đưa ra, chúng tôi sẽ không rời khỏi đây. Nghe Tần Lạc nói vậy thì Masa thầm cảm thấy hổ thẹn. Khi mới tới đây thì nàng còn giữ thái độ thù địch với người Trung Quốc, và còn định mượn sự kiện này để viết bài công kích, phát động phong trào bài trừ Trung y. Vậy mà chỉ trong chớp mắt thôi mấy người Trung Quốc này đã là ân nhân cứu mạng của nàng. Ma Sa đứng hẳn người dậy cúi đầu cung kính trước mặt Tần Lạc. Rồi lấy làm ăn năn nói, thành thật xin lỗi, ban nãy tôi không nên chửi anh như vậy. Anh là một bác sĩ có trách nhiệm, tôi thay mặt cá nhân tôi chào mừng anh tới Thụy Điển. Tần Lạc nghe người phiên dịch dịch lại xong liền mỉm cười nói, không có gì. Chỉ là hiểu nhầm nhỏ mà thôi, cứu nhân độ thế là trách nhiệm của bác sĩ chúng tôi mà. Ma Sa nghe vậy gật đầu, sau đó quay ra nói với đồng bào của mình, thưa các bạn. Xin các bạn cứ tin tướng họ một lần, tôi tin bọn họ sẽ cho chúng ta câu trả lời xác đáng nhất, được không? Lần này không có một ai lên tiếng phản đối cả, thậm chí còn có người vỗ tay khen ngợi Tần Lạc. Tần Lạc thầm tự thở phào nhẹ nhõm, thật ra có những lúc làm người xấu để đi giải quyết vấn đề sẽ dễ dàng hơn là làm người tốt rất nhiều. Chương 774, cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Trương Quang là một trong những phiên dịch được Bộ Y tế phải đi theo đoàn lần này, một người đàn ông đã bước vào tuổi hơn 30 rồi nên làm việc gì cũng khá là chững chạc. Vốn dĩ anh ta không hề xem trọng một trưởng đoàn như Tần Lạc, tuổi thì trẻ mà lại chẳng hề có kinh nghiệm gì cả, cái quan trọng hơn cả đó là không có thế lực nào cả. Ngày trước khi anh ta đi theo đoàn đại biểu đi viếng thăm nước khác, thì làm gì có trưởng đoàn nào không phải là những nhân vật có máu mặt cơ chứ. Bọn họ chủ yếu là xem trọng chức vị của mình. Và điều quan trọng hơn đó là những vị lãnh đạo kia luôn tìm cách tìm ra những phúc lợi mới cho bọn họ. Chỉ có tên Tần Lạc này là ngoại lệ, hắn chẳng hề đảm nhiệm bất kỳ chức vụ nào trong chính phủ cả. Vậy mà lại trở thành trưởng đoàn đại biểu của Bộ Y tế và đại biểu bên phía chính phủ nữa. Sự bổ nhiệm trưởng đoàn lần này chẳng khác nào một đoàn khảo sát của dân buôn bán cả. Nhưng sau sự việc xảy ra ngày hôm nay thì đã khiến cho anh ta có cái nhìn khác hẳn đối với vị trưởng đoàn trẻ tuổi này. Anh ta tận mắt nhìn thấy Tần Lạc quay người, không cẩn thận, đâm vào cô nữ phóng viên nọ. Và cũng dưới sự chỉ đạo của Tần Lạc mà anh ta đã làm trái với lương tâm mình mà gào lên dối trá, có bác sĩ nào mau tới đây, lại có một phụ nữ có thai nữa sảy thai rồi, để mà thu hút sự chú ý của đám đông, tiếp đó thì Tần Lạc liền ra tay. Và tất cả mọi vấn đề đã được giải quyết một cách dễ dàng.
Chiêu này của Tần Lạc không những đã hóa giải thái độ khó chịu, tức giận, hận thù của người dân Thụy Điển đối với đoàn đại biểu Trung Y Trung Quốc, mà còn thêm không ít điểm cho hình tượng bản thân của hắn. Thấy không ít phóng viên bâu lấy Tần Lạc chụp ảnh để thì anh ta biết là bọn họ đã có được bước đi đầu tiên ở Thụy Điển, bước đi kiên cố, thành công và có tầm ảnh hưởng lớn. Lẽ nào những việc ngày trước cũng đều là anh ta tự biên tự diễn hay sao? Trương Quang nhớ đến những việc mà Tần Lạc đã làm ở Hàn Quốc và Paris thì trong lòng không khỏi có những hoài nghi như vậy. Có điều là giờ đây anh ta không dám xem thường Ari chàng trưởng đoàn trẻ tuổi này nữa. Hắn ta có năng lực, hơn nữa còn dám, không tuân theo quy định. Một người như vậy thì rất dễ làm nên việc lớn. Có sự việc Tần Lạc cứu giúp nữ phóng viên làm cho đám đông cảm thấy bớt bức xúc hơn trước, những người Thụy Điển lúc này có thái độ bớt thù địch hơn trước hẳn. Không ít người trong số họ chứng kiến tài năng thần kỳ của Tần Lạc đều tỏ rõ thái độ tôn sùng và kính nể. Không khai đao, không uống thuốc, chỉ châm một cây ngân châm nhỏ xíu, thế mà lại có thể cứu được người bị mới ngất lịm đi. Điều này đối với những người da trắng trước giờ chưa từng tiếp xúc với Trung Y cảm thấy thật không tin nổi vào mắt mình. Tần Lạc nhân cơ hội này thì làm tới luôn. Hắn thấy đám cảnh sát vẫn chưa đưa được người phụ nữ bị sảy thai vào bệnh viện được là vì người đứng vây xung quanh đông quá. Hắn liền đứng dậy nói lớn, thưa các quý ông quý bà, người phụ nữ có thai này mất máu nhiều quá. Nếu không kịp thời đưa đến bệnh viện cứu chữa, thì rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Tôi có một lời đề nghị, chúng ta hãy để cảnh sát đưa cô ấy đến bệnh viện trước. Tôi sẽ ở đây làm con tin cho mọi người, đợi sau khi bác sĩ khám xét cho cô ấy xong, thì tự khắc sẽ nói cho mọi người biết trách nhiệm thực tế rốt cuộc là thuộc về ai. Mọi người thấy làm như vậy có được không? Trương Quang lập tức dịch những lời mà Tần Lạc vừa nói ra, lúc này anh ta bắt đầu chủ động phối hợp với công việc của Tần Lạc. Tôi thấy biện pháp này không tồi đâu, cô ấy hình như lại chảy máu kia. Đúng đấy, cứ để cho người ta ngồi mãi trên đất thế này cũng không được, như thế sớm muộn sẽ lạnh chết mất thôi. Có vị bác sĩ này làm con tin thì chúng ta cũng chẳng còn phải lo lắng gì cả. Quả nhiên, sau khi Tần Lạc lại một lần nữa đưa ra khuyến cáo, thì thái độ của mọi người đã trở nên ôn hòa hơn rất nhiều, thậm chí đám người vây xung quanh đoàn đại biểu giờ này cũng chủ động tránh sang một bên, tiện đường cho người bên ngoài vào trong và người bên trong đi ra ngoài. Sau khi nghe Trương Quang phiên dịch xong, thấy thái độ của bọn họ cũng khá hơn trước thì Tần Lạc biết rằng bọn họ đã đồng ý với yêu cầu của mình, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Masa lại có một ý kiến khác. Nàng giơ cao tấm thẻ phóng viên của mình lên nói với những người đứng vây xung quanh. Xin chào mọi người, tên tôi là Masa. Là phóng viên tin tức của tờ. Là một người sinh ra và lớn lên ở Stockholm. Tôi có lời muốn nói với mọi người. Mọi người cũng nhìn thấy rồi đấy, vừa rồi tôi bị mắc bệnh, thực sự là quá đỗi đột ngột, mọi người chắc chắn không thể tưởng tượng ra được nó đau đớn như thế nào. Tôi cứ nghĩ là tôi chết chắc rồi, sắp phải rời xa cha mẹ và những người thân khác nữa, vì tôi cho rằng cái chết có khi còn hạnh phúc hơn nhiều so với việc phải chịu đựng cơn đau đớn đó. Trong lúc tôi tuyệt vọng nhất, thì chính vị bác sĩ Trung Quốc này đã cứu sống tôi. Tôi không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì, tôi cũng là vì muốn tìm hiểu chân tướng sự việc nên mới tới đây, nhưng việc xảy ra trên người tôi thì mọi người đều nhìn thấy cả rồi đấy. Anh ấy đúng là ân nhân cứu mạng của tôi. Tôi có thể lấy nhân cách, và lấy cả nghề nghiệp của mình ra mà đảm bảo rằng tôi tin là bọn họ sẽ không chạy trốn. Bọn họ là đại biểu được chính phủ Trung Quốc phái tới, mà Trung Quốc lại là một quốc gia trọng chữ tín. Bọn họ có thể gánh vác được trách nhiệm nặng nề này. Tôi xin mọi người hãy tha cho vị tiên sinh này và đồng bào của anh ấy, để bọn họ có thể tự do làm việc và đi lại. Chúng ta sẽ ở lại bệnh viện đợi bác sĩ chẩn đoán bệnh cho bệnh nhân. Nếu bác sĩ trong bệnh viện nói việc sảy thai của người phụ nữ mang thai đó không liên quan gì đến bọn họ, thì xin mọi người hãy trả lại sự công bằng cho họ. Vì bọn họ cũng vì cứu người mà phải chịu sự phiền phức như thế này, chúng ta không thể để cho những người khách của chúng ta phải chịu oan ức được. Nghe Trương Quang phiên dịch xong thì người cảm thấy kinh hãi nhất vẫn là Tần Lạc. Hắn vốn dĩ chỉ là muốn mượn một người địa phương ở đây để làm đạo cụ, làm một bài cứu người tại trận, ra tay với nàng trước, sau đó lại làm trò trước mặt mọi người cứu vớt nàng. Đúng vậy, đây đúng là một hành vi đáng xấu hổ. Nhưng trong thời khắc bao nhiêu là phóng viên chạy tới như thế, Tần Lạc thực sự không còn nghĩ ra cách nào hay hơn thế nữa. Nếu cứ để mặc cho đám phóng viên này viết gì thì viết, thì hắn đừng hòng nghĩ đến việc mở rộng Trung Y ở Thụy Điển nữa. Trực tiếp quay về thu xếp hành lý về nước cho được việc. Nhưng không ngờ, Masa lại là một người phụ nữ biết mang ơn người khác đến vậy.
nàng dũng cảm đứng ra dùng nhân cách và nghề nghiệp của mình để nói giúp cho Tần Lạc. Tần Lạc nhìn Ma Sa với ánh mắt đầy tội lỗi, xem ra mình đã nợ nàng một mối ân tình rồi. Ma Sa thấy Tần Lạc đang chăm chú nhìn Miri thì mỉm cười gật đầu với hắn một cái. Trương Quang sau khi dịch những lời của Ma Sa cho Tần Lạc xong thì cũng không biết nói thế nào nữa, thầm nghĩ, thủ đoạn mua chuộc lòng người của tên trưởng đoàn này thật là lợi hại. Quả nhiên, sau khi nghe Ma Sa nói vậy thì thái độ của không ít người lại có một sự thay đổi lớn. Anh xem bọn họ lợi hại như vậy, chưa biết chừng việc cô ấy bị sảy thai lại đúng là chẳng liên quan gì đến bọn họ cũng nên ấy. Hình như nghe nói là có một em bé đâm vào cô ấy làm cho cô ấy bị ngã. Đứa bé đó đâu rồi nhỉ? Hay là thả người ta ra đi? Có phóng viên đảm bảo giúp như thế rồi, bọn họ cũng chạy không nổi đâu, nếu mà chạy thật thì hãy bôi cho chát chấu vào danh tiếng của họ. Một viên cảnh sát bước tới trước mặt Tần Lạc nói, chúng tôi đưa người phụ nữ có thai này đến bệ ri viện. Các anh phái vài người đi cùng chúng tôi đến đó, còn những người khác thì hãy về khách sạn nghỉ ngơi trước đi. Viên cảnh sát này chính là người đã kéo Tần Lạc đến chữa trị cho Ma Sa, vì vậy mà ông ta tất yếu sẽ cho rằng mình là một trong những ân nhân cứu mạng của Ma Sa. Tần Lạc không làm cho ông ta thất vọng, điều này khiến cho ông ta cảm thấy tự hào vô cùng. Điều quan trọng nhất đó là, trong khu vực mà ông ta quản lý không xuất hiện bất kỳ sự kiện tử vong nào. Vì vậy mà ông ta hết sức cảm kích đối với Tần Lạc, nên thái độ của ông ta khi nói chuyện với Tần Lạc thì vô cùng lịch sự. Cảm ơn ông. Tần Lạc bắt tay với viên cảnh sát đó một cái, cảm kích nói, tôi đi cùng mấy người. Trương Tiểu Na đến bước đường cùng rồi nhưng vẫn cố gắng trèo trống, nói rát cả cổ họng mà bọn họ cũng không chịu tha thứ cho. Nhân viên làm việc bên phía Thụy Điển, người mà đến cầu cứu bọn họ cứu chữa cho người ta cũng thanh minh giúp họ nhưng căn bản là không ai chịu tin vào lời ông ta nói. Không ngờ Tần Lạc vừa mới tới mà đã giải quyết được vấn đề. Ánh mắt Trương Tiểu Na dành cho Tần Lạc cũng thêm vài sắc thái tình cảm khác ở trong đó nữa. Trướng đoàn, tôi đi cùng anh đến bệnh viện. Trương Tiểu Na ưỡn bộ ngực, bốc lửa của mình lên trước, chủ động nói. Được, cô đem theo mấy người nữa đi cùng. Lát nữa tôi cũng đến đó. Tần Lạc nói. Hắn quét mắt nhìn một lượt nơi này rồi lên tiếng hỏi, không phải nói là người phụ nữ mang thai đó bị hai đứa trẻ đụng phải sao? Đứa trẻ đụng vào người ta đâu rồi? Cảnh sát lúc này mới phát hiện ra tình hình có phần khác thường thì sững người ra. Thì ra trong lúc mọi người vẫn nhằm vào đoàn đại biểu Trung y Trung Quốc để gây chuyện, thì đứa trẻ đụng vào người phụ nữ mang thai và người nhà của chúng đều đã sớm trốn khỏi hiện trường rồi. Bọn họ cứ đứng trông chừng người Trung Quốc, nhưng lại để cho người địa phương mình dễ dàng chạy thoát. Tần Lạc nghĩ thầm, đây liệu có được coi là phán biệt đối xử không? Đại lộ số 9 của Stockholm là khu vực người giàu nổi tiếng của thành phố này. Không ít người có tiền có quyền đều mua nhà sống ở đây. Trong một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy, Livius kéo tay đứa trẻ vào trong phòng, để bọn chúng ở giữa đống đồ chơi, tức giận nói, hai đứa ở yên trong này, không được sự đồng ý của mẹ thì không được ra ngoài đâu. Nói xong cô ta liền đóng sầm cửa vào, để mặc cho hai đứa trẻ kêu gào thảm thiết ở trong đó, cô ta vẫn nhắm mắt làm ngơ. Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ? Bọn họ nhất định sẽ phát hiện ra. Cảnh sát chắc chắn sẽ tìm đến tận nhà cho mà xem. Livius đi tới đi lui trong phòng khách, nhìn vẻ mặt lo lắng không yên. Việc này phải nói cho hai biết, để anh ấy nghĩ cách mới được. Livius thầm nghĩ. Cô ta nói là làm, vội vàng rút chiếc di động trong túi ra bấm số gọi. Em yêu, có chuyện gì sao? Từ đầu dây bên kia truyền lại một âm thanh trầm trầm. Thịt, xảy ra chuyện rồi. Mick đâm vào một người phụ nữ mang thai trong viện bảo tàng. Cô ấy bị chảy rất nhiều máu ầm kéo bọn chúng chạy về nhà rồi. Bây giờ phải làm sao đây? Bọn họ chắc chắn sẽ tìm đến tận đây cho mà xem. Livius không chút gì giấu giếm chồng mình, nói qua một lượt câu chuyện vừa xảy ra. Cái gì? Người đâm vào là Mick sao? Giọng người đàn ông trở nên kinh ngạc đến rõ rệt. Thịt, anh đã biết hết mọi chuyện rồi sao? Làm sao lại không biết được cơ chứ? Đài truyền hình của bọn anh đã nhận được vô số cuộc gọi trực tuyến. Anh đã phái người đến viện bảo tàng xem xét tình hình rồi sao có thể là Mick được chứ? Em chăm lo bọn trẻ kiểu gì thế? Thịt, bây giờ phải làm sao đây? Anh mau nghĩ cách đi. Livius biết là mình bị đuối lý nên đã không cãi thêm lại với hai câu nào nữa. Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu rồi lên tiếng, việc này em không phải lo nữa đâu. Anh đã nhận được tin tức nói rằng, rất nhiều người ở đó đã chặn đường của đoàn đại biểu y học Trung Quốc lại.
Mọi người đều cho rằng vì bọn họ cứu chữa không tốt nên mới làm cho người phụ nữ đó xảy thai, việc này không liên quan gì đến con chúng ta. Nhưng, chẳng có nhưng gì hết, thì Đe Ương ngạnh nói, được rồi, cứ như thế đi. HVDE cúp điện thoại xuống rồi nghĩ ngợi hồi lâu, sau đó lại tiếp tục bấm số gọi cho một người, Isa. Mấy người phỏng vấn thế nào rồi? Có thể phát sóng luôn vào chương trình trước 12 giờ không? Chương 775, kẻ đứng đằng sau. Sau một hồi xét nghiệm cẩn thận thì chủ nhiệm khoa phụ sản của Bệnh viện Hoàng gia, ông Chris bước tới trước mặt viện trưởng Ken báo cáo, máu đã cầm được rồi ý và cô ấy cũng đã thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng vẫn phải nhập viện để kiểm tra tiếp thêm xem sao. Ken gật gật đầu đáp, thực ra điều ông quan tâm lại là một chuyện khác, kết quả xét nghiệm ra sao, nguyên nhân vì sao dẫn đến sảy thai vậy. Qua kết quả xét nghiệm thì thấy nguyên nhân sảy thai là do bị một lực lớn va đập vào mà ra. Sau đó xuất hiện tử cung chảy máu liên hồi. Chris nhìn viện trưởng nói, dường như ông ta cũng hiểu được ý của viện trưởng nên lại nói tiếp, tất nhiên, bác sĩ cứu chữa cho cô ấy cũng phải chịu trách nhiệm. Vì bọn họ đã kéo dài thời gian làm cho bệnh tình của cô ấy ngày càng nghiêm trọng, hơn nữa phương pháp cứu chữa cũng không đúng, cầm máu hiệu quả dẫn đến việc chảy máu lần thứ hai. Ken tất nhiên là hiểu ý thuộc hạ của mình muốn nói gì. Không ngờ ông ta lại đoán được những điều mình đang nghĩ, nên có chút gì đó mừng thầm, nhưng lại cũng thấy lo lo. Mừng là bởi vì người thuộc hạ này của mình rất biết làm việc, nhưng lo là viện liệu hoàng tử Philip cũng sẽ nhìn ra được thứ gì đó như ông ta không. Mặc dù không hề muốn nhưng ông vẫn nói giúp cho mấy người Trung Quốc kia, kéo dài thời gian là do bọn họ bị người ta vây kín lại. Nên không kịp đưa bệnh nhân đến bệnh viện, còn về phần phương pháp chữa trị thì phương pháp chữa trị của bọn họ cổ quá rồi, lại không khoa học nữa. Nhưng tình hình của mỗi nước là không giống nhau, nên cũng không thể nói phương pháp của bọn họ là sai. Mặc dù năng lực chưa được tốt, nhưng tinh thần lại đáng khen. Đi thôi, chúng ta ra ngoài gặp phóng viên một chút đã. Ken dẫn theo Chris đi ra ngoài, vừa đi ra khỏi khu vực phụ sản, thì đã bị một đám phóng viên xông tới vây kín lấy. Viện trưởng Ken, xin hỏi kết quả xét nghiệm đã có chưa vậy? Người phụ nữ mang thai đó thế nào rồi? Đã thoát khỏi nguy hiểm chưa? Trung y Trung Quốc có vấn đề gì không thế? Có phải vì bọn họ chẩn đoán nhầm bệnh đã dẫn đến sảy thai không? Những câu hỏi được đưa ra liên tục không ngớt, ánh đèn chấp lóe không ngừng làm người ta chói hết cả mắt. Viện trưởng Ken lại có vẻ thích cái cảm giác được người ta chú ý tới như thế này, ông cứ vòng vo một hồi mới trịnh trọng nói vào vấn đề, từ kết quả mà chúng tôi chẩn đoán, thì việc này không liên quan gì đến vị bác sĩ Trung Quốc hết. Người phụ nữ này đã mang thai được 6 tháng 22 ngày rồi. Lúc này thai nhi đã được hình thành đầy đủ. Vì vậy mà cơ thể người mẹ không được có những động tác quá khích, cô ấy bị người ta va vào với lực mạnh quá nên đã bị ngã ra. Thai nhi cũng là vì cô ấy ngã xuống đất mạnh và đột ngột quá nên đã bị xá, may mắn ở chỗ là cô ấy hiện giờ đã thoát khỏi nguy hiểm. Có điều, vì mất một lượng máu khá lớn, nên cần phải nhập viện một thời gian để xem xét lại xem sao. Vì vậy mà xin mọi người đừng vào làm phiền bệnh nhân nữa. Masa cùng ở trong đám phóng viên này. Sau khi nghe thấy những lời Ken nói thì nàng lập tức nói như vậy thì những vị trung y Trung Quốc đã bị oan ức sao? Chúng ta đã hiểu lầm họ rồi sao? Nàng tất nhiên là biết sự việc đã rất rõ ràng rồi, nhưng nàng vẫn cố tình hỏi những câu hỏi nghe có vẻ ngu ngốc này trước mặt bao nhiêu người, cũng là muốn thông qua chính miệng của chuyên gia để định tính luôn cho sự việc xảy ra lần này. Nàng cho rằng Tần Lạc là ân nhân cứu mạng của mình, vì thế nên nàng muốn rửa nỗi oan ức này cho ân nhân. Cũng có thể nói là như vậy, Ken buồn bực nói. Nếu không phải là hoàng tử điện hạ gọi điện đến hỏi han về việc này, thì ông ta chắc chắn sẽ gây không ít phiền hà đến cho mấy người Trung Quốc đó. Thế mà lại để cho bọn họ trong ngày đầu tiên đến Thụy Điển mà đã được hỏi như vậy, ông ta bịa rất rõ một điều, đó là một khi việc này được đăng tải lên trên mặt các tờ báo hay truyền hình, thì hình tượng của Trung y Trung Quốc trong lòng người dân Thụy Điển cũng sẽ được nâng cao lên một tầm mới. Đây là việc mà Ken và người bạn học Serva của ông không thích nhìn thấy chút nào. Viện trưởng Ken, ông có muốn đại diện cho Bệnh viện Hoàng gia nói vài lời với những vị khách từ xa xôi đến đây mà lại bị chúng ta vu oan không? Masa thừa thắng xông lên. Ken nhìn cô nữ phóng viên này với ánh mắt khó chịu, thầm nghĩ, lẽ nào cô ta chính là nữ phóng viên được trưởng đoàn đại biểu chữa khỏi đó sao? Sau khi biết có một nữ phóng viên đang nói giúp cho đoàn Trung y Trung Quốc thì Ken càng thêm khó chịu hơn. Cứu người là thiên chức của một bác sĩ, bất luận là Tây, y hay là Trung y thì đều là như vậy. Bọn họ làm rất tốt, không hổ danh một nghề vĩ đại như bác sĩ.
Tôi đại diện cho Bệnh viện Hoàng gia hoan nghênh bọn họ đến Thụy Điển quan sát học hỏi. Ken cố tình nói, viếng thăm giao lưu, thành, quan sát học hỏi, chỉ bốn chữ này thôi cũng đủ ẩn chứa vô số thứ rồi. Tần Lạc cũng nhận được điện thoại của Trương Tiểu Na trong thời gian sớm nhất, nói là người phụ nữ có thai đó đã thoát khỏi nguy hiểm, kết quả của Bệnh viện Hoàng gia cho thấy người phụ nữ bị sảy thai không hề liên quan đến vị bác sĩ trong công hội trung y. Sau khi nhận được thông tin này thì Tần Lạc cũng không gấp gáp tới bệnh viện nữa. Hắn bảo luôn với tài xế đưa hắn về khách sạn đã. Vì chiều nay hắn còn phải dẫn đoàn tới tham quan Học viện Y học Hoàng gia Stockholm, vì vậy mà hắn còn phải quay về để chuẩn bị bài diễn thuyết đã. Việc người phụ nữ bị sảy thai đã làm mất quá nhiều thời gian rồi, hắn không còn thời giờ để mà lãng phí nữa. Trưởng đoàn, chiều này thật tuyệt. Trương Quang ngồi bên cạnh Tần Lạc, cưỡi hề hề. Tần Lạc cười nói, tôi chỉ là làm việc mà Minh nên làm mà thôi. Cô nữ phóng viên đó. Tần Lạc nhìn anh ta một cái rồi nói với vẻ nghiêm túc. Cô nữ phóng viên đó là bệnh nhân của tôi, thấy cô ấy bị bệnh thì tôi tất nhiên là phải ra tay giúp đỡ. Cái này chẳng có gì đáng nói cả. Trương Quang không ngờ thoáng một cái mà Tần Lạc lại trở nên nghiêm nghị như vậy, anh ta đúng là có phần kinh hãi đối với kiểu của cấp trên vừa toát ra từ trong người Tần Lạc. Vì vậy mà những lời đi ra đến cửa miệng rồi mà anh ta lại phải cố nuốt vào trong rồi nói tiếp, tôi hiểu ý của trưởng đoàn rồi. Tần Lạc gật gật đầu rồi nhắm mắt lại không nói thêm câu nào nữa. Việc này đơn thuần là một tiểu xảo mà thôi, hơn nữa lại còn có người ngoài tham dự vào, vì vậy mà nếu anh ta không kín miệng thì việc này sẽ trở thành một tai họa như chơi. Tất nhiên là Tần Lạc nói thế nào thì cũng không bao giờ thừa nhận là mình đã làm một việc thất đức như thế. Hắn là một thần tượng mẫu. Sau khi trở về khách sạn thì Tần Lạc lập tức vào trong phòng của Tô Tử. Vương Tu Thân, Cố Bách Hiền và những người khác đều đã tập trung đông đủ ở đây chờ đợi tin tức rồi. Thấy Tần Lạc quay về thì Tô Tử hỏi với giọng quan tâm, vấn đề đã được giải quyết xong xuôi chưa vậy? Đúng đấy, nghe nói là sự việc bị làm to lên, có sao không thế? Có cần chúng tôi ra mặt không? Mấy tên nước ngoài này ức hiếp người quá đáng. Tần Lạc hất hất tay ra ý báo mọi người không nên xúc động quá. Rồi nói, mọi người yên tâm đi, mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa rồi. Kết quả chẩn đoán của bệnh viện đã chứng minh rằng người phụ nữ đó sảy thai không liên quan gì đến việc điều trị của bác sĩ của chúng ta. Dưới những câu hỏi liên tiếp của mọi người thì Tần Lạc lại một lần nữa giải thích cho mọi người hiểu mình đã giải quyết vấn đề thế nào. Tất nhiên là hắn không nói là mình cố ý, tự chế ra, một bệnh nhân, mà nói là đúng lúc đó thì có một vị phóng viên cảm thấy khó chịu vùng bụng, vì vậy mà hắn liền ra tay cứu chữa, nên đã nhận được thiện cảm không ít từ phía người dân nơi đây. Mọi người nghe xong thì cảm thấy may mắn vô cùng. Vương Tu Thân nói, không ngờ lại xảy ra một chuyện như vậy. Cũng may mà bác sĩ bên phía chúng ta kỹ năng không tồi. Có thể giải quyết mọi vấn đề. Đúng đó, trong họa có phúc, như thế này thì danh tiếng của nền trung y Trung Quốc chúng ta sẽ được nổi danh ở trên đất Thụy Điển. Bước đi này không tồi chút nào. Mọi người cố gắng thêm nữa thì việc này coi như đã thành công rồi đó. Tần Lạc cười nói. Chiều còn phải đến học viện trường y để diễn thuyết. Chúng ta tiếp tục thảo luận nội dung diễn thuyết đi. Mọi người lại nói thêm một hồi nữa, đang định đi ăn cơm thì chuông cửa vang lên. Trương Quang chủ động chạy đi mở cửa phòng, thì thấy người đứng bên ngoài cửa là thành viên Tôn Tuấn Long trong đoàn đại biểu. Tôn Tuấn Long khá là trẻ, mới 32 tuổi, cũng là người xuất thân từ gia đình có truyền thống trung y, lại học tập và được đào tạo một cách hệ thống và kỹ lưỡng trong học viện trung y Trung Quốc nữa. Khi Tần Lạc vừa mới gây dựng lên công hội trung y thì anh ta đã tham gia vào rồi, vì anh ta khá là xuất chúng nên đã được Tần Lạc liệt vào trong đoàn đại biểu đi Thụy Điển lần này. Vốn dĩ định thông qua đợt khảo sát này quay về sẽ được giao trọng trách lớn lao hơn. Nhưng không ngờ ngay ngày đầu tiên đến Thụy Điển mà sự việc đã phát sinh ngay trên người anh ta rồi. Xin lỗi làm phiền mọi người rồi, tôi đến đây để tự kiểm điểm bản thân mình với hội trưởng. Tôn Tuấn Long đứng ở cửa nói. Anh ta lớn hơn Tần Lạc vài tuổi, nhưng lại đứng nguyên ở đó giống như học sinh tiểu học làm việc sai bị gọi lên phòng thầy cô giáo để kiểm điểm vậy. Vào trong này đi, Tần Lạc cưỡi nói, nếu bệnh viện của Thụy Điển đã nói là việc này không liên quan gì đến bác sĩ của Trung Quốc, thì hắn cũng sẽ không cố ý làm khó thuộc hạ của mình làm gì. Tôn Tuấn Long nhận được sự cho phép thì mới nhẹ nhàng bước tới trước mặt Tần Lạc. Nói với vẻ hổ thẹn, hội trưởng, tôi đến để kiểm điểm bản thân mình. Việc này đều là do lỗi của tôi mà ra. Anh sai ở đâu thế? Tần Lạc cười hỏi.
Tôi Tôn Tuấn Long há miệng ra nhưng lại không đáp lại được câu hỏi của Tần Lạc. Đúng vậy, mình sai ở đâu cơ chứ? Anh sai ở chỗ là không nên ra tay cứu người, hay là sai ở chỗ thuật không tốt nên đã khiến cho bệnh nhân xảy ra chuyện thế? Tần Lạc thấy Tôn Tuấn Long cứ đứng được ra đó thì lại hỏi tiếp. Vẻ mặt Tôn Tuấn Long đỏ lựng hết cả lên, nói, hội trưởng, tôi có thể đảm bảo với hội trưởng một điều, đó là thủ pháp trị liệu của tòi không có vấn đề gì cả. Lúc đó máu chảy nhiều quá, hơn nữa còn không có bất cứ dụng cụ hỗ trợ nào cả, vì vậy mà việc tôi phải làm đầu tiên đó là cầm máu. Nếu những người đó mà đi đến thì việc đầu tiên bọn họ làm sẽ là di rời bệnh nhân. Nhưng nếu trong trường hợp đó mà di rời một phụ nữ có thai thì rất có thể sẽ khiến cho cả hai sinh mạng gặp nguy hiểm. Thế tức là anh sai ở chỗ là không nên ra tay cứu người phải không? Lần này thì Tôn Tuấn Long không nói gì cả. Anh ta đúng là có phần hối hận, đáng lẽ không nên nghe người Thụy Điển đó chạy đi cứu người. Nếu anh ta không ra tay cứu giúp thì việc cô ấy bị sảy thai sẽ chẳng có liên quan gì đến anh ta hết. Vì chuyện này mà suýt chút nữa hại lây đến tất cả thành viên trong đoàn đại biểu, nên trong lòng anh ta cảm thấy bất an vô cùng. Vì vậy mà vừa mới trở về đây là anh ta đã đến thẳng trước mặt Tần Lạc để xin lỗi rồi. Sao không nói gì thế? Tần Lạc nhìn chằm chằm vào mắt Tôn Tuấn Long hỏi. Làm cho người đàn ông hơn 30 tuổi này có phần lo lắng không yên. Tôn Tuấn Long dũng cảm nhìn thẳng vào mắt Tần Lạc nói, tôi không có gì sai cả. Vì ông nội tôi đã nói với tôi rằng, bác sĩ không có quyền chọn lựa bệnh nhân cho mình. Tần Lạc cười lớn nói, ông nội tôi cũng nói với tôi câu nói này. Mấy ông cụ có phải là có gì đó ngốc nghếch không? Thấy Tần Lạc nói vậy thì mấy người như Vương Tu Thân, Cố Bách Hiền mặt mày biến sắc. Cả đời bọn họ nghiên cứu trung y. Dùng trung y, có hàng nghìn hàng vạn người hồi phục sức khỏe trong tay bọn họ. Tâm huyết bọn họ đổ dồn hết vào trung y, coi trung y như sinh mạng thứ hai của mình. Không chọn lựa, không từ chối, chỉ cần có thời gian, có cơ hội là bọn họ nhất định sẽ ra tay cứu giúp. Vì bọn họ rất rõ một điều, đó là trên thế giới này người đáng thương nhất vẫn là bệnh nhân. Còn người đáng thương hơn nữa thì là những bệnh nhân nghèo. Vì có sự tồn tại của những tầng lớp như bọn họ. Nên trung y mới tồn tại một tinh thần quật cường đến thế chứ. Nếu không thì trong làn sóng thị trường, cùng với tư tưởng đi xuống và tín ngưỡng lưu lạc của con người thì ai còn muốn giúp đỡ người nghèo trị bệnh nữa đây. Nhưng ngay sau đó, Tần Lạc lại nói một câu khiến cho bọn họ cảm thấy sung sướng vô cùng, nhưng chính vì có những tư tưởng ngốc nghếch đó nên mới có sự tồn tại ngày hôm nay của trung y. Không có bọn họ thì trung y đã sớm diệt vong rồi. Tôi hiểu phải làm thế nào rồi, cảm ơn hội trưởng. Tôn Tuấn Long vô cùng cảm kích đối với những lời chỉ bảo của Tần Lạc. Liền cúi người cảm tạ. Tần Lạc vẫn rất hài lòng về Tôn Tuấn Long, thầm nghĩ khi nào quay về thì sẽ làm theo kế hoạch đã định, cho anh. Ta vào tầng quản lý trọng yếu của công hội trung y. Trung V vừa mới khởi hành, cần phải có những người ngốc nghếch như thế đứng ra làm việc. Vốn cứ nghĩ rằng sự việc người phụ nữ bị sảy thai đã được giải quyết xong xuôi từ đây rồi, thậm chí còn đi theo hướng lý tưởng của mình nữa. Thế nhưng Trương Quang lại đem đến một tin tức khiến cho người ta tức giận vô cùng. Chương 776, mượn cớ gây chuyện. Xin chào các bạn, tên tôi là Isa, lại được gặp lại các bạn trong chương trình tin tức thành phố ngày hôm nay. Vào hồi 10 giờ 46 phút trưa nay tại Viện Bảo tàng Skansen xảy ra một chuyện khá nghiêm trọng. Một phụ nữ có thai 7 tháng trong người tên Mavan muốn đưa đứa con chưa ra đời của mình đi dạo, nên đã đến Viện Bảo tàng Skansen để dạo chơi. Nhưng thật không may lại bị một em bé đâm phải. Và càng trùng hợp hơn đó là có một đoàn đại biểu y học từ Trung Quốc cũng đến viện bảo tàng để tham quan. Thấy tình hình của Marian như vậy thì lập tức có một bác sĩ trong đoàn đại biểu đứng ra tiến hành cứu chữa chúng ta nên cảm kích trước sự nhiệt tình của vị bác sĩ này. Nhưng có một sự việc tồi tệ hơn đã xảy ra. Dưới sự cứu chữa của vị bác sĩ này thì tình hình của người phụ nữ có thai không những không có cải thiện gì tốt đẹp hơn, mà còn khiến cho cô bị sảy thai. Trương Quang vừa xem video clip trên mạng vừa dùng tiếng Trung nói lại cho mọi người ngồi trong phòng nghe. Bốp! Cổ Bách Hiền đập bàn kêu đánh bốp một tiếng, giận dữ nói, thật là quá đáng quá thể quá rồi. Ức hiếp người quá đáng. Sắc mặt Vương Tu Thân cũng rất khó coi. Ông lên tiếng hỏi, sao tin này lại được đưa lên mạng nhỉ? Ai là người đưa nó lên thế? Đây là chương trình tin tức thành phố của kênh Cuộc Sống Thành Phố. Một kênh hết sức nổi tiếng của Thụy Điển đã đưa tin về việc người phụ nữ bị sảy thai trong viện bảo tàng. Trương Quang nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay mình rồi nói tiếp, chương trình này ngày nào cũng phát vào 12 giờ đúng.
bây giờ là 12 giờ 20 phút, chỉ với 20 phút thôi mà đã có người đưa lên mạng rồi. Phản ứng của mọi người thế nào? Tần Lạc nói với vẻ nặng nề. Hắn đã từng có nhiều lần có ý đồ muốn thông qua mạng để thực hiện tầm ảnh hưởng của mình đối với dân chúng, vì vậy mà về khoản này hắn rất xem trọng. Hắn vốn cứ nghĩ rằng việc này đã được giải quyết một cách hoàn mỹ rồi cơ đấy, chiêu bài mà hắn dở ra đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của dân chúng và đám phóng viên có mặt ở hiện trường. Vì vậy mà nếu có đưa tin về vấn đề này thì cũng là những tin chính diện nâng cao hình tượng của đoàn đại biểu Trung y Trung Quốc lên mới đúng chứ. Nhưng tình hình hiện giờ lại có độ chênh lệch đáng kể. Tần Lạc nhớ lại bản tin mà cô dẫn chương chỉ ri tên Isa kia đưa ra, thì thấy đài truyền hình này đang có tình trạng thoái thác trách nhiệm và cố tình bới móc một cách rõ rệt. Người phụ nữ có thai này khi bị một em nhỏ đâm vào rồi bị ngã thì bị chảy máu với lượng lớn dẫn đến sảy thai, nhưng cô ta lại cố ý làm ngơ mà nói sự việc là do có một bác sĩ Trung Quốc cứu chữa xong rồi thì mới dẫn đến sảy thai. Nếu nói như vậy thì tất cả mọi trách nhiệm đều đổ dồn hết lên người của Tôn Tuấn Long. Công chúng khi xem tin này xong thì sẽ có suy nghĩ gì đây? Không được tốt lắm, Trương Quang nói, video clip được truyền lên trang YouTube, rất nhanh, tin này đã được những trang mạng và forum hàng đầu của Thụy Điển lấy xuống rồi truyền đi khắp nơi. Chỉ trong vòng 20 phút ngắn ngủi, mà hiệu suất truyền tải đã lên tới mấy trăm nghìn lượt rồi. Hơn nữa bình luận của mọi người đều rất quá khích. Trương Quang không nói là bọn họ bình luận quá khích như thế nào. Nhưng Tần Lạc có thể tưởng tượng ra được. Đại khái là, người Trung Quốc mau cút về nước đi, nợ máu phải trả bằng máu, lang băm giết người. Bệnh viện Hoàng gia đã có kết luận về việc này rồi. Những phóng viên có mặt ở đó chắc là đứng về phía chúng ta chứ. Tô Tử cau mày lại nói, nàng cũng cảm nhận được, nếu việc này mà không giải quyết ổn thỏa thì tình hình của bọn họ còn trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Tần Lạc lắc đầu nói, người dân thường có ý nghĩ, ai đến trước thì người đó làm chủ. Bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy tin tức này, thì sẽ nhận định luôn rằng đây là sự thật cho dù sau này có phóng viên nào đó đứng ra tường thuật lại sự việc thì bọn họ cũng sẽ không tin. Thậm chí còn có thể cho rằng bệnh viện cùng hội cùng thuyền với chúng ta cũng nên. Tôn Tuấn Long mặt nặng trình trịch, nói với giọng khàn khàn, trưởng đoàn. Việc nạp do tôi mà ra, vậy cứ để tôi gánh chịu trách nhiệm đi. Tôi xin trưởng đoàn hãy khai trừ tôi ra khỏi công hội Trung y và đoàn đại biểu Trung y. Anh ta là người trực tiếp tham gia vào vụ việc và cũng là người gây nên tranh cãi. Sự việc lại một lần nữa có chuyên biến xấu. Anh ta phải gánh chịu một áp lực vô cùng nặng nề. Anh là một thành viên trong đoàn đại biểu Trung y Trung Quốc, bây giờ đã vậy, sau này cũng vẫn thế. Tần Lạc bá đạo nói. Hơn nữa, nếu có khai trừ anh đi thì sự việc có thể yên ắng trở lại được sao? Bọn họ muốn đuổi tất cả các thành viên trong đoàn này đi. Chứ không phải chỉ có một mình Tôn Tuấn Long anh đâu, anh và mấp người chúng tôi là một thể. Cảm ơn trưởng đoàn, hai mắt Tôn Tuấn Long có phần ươn ướt, nói với vẻ mặt đầy cảm kích. Sau khi xảy ra sự việc, thì Tần Lạc không hề trách móc hay mắng nhiếc lấy một câu, không những thế còn liên tục an ủi và khích lệ anh ta. Anh ta thực sự bị vị trưởng đoàn trẻ tuổi này làm cho cảm động rớt nước mắt. Tần Lạc, vậy bây giờ phải làm thế nào đây? Vương Tu Thân nói, việc truyền tải trên mạng nhanh quá. Ngoài những người trong viện bảo tàng ra, thì những người khác cũng đâu biết được chân tướng sự việc. Nếu cứ để mặc cho bọn họ làm bại hoại danh tiếng của chúng ta một cách ác ý thế này, thì thật không có lợi cho chúng ta chút nào. Tần Lạc đi đi lại lại ở trong phòng, nói, mạng và TV đều nhanh hơn báo chí rất nhiều. Tin tức đăng báo thì nhanh lắm cũng phải đợi đến tối mới có được. Nhưng mạng và TV thì có thể đăng tin ngay lập tức, bọn họ có ưu thế về thời gian, đánh cho chúng ta trở tay không kịp. Muốn cởi dây trói thì phải cần đến người buộc dây. Chúng ta phải tìm cho ra nhẽ vì sao kênh truyền hình này lại làm trái với sự thật, sau đó mới có thể có đổi sách được. Nếu bọn họ thanh minh việc này ngay trên TV thì ngôn luận sẽ nghiêng về phía chúng ta. Có cần tìm sự giúp đỡ bên phía Thụy Điển không? Trương Quang hỏi. Không cần đâu, Tần Lạc nói, chúng ta tự tìm người đi làm việc này. Ra khỏi phòng, Tần Lạc gõ cửa phòng bên cạnh rồi nói với Jesus đang ngồi trước máy vi tính chơi game. Anh đối với châu Âu cũng khá là quen thuộc, giúp tôi điều tra một việc nhé. Không vấn đề, Jesus cười đáp. Đại đầu ngồi bên cạnh dùng dao gọt táo, nghe thấy Tần Lạc dặn dò Jesus như vậy thì chỉ ngẩng đầu lên nhìn một cái. Rồi lại tiếp tục chuyên tâm vào việc mình đang làm. Masa đang bận ngồi bên máy tính viết bài về vụ việc người phụ nữ mang thai, thì chủ biên của bộ biên tập bước tới trước mặt nàng, nói, Masa, tốc độ phải nhanh lên một chút.
Tin tức thành phố đã đưa tin về việc này trước chúng ta rồi, sau khi viết xong bài thì đưa lên trang mạng tin tức trước đi rồi đăng báo sau, nếu không thì chúng ta lại thành chậm trễ, lỗi thời quá. Đã có người đưa tin rồi sao? Giờ trên mạng chỗ nào cũng có. Cô có thể xem góc độ mà bọn họ đăng tin. Khá là thu hút đấy. Chủ biên nói, nếu có thể thì cô nên đứng cùng một phía với bọn họ. Như thế thì mới có thể thu hút được càng nhiều người đọc hơn. Tờ báo của chúng ta là để phục vụ dân chúng cần cái gì thì chúng ta nên cung cấp cái đó. Masa lập tức mở mạng ra, rất nhanh nàng đã tìm ra được tin tức mà tin tức thành phố đã đăng. Vu khống, đây là vu khống, Masa sau khi đọc xong nội dung mà bọn họ đăng lên thì đập bàn nói. Ra trời xanh mướt, những tia nắng tươi sáng rọi xuống khắp nơi. Philip ngồi trên ghế salon trong phòng khách xem tin về vụ việc người phụ nữ có thai ở viện bảo tàng đang được phát sóng trên khắp các kênh truyền hình. Vì có kênh tin tức thành phố tung tin ra đầu tiên để giành khách, những kênh truyền hình khác tất yếu là không muốn cho bọn họ được làm người tiên phong, nên đều tranh cướp nhau mà cho ra tin tức vừa mới xảy ra buổi trưa này. Để thu hút đông đảo ánh mắt của quần chúng hơn thì gần như tất cả các đài đều đổ sự việc lên đầu của vị bác sĩ trung y Trung Quốc đã cứu chữa cho người phụ nữ có thai kia. Thỉnh thoảng lại có một vài nơi muốn thông tin được công bằng chính trực hơn, thì không những không được ủng hộ mà còn bị ăn một trận chửi tơi bời. Rõ ràng là dân chúng đa nhận định vị bác sĩ trung y kia chính là hung thủ làm cho người phụ nữ đó bị sảy thai. Hoàng tử điện hạ, có viện trưởng Serva đến muốn tìm gặp hoàng tử. Một ông lão đầu tóc bạc phơ đứng sau lưng hoàng tử Philip, cúi người nói. Mặc dù ông ta chỉ đối mặt với gáy hoàng tử căn bản là không nhìn thấy động tác của ông ta. Nhưng ông ta vẫn lễ phép cúi đầu một cách tôn kính. Philip khẽ nhếch lông mày lên nói, mời ông ta vào đi. Rất nhanh, viện trưởng của Học viện Y học Hoàng gia Stockholm đã bước vào bên trong. Hoàng tử điện hạ, Silva cũng thi lễ một cách tôn kính với Philip. Viện trưởng Serva, có chuyện gì không? Philip biết rằng ông già này có danh vọng rất cao trong giới y học. Liền đứng dậy bắt tay ông ta rồi hỏi. Thưa Hoàng tử điện hạ. Có một việc tôi muốn báo cáo lên với ngài. Serva nhìn vào Philip nói. Có chuyện gì vậy? Là thế này, sinh viên của Học viện Y sau khi xem được tin tức vụ việc một bác sĩ Trung Quốc làm cho một người phụ nữ bị sảy thai được đăng tải trên mạng và TV thì bọn họ có phản ứng khá là gay gắt đối với việc chiều nay đoàn đại biểu Trung Y Trung Quốc đến trường diễn thuyết. Đã có không ít học sinh liên kết lại với nhau bài trừ Trung Y. Còn có cả học sinh chạy đến thẳng phòng làm việc của thầy cô giáo để kháng nghị nữa, áp lực của chúng tôi rất lớn. Serva nói mà sắc mặt không hề thay đổi. Vừa nói dứt lời, ông liền theo dõi xem Philip có thái độ gì, ông ta biết Philip là người mời đoàn đại biểu Trung Y Trung Quốc đến đây. Vì vậy mà nếu ông ta đứng ra từ chối không cho bọn họ đến trường diễn thuyết thì chẳng khác nào không nể mặt hoàng tử. Nhưng may mà có đám học sinh kia làm bia đỡ đạn, hơn nữa bọn chúng đúng là đang làm loạn lên ở trong trường. Vì mà cho dù hoàng tử có trách tội ông ta thì ông ta cũng có cái mà nói. Dấu bé ông thấy thế nào? Philip không lập tức đưa ra quyết định của mình mà nhìn vào Serva hỏi ngược lại. Ý tôi là nên tôn trọng suy nghĩ của học sinh, làm cho độ phẫn nộ của bọn chúng lắng xuống. Đợi đến khi nào việc này được điều tra rõ ràng rồi thì hãy mời đoàn đại biểu Trung Y Trung Quốc đến trường diễn thuyết sau. Silva nói ra quyết định mà mình đã sớm chuẩn bị từ trước. Philip nghĩ ngợi một lúc lâu rồi nói, được, buổi diễn thuyết chiều nay hủy đi. Tôi sẽ nói chuyện với đoàn đại biểu. Cảm ơn hoàng tử điện hạ đã hiểu cho. Serva lại khom mình thi lễ một lần nữa. Đợi cho thân hình có phần mập mạp của Serva bước ra hẳn ngoài rồi thì Philip liền quay đầu lại. Anh nhìn người hầu đứng sau mình là Kalai nói, có phải là tôi đã nghĩ sự việc đơn giản quá không? Chương 777, tôi phải chiến đấu với bọn họ. Philip đang nghĩ xem nên nói với Tần Lạc thế nào về việc này để không làm cho phía Trung Quốc cảm thấy tức giận quá mức. Thì Kalai lại vào thông báo cho anh thêm một tin nữa, ông ta nói rằng viện trưởng Ken của bệnh viện Hoàng gia đến muốn gặp mặt hoàng tử điện hạ. Ông nói là tôi không có đây, Philip nói với vẻ mặt không vui. Serva vừa mới rời khỏi đây thì Ken đã tới rồi. Nếu nói là hai người đó trước khi đến đây mà không bàn bạc gì với nhau thì Philip không thể nào tin được. Không cần nói cũng biết, ông ta chắc chắn cũng là đến để kêu khổ rồi nhân cơ hội này từ chối luôn việc đoàn đại biểu Trung Y Trung Quốc đến viếng thăm bệnh viện Hoàng gia. Công hội Trung Y xảy ra một việc như vậy thì chẳng khác nào đã cung cấp cho họ một cái C để thoái thác khá là hay. Nghe Philip nói xong thì Kalai không lập tức rời đi ngay mà nói tiếp. Hoàng tử điện hạ,
làm vậy sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của ngài. Kalai thấp giọng khuyên nhủ. Philip cũng biết mấy ông già này có tầm ảnh hưởng trong ngành nghề của họ thế nào. Nên trước khi mình đăng vị thì không nên đắc tội với những người như thế này. Bảo ông ta vào đây. Philip nói, tôi cũng muốn xem ông ta chuẩn bị nói những cái gì. Ken khom lưng 90 độ bước vào trong hành lễ với Philip rồi quỳ nói, Hoàng tử Điện Hạ. Ken đến để thỉnh an ngài. Viện trưởng Ken, mời ông ngồi. Philip chỉ vào chiếc ghế salon ở trước mặt mình nói. Lần này anh cố tình không đứng dậy nghênh đón lão già này. Cảm ơn Hoàng tử Điện Hạ. Ken ngồi xuống một cách nghe lời. Nhưng chỉ ghé mông ngồi vào một mép của ghế. Như thể ông ta lo sợ cơ thể mình quá béo ngồi xuống thì sẽ làm hỏng luôn ghế vậy. Viện trưởng Ken, ông đến đây là có việc gì sao? Thưa Hoàng tử Điện Hạ. Tôi đến để báo cáo công việc với ngài. Ken cung kính nói, sau khi nhận được điện thoại của ngài thì tôi lập tức sắp xếp bác sĩ phụ sản để chuẩn bị tiếp đón vị phụ nữ mang thai đó. Giờ đây, người phụ nữ đó đã thoát khỏi nguy kịch, chỉ cần nằm nghỉ trong viện một thời gian là ổn. Hơn nữa, qua kết quả kiểm nghiệm của bác sĩ thì việc sảy thai không liên quan gì đến vị bác sĩ trung y của Trung Quốc cả. Không ngờ ông ta lại nói ra những lời này. Philip nghe xong thì cũng cảm thấy mặt mình giãn ra đôi chút. Nói, viện trưởng Ken vất vả quá. Rất vinh hạnh được phục vụ cho Hoàng tử Điện Hạ. Ken chú ý đến sắc mặt của Philip thì lại càng khẳng định suy nghĩ trong đầu mình là đúng. Vẫn còn một việc nữa cần phải báo cáo lên với Hoàng tử Điện Hạ. Viện trưởng Ken cứ nói. Tôi đến đây là để muốn xác nhận thời gian mà đoàn đại biểu Trung y Trung Quốc sẽ đến viếng thăm, giao lưu với Bệnh viện Hoàng gia. Hiện giờ cả nước ta đang có một sự hiểu lầm và thành kiến rất lớn đối với đoàn đại biểu Trung y Trung Quốc. Vì vậy mà tôi lo rằng lịch trình của bọn họ vì thế mà cũng có những thay đổi nhất định. Ken thành khẩn nói. Philip nhìn vào khuôn mặt khi cười lên thì nhìn có vẻ chất phác, thật thà của ông già này rồi dò xét hỏi, vậy thì viện trưởng Ken nghĩ gì về vấn đề này? Tôi cho rằng, đoàn đại biểu Trung y Trung Quốc là vị khách quý mà Hoàng tử Điện Hạ đã mời tới đây. Mà Hoàng tử Điện Hạ lại là người đại diện cho Hoàng thất và dân chúng Thụy Điển vì vậy mà nếu hành trình đã được định sẵn rồi. Mà lại tùy ý sửa đổi thì sẽ có ảnh hưởng không tốt đến Hoàng tử Điện Hạ và Hoàng thất. Ken nói với giọng vô cùng lo lắng. Nói như vậy thì tức là ý của viện trưởng Ken là hành trình không đổi phải không? Philip cười nói, lão già này thật là thú vị. Xem ra ông ta có vẻ đứng về phía mình thì phải. Nhưng hiện giờ ông ta đã là viện trưởng của Bệnh viện Hoàng gia rồi còn gì? Vậy thì ông ta còn muốn gì nữa đây? Đúng vậy, thưa Hoàng tử Điện Hạ. Ken gật đầu nói. Mặc dù sẽ phải chịu một số áp lực từ phía xã hội. Nhưng vì Hoàng tử Điện Hạ, vì danh dự của Hoàng thất, tôi nhất định sẽ làm cho lần thăm viếng, giao lưu lần này được thành công tốt đẹp. Ngừng một lát rồi Ken lại nói tiếp, hơn nữa, đoàn đại biểu Trung y Trung Quốc còn phải chịu tiếng oan. Tôi sẽ đứng ra tuyên bố chân tướng sự thật cho toàn dân chúng biết, trả lại công bằng cho họ. Viện trưởng Ken, thực sự là rất cảm ơn ông. Philip nói với giọng cảm kích. Hoàng tử Điện Hạ. Đây đều là những việc mà tôi nên làm. Ken cười nói, ông ta đứng lên rồi lại thi lễ với Philip một lần nữa rồi nói, nếu Hoàng tử Điện Hạ không còn dặn dò gì nữa thì tôi xin phép cáo lui. Không còn chuyện gì nữa đâu. Philip đứng dậy bắt tay Ken đáp. Ken vì cảm thấy mình được sủng ái mà lo sợ, ông ta nói thêm vài lời cảm kích nữa rồi mới bước ra ngoài với dáng siêu siêu vẹo vẹo. Sau khi bước ra khỏi khu nhà được canh giữ nghiêm ngặt thì Ken liền lái thẳng xe về nhà. Khi đi được nửa đường thì ông nhìn thấy xe của Sova đỗ ở ngay bên đường. Thế nào? Sunva lạnh lùng hỏi. Ai, Hoàng tử Điện Hạ ghê quá. Ken nói với điệu bộ khó xử. Bất luận tôi có giải thích thế nào thì Hoàng tử vẫn yêu cầu buổi thăm viếng, giao lưu vào ngày mai vẫn diễn ra như đã định. Hứ, anh ta rốt cuộc có phải là Hoàng tử Điện Hạ của nước Thụy Điển chúng ta không vậy? Sao lại hết lòng giúp đỡ một người ngoài như thế được chứ? Sunva nổi giận đùng đùng nói. Ken vội hất hất tay, lo lắng nói, ông bạn của tôi. Ăn nói phải chú ý một chút, những lời như vậy không được nói năng lung tung đâu. Bất kể mấy người thế nào, dù sao thì trước khi sự việc người phụ nữ có thai được giải quyết, thì tôi sẽ không để cho bọn chúng bước vào trong trường một bước. Học sinh của tôi sẽ không bao giờ tiếp nhận cái học thuyết vớ vẩn không tuân theo nguyên lý khoa học và luận chứng lâm sàng này. Bọn họ là bác sĩ chứ không phải là hung thủ giết người. Sova còn chưa nói hết lời thì đã cho xe chạy mất hút rồi. Xe của Ken vẫn đỗ ở đó rồi ông rút một điếu xì gà từ trong túi ra vuốt vuốt nó vài cái.
Trong lúc này đây, ông rất muốn hút một điều thuốc. Ông ta muốn gì chứ? Philip hỏi. Tôi không rõ, Kalai đáp. Một con cáo già, và một con hồ ly giảo hoạt, nên chọn ai là đối tượng hợp tác đây? Philip tủm tỉm cười nói. Kalai không đáp lại, vì ông biết rằng mình không cần phải trả lời câu hỏi này. Quả nhiên, sau khi đưa ra câu hỏi này, không đợi cho Kalai kịp đáp lại thì Philip đã nói tiếp, đi thôi. Chúng ta đi tiếp đãi những vị khách từ xa đến. Trong lúc Tần Lạc, Tô Tử và mấy người khác đang bàn bạc đối sách thì có người vào nói là có phóng viên Massa tìm đến đây muốn gặp Tần Lạc. Tần Lạc tiếp lấy tấm danh thiếp mà nhân viên đưa đến rồi nói, mời cô ấy vào trong này đi. Bỗng nhiên nhớ ra mình không hiểu tiếng Thụy Điển, hắn liền gọi Trương Tiểu Na đến phiên dịch giúp. Massa đến đây với khí thế đùng đùng giận dữ lại vội vàng, gấp sát. Vừa mới nhìn thấy Tần Lạc nàng đã tức giận nói, thật là quá đáng quá. Bọn họ thật là quá đáng quá. Bọn họ còn có phải là những người chuyên nghiệp trong giới truyền thông hay không đây? Chẳng có lấy một chút tố chất công việc, làm sao mà bọn họ lại có thể cho ra bản tin không đúng sự thực như thế chứ? Bọn họ không đủ tư cách để làm một phóng viên. Nghe Trương Tiểu Na phiên dịch xong, rồi lại thấy thái độ quan tâm đối với bọn họ của Massa thì trong lòng Tần Lạc càng thấy hổ thẹn hơn. Ồ ao khi mời nàng ngồi xuống thì hắn liền cười an ủi, đúng vậy. Tôi cũng không ngờ là lại xảy ra sự việc như thế này. Vốn dĩ cho rằng kết quả kiểm nghiệm có rồi thì sự việc sẽ chẳng có gì liên quan đến chúng tôi nữa. Giới truyền thông bây giờ dường như là đang cố tình làm khó và ức hiếp chúng tôi. Tôi thấy tình cảnh của chúng tôi ngày càng trở nên khó khăn. Tần tiên sinh, anh không nên lo lắng quá như thế. Anh là ân nhân cứu mạng của tôi nhất định sẽ giúp đỡ anh, Massa nói. Cảm ơn cô, Tần Lạc cảm kích nói. Thực sự là cảm ơn cô rất nhiều. Người phải nói cảm ơn là tôi mới đúng chứ. Massa nói, tôi thật không ngờ là mình đột nhiên lại phải chịu đựng một nỗi đau đớn ghê như vậy, tôi cứ nghĩ mình sắp chết rồi cơ. Chính anh là người đã cứu sống tôi Tần tiên sinh, anh là ân nhân cứu mạng của tôi. Tần Lạc suýt chút nữa thì nói ra chân tướng sự việc, nhưng hắn biết nếu làm như vậy thì có lẽ sự việc sẽ càng trở nên bi đát hơn nữa. Nếu Massa bóc mẽ sự thực mà Tần Lạc đã nói cho nàng biết lên báo thì mình sẽ trở thành người có tội với Trung Y. Tần Lạc nhìn vào nước da của Massa rồi lên tiếng hỏi, Massa, cô có tin vào Trung Y không? Tôi tin chứ, Trung Y thực sự là quá đỗi thần kỳ, Massa gật đầu nói. Bạn của tôi đã nói rồi. Khi tôi hôn mê bất tỉnh nằm đó thì anh chỉ dùng một cây kim thôi cũng đã có thể cứu sống tôi đậy rồi. Tin là tốt rồi, Tần Lạc nói, cô có biết Thụy Điển có hiệu thuốc Trung Y không? Hình như là có điều là tôi ngày trước không được chú ý cho lắm. Massa ngượng ngùng đáp. Tần Lạc đứng thẳng người dậy bước đến trước bàn lấy bút viết lên trên một mảnh giấy nhỏ vài hàng chữ rồi đưa cho Massa nói, cô đến hiệu thuốc Trung Y mua mấy vị thuốc này. Sau đó cho vào trong nồi nấu cùng với nhau. Đợi đến khi nhiệt độ trong nước lên đến 80 độ rồi thì cô dùng nước này mà rửa mặt. Cái này thì trị bệnh gì? Massa khó hiểu hỏi. Da, Tần Lạc nói, nó có thể khiến cho da cô trở nên láng mịn, sáng rạng rỡ hơn. Vì Massa là phóng viên tin tức, nên thường xuyên phải hứng nắng hứng gió ở bên ngoài, vì vậy mà da nàng không giờ được tốt cho lắm. Hơn nữa da của nàng thuộc vào dạng da nâu, lại còn có một ít mụn ở trên đó nữa, nhìn ảnh hưởng đến mỹ quan khá nhiều. Thế nên Tần Lạc đã nghĩ đến việc giúp nàng một việc nhỏ nhoi này. Làm gì có người phụ nữ nào trên thế giới này lại không yêu cái đẹp cơ chứ? Nghe Tần Lạc nói phương thuốc mà hắn đưa cho có thể làm cho da mình trở nên đẹp rạng rỡ hơn thì Massa xúc động lắm. Nàng ôm chầm lấy Tần Lạc, vui mừng nói, Tần tiên sinh, cảm ơn anh. Anh đúng là một thiên sứ. Anh quá là đáng yêu quá. Anh không biết chứ da của tôi quả thực là rất xấu, giờ đây có anh giúp đỡ thế này, tôi nhất định sẽ đẹp lên phải không? Đúng vậy, Tần Lạc gật đầu cười nói. Toàn thân hắn lui về sau một chút, muốn tránh khỏi cái ôm của Massa. Vóc dáng người phụ nữ này quá đỗi đẫy đà, một số bộ phận đặc biệt cứ cọ sát vào người hắn như thế làm cho hắn cảm thấy có phần không thích ứng nổi. Hơn nữa bên cạnh còn có Trương Tiểu Na đang đứng nhìn. Tần tiên sinh, anh yên tâm đi, tôi đã viết một bản thảo rồi. Tôi sẽ viết hết sự thực ra cho mọi người biết. Tôi cũng sẽ liên lạc với những người bạn khác cùng ngành nữa để nhờ họ giúp đỡ thêm về việc này. Tôi sẽ không để cho bọn họ ức hiếp anh quá đáng như thế đâu. Tôi nhất định sẽ lấy lại công bằng cho anh. Bọn họ là phóng viên, tôi cũng là phóng viên, tôi phải chiến đấu với bọn họ. Chương 778, sát thủ bỗng biến thành thần ái tình.
Isa là phóng viên trước ống kính và người dẫn chương trình chuyên mục tin tức thành phố của đài truyền hình thương nghiệp Thụy Điển. Đây là một chuyên mục chú trọng đến đời sống của dân chúng và cũng là chuyên mục điểm những tin nóng hổi nhất trong ngày. Vì nội dung chương trình có liên quan trực tiếp đến nhịp thở cuộc sống của dân chúng, đại bộ phận những gì được phát ra đều là những việc xảy ra ngay bên cạnh mình, vì vậy mà số người xem là khá đông. Chương trình này cùng với chương trình giải trí vào lúc 8 giờ là hai chương trình được rất đông người xem chú ý đến nhất nhì Thụy Điển. Cũng bởi vì vậy nên Isa được đứng trước ống kính khá nhiều, là một người dẫn chương trình được dân chúng Thụy Điển yêu mến và quen thuộc nhất. Cũng giống với những lần trước, mỗi lần ghi hình xong thì Isa đều sẽ chạy ngay đến quán cà phê đối diện với đài truyền hình để gọi cho mình một phần điểm tâm. Món bánh ngọt điểm tâm ở đây khá là hợp với khẩu vị của nàng. Nàng vừa ngồi xuống thì bỗng có một anh bồi bàn tướng mạo anh Tuấn bước đến trước mặt cười chào, xin chào cô Isa. Giống với mọi khi chứ? Hay là cô muốn thay đổi khẩu vị một chút? Giống mọi khi đi, Isa cười nói, nàng có một mái tóc dài màu vàng kim óng ả, một đôi mắt xanh màu ngọc bích, một làn da trắng đến lóa cả mắt cùng với khuôn mặt được bảo dưỡng rất tốt, thật không hổ thẹn là người đẹp trong đài truyền hình. Nghe nói 2/3 đàn ông của Thụy Điển đều coi nàng là một đối tượng được ham muốn nhất. Còn 1/3 đàn ông còn lại thì chưa bao giờ xem qua chương trình của nàng. Nàng lấy ra một quyển sách từ trong chiếc túi cầm theo của mình, đang định dùng nó để giết quãng thời gian nhàn rỗi buổi chiều này, thì phát hiện có một người đàn ông ngồi xuống ngay ghế đối diện mình. Nàng ngẩng đầu lên nhìn thì không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Anh ta có một bộ tóc vàng óng như ánh mặt trời chói lọi. Một đôi mắt xanh biếc thăm thẳm như nước biển không nhìn thấy đáy, một đôi lông mi dài. Đôi môi mỏng cùng vói một nụ cười ấm áp đến mê người trên khuôn mặt tuấn tú. Anh ấy đang cười với mình, Isa khẽ run lên nghĩ, có một cảm giác gì đó vô cùng đặc biệt. Nàng đã tiếp xúc với vô số những anh chàng đẹp trai, đài truyền hình mà nàng làm cũng là nơi tập trung chủ yếu của những anh chàng đẹp trai và những cô gái quyến rũ. Nhưng nàng vẫn cảm thấy người đàn ông trước mặt nàng đây vô cùng đặc biệt. Để thể hiện là mình cũng khá là giữ kẽ thì mình không nên nói gì với anh ta hết. Isa có phần bị hút hồn rồi, bèn lên tiếng nói với người đàn ông trước mặt mình trước, tiên sinh, rất xin lỗi. Chỗ nạp đã có người ngồi rồi. Là thượng đế ư, người đàn ông không có ý đứng dậy mà hỏi lại với vẻ mặt chăm chú. Cái gì cơ, Isa nhìn anh ta với ánh mắt khó hiểu. Một người đàn ông hấp dẫn, quyến rũ như vậy, không phải là một thằng điên đấy chứ. Nếu cô nhìn thấy thượng đế ngồi ở đây thì tôi sẽ rời đi. Nếu không phải thì tôi sẽ thay mặt cho Thượng Đế để ngồi ở đây. Người đàn ông nghiêm túc nói. Tôi không nhìn thấy Thượng Đế. Isa thẳng thắn nói. Vậy thì tốt rồi. Người đàn ông thở phào một tiếng rồi nói tiếp. Xin hỏi cô có tin vào Thượng Đế không? Xin lỗi anh nhưng tôi không tin, Isa nói. Người đàn ông như thể không tin vào tai mình, tức giận nói. Thượng Đế ban cho cô đồ ăn, thức uống, quần áo để mặc. Ban cho cô niềm vui và sức khỏe. Vậy sao cô lại có thể không tin vào Thượng Đế được cơ chứ? Isa cười nói, cơm áo của tôi là do tôi làm việc vất vả mà kiếm ra, còn niềm vui và sức khỏe của tôi là do tôi duy trì được tâm trạng tổ nên mới có. Điều này thì có liên quan gì đến Thượng Đế đây? Có liên quan lớn là đằng khác, người đàn ông cố gắng biện minh cho suy nghĩ của mình. Cô cho rằng chỉ cần nỗ lực làm việc là sẽ có cơm ăn áo mặc sao? Cô cho rằng có một tâm trạng tốt thì sẽ có được sức khỏe và niềm vui sao? Nếu nói như vậy thì tại sao vẫn có những người nỗ lực làm việc nhưng vẫn bị công ty cho nghỉ việc? Còn những người ngày nào cũng rèn luyện thân thể một cách chăm chỉ kia thì lại gặp phải những căn bệnh hiểm nghèo. Cô giải thích thế nào về việc nạp đây? Isa không ngờ là người đàn ông này lại có thể ngụy biện với những học thuyết vớ vẩn như thế, trong chốc lát đã bị anh ta làm cho ngậm kín cả miệng lại. Chúa đã nói, các ngươi phải tỉnh táo. Đừng để cho thịt rượu hay những lo âu buồn phiền trong cuộc sống làm lu mờ linh hồn của các ngươi. E rằng ngày đó sắp đến gần các ngươi rồi. Vì ngày đó giống như một chiếc lưới vậy, sẽ rơi lên đầu tất cả mọi người trên thế giới này. Các ngươi phải tỉnh táo, không ngừng cầu nguyện để cho các ngươi có sức mạnh chịu đựng hết thảy những việc sắp xảy ra, để có thể đứng trước mặt ta. Cô xinh đẹp và có sức khỏe tốt, vậy sao cô lại không tỉnh táo chứ? Cô có tiền tài và sự nghiệp rồi vậy sao cô lại không cầu nguyện thế? Isa có phần đau đầu đối với tên tín đồ Thiên Chúa điên cuồng này. Nàng nhìn vào anh ta nói, xin hỏi, có phải là anh đến để khuyên người ta theo đạo không? Nếu là như thế thì thành thật xin lỗi đã làm cho anh phải thất vọng rồi. Cô thực sự không muốn suy nghĩ một chút sao? Người đàn ông nói với giọng thành khẩn. Đúng vậy thưa anh, Isa nói,
vì nàng có tín ngưỡng theo mẹ của mình rồi. Vì thế nên nàng không thể tiếp nhận thêm bất kỳ tín ngưỡng nào khác nữa. Không thể tiếp nhận một người phụ nữ xinh đẹp như vậy trở thành tín đồ của chúng tôi thì tôi thực sự lấy làm tiếc. Người đàn ông khi nói những lời này thì vẻ mặt anh ta mang đậm vẻ thương tiếc. Thấy anh ta có phần buồn bã như vậy thì Isa bỗng nhiên cảm thấy không đành lòng. Nàng liền ngại ngùng nói, xin lỗi anh, tôi đã có tín ngưỡng riêng của mình rồi vì vậy mà nếu tôi đồng thời thờ phụng hai vị thần linh thì đó quả là không thành kính chút nào. Tôi có thể hiểu được điều đó. Người đàn ông gật đầu nói. Anh ta nhìn Isa với ánh mắt đắm đuối rồi nói tiếp, tôi vẫn còn một câu hỏi nữa với cô. Là gì vậy? Isa dường như bị ánh mắt của anh ta làm cho nóng tan chảy ra thành nước vậy, liền nói với vẻ ngượng ngùng, e thẹn. Là một chuyên viên dẫn chương trình trên đài truyền hình, thì làm gì có kiểu người đàn ông nào là nàng chưa từng gặp? Làm gì có nơi nào mà nàng chưa từng đến? Nhưng người đàn ông nàng gặp tối nay thì ao giống như là đột nhiên chạy thẳng vào con tim nàng vậy nhỉ? Làm chuyện đó với anh ta, chắc chắn là sẽ rất thích cho mà xem. Nghĩ đến chuyện này, nàng bất giác kẹp chặt hai đùi lại với nhau. Cô có thể làm vợ tôi không? Người đàn ông nói với giọng kinh người đến lạ thường. Isa há hốc mồm kinh ngạc, tên này đúng là tín đồ của Thượng Đế sao? Hay là anh ta chuyên lấy Thượng Đế ra làm chủ đề để đi dụ dỗ đàn bà con gái ở khắp nơi? Tôi đang nghĩ, nếu đã không thể cảm hóa một người phụ nữ đẹp như cô thành con dân của Thượng Đế, thì nhất định phải cảm hóa cô trở thành vợ tôi. Người đàn ông búng tay kêu tách một cái đã có một anh bồi bàn đưa lên một đóa hoa hồng tươi thắm đã sớm được bọn họ chuẩn bị sẵn từ trước. Isa say rồi, nàng say thật rồi. Nàng trẻ trung, xinh đẹp, giàu có lại còn danh tiếng nữa, những người đàn ông muôn hình muôn vẻ đều đổ dồn hết ánh mắt lên người nàng, thậm chí còn có những người đàn ông rất ưu tú là đằng khác. Nhưng bọn họ chưa từng khiến cho mình có một cảm giác tuyệt diệu như thế này bao giờ. Thấy Isa che giấu không nổi niềm vui tràn ngập, thì người đàn ông chuẩn bị thừa thắng xông lên. Anh ta cầm lấy đóa hoa rồi quỳ bằng một trán xuống ngay trước mặt Isa, nói với giọng đầy bá đạo, giữa anh và Thượng Đế thì em phải lựa chọn lấy một người mới được. Isa cười. Nàng đưa tay ra đón lấy đóa hồng trong tay người đàn ông. Dịu dàng đáp, Thượng Đế giả quá, em chọn anh. Anh cũng cho là như thế. Người đàn ông thuận thế ngồi luôn xuống bên cạnh Isa. Hai người giống như một đôi mới yêu nhau đang ngồi bàn bạc gì đó với nhau nhìn khá là vui vẻ. Tâm tình của Tần Lạc không tốt chút nào, rất không tốt là đằng khác. Đài truyền hình Thụy Điển tranh nhau đưa tin về vụ việc người phụ nữ mang thai, hiện tại đây là tin tức nóng hổi nhất của đài báo và mạng. Hơn nữa, những phóng viên này để thu hút ánh mắt của công chúng thì họ cố tình bóp méo sự thực, đổ dồn trách nhiệm lên người của thành viên trong đoàn đại biểu Trung Y. Tình hình cứ như thế này thì đoàn đại biểu Trung Y Trung Quốc sẽ chẳng khác nào tình cảnh chuột chạy qua đường người người đuổi đánh. Mặc dù Masa đã đồng ý giúp đỡ vạch trần sự thực, nhưng thế lực của nàng liệu có yếu ớt quá không? Điều khiến cho Tần Lạc buồn bực hơn đó là tin tức mà Hoàng tử Philip đem đến cho hắn. Vốn dĩ trên tờ giấy sắp xếp lịch trình đã ghi rõ là chiều nay đoàn đại biểu Trung Y Trung Quốc sẽ đến Học viện Y học Stockholm để viếng thăm, giao lưu. Và Tần Lạc còn phải đứng trên giảng đường lớn làm một bài diễn thuyết nữa. Nhưng, sinh viên trong Học viện Y học sau khi biết là đại biểu Trung Y Trung Quốc đã làm cho một người phụ nữ bị sảy thai thì vô cùng căm hận bọn họ. Một số học sinh còn vì muốn ngăn cản bọn họ đến đây nên đã viết hẳn một băng rôn to tướng kháng nghị Trung Y nữa. Viện trưởng Serva của Học viện Y học Stockholm đã đến gặp Hoàng tử Philip để xin Hoàng tử hủy bỏ lịch trình diễn ra vào buổi chiều ngày hôm nay. Đối mặt với một tình hình như vậy, Philip cũng chẳng có cách gì hay hơn, dù có là hoàng tử thì cũng không thể cứ ương ngạnh nói rằng sự việc bắt buộc phải làm đúng như vậy chứ. Tần Lạc, không nên lo lắng quá, xe lên núi ắt sẽ có đường, rồi cũng sẽ có cách giải quyết ổn thỏa thôi. Vương Tu Thân thấy Tần Lạc nôn nóng, buồn rầu thì bước lên trước an ủi nói. Tâm trạng của ông cũng chẳng hề tốt hơn chút nào, ông không tài nào ngờ được rằng lần đi Thụy Điển tràn đầy hy vọng này lại có thể xảy ra nông nỗi này. Học viện Y học tỏ rõ ý không hoan nghênh đoàn đại biểu Trung Y đến thăm viếng, mặc dù thái độ của Học viện Y học đối với bọn họ cũng không đến nỗi nào cho lắm nhưng chủ yếu là thái độ của dân chúng ấy chứ. Nếu dân chúng thù hằn Trung Y, bài trừ Trung Y, thì Trung Y vẫn không thể nào bước ra khỏi Trung Quốc để đến Thụy Điển được. Đúng vậy đó, Tần Lạc, chúng tôi đều biết cậu đã cố gắng hết sức mình rồi. Nếu thực sự là không được, thì chúng ta tìm đến bước đột phá từ nước khác cũng được mà. Cô Bách Hiên cũng khuyên nhủ theo, không phải là bọn họ không gắng sức, mà là tạo hóa trêu ngươi thì đúng hơn.
Bộ trưởng Thái và những người khác đều sẽ hiểu cho chúng ta thôi. Chúng ta nhận được lời mời từ chính phủ Thụy Điển, điều đó đã là cả một thắng lợi lớn đối với chúng ta rồi, còn công việc sau này thì từ từ rồi làm đi. Tô Tử không nói gì mà chỉ nắm chặt tay Tần Lạc. Mặc dù nàng không quen thân mật với Tần Lạc ngay trước mặt mấy người có tuổi này. Nhưng nàng biết rất rõ, Tần Lạc hiện giờ đang cần sự ủng hộ của mình. Hắn cũng là người, là một người đàn ông trẻ tuổi. Khi gặp phải trở ngại lớn như thế này mà ưu tư sâu não. Tinh thần sa sút một chút cũng là lẽ thường tình. Đã đến đây rồi thì không nên quay về tay không? Tần Lạc kiên nghị nói. Biện pháp tốt nhất bây giờ đó là xách vali về nước ngay lập tức, sau đó thì cứ để mặc cho dân chúng Thụy Điển quên dần cái việc này đi. Nhưng nếu ra đi như vậy thì chẳng khác nào đã thừa nhận những gì đài báo nói đều là sự thật hay sao? Không thể rời đi. Tuyệt đối không thể rời đi. Bỗng lúc này điện thoại di động ở trong túi đột nhiên kêu lên inh ỏi, hắn nhìn sổ máy gọi đến sau đó quyết định không bắt máy ngay mà chào mọi người tiếng trước, sau đó bước thẳng sang phòng bên cạnh. Tần Lạc đẩy cửa bước vào, nhìn Giê-xu đang đứng ở cửa đón tiếp cười hỏi, thế nào? Có thu hoạch gì không? Câu được một con cá lớn, Giê-xu đắc ý nói. Từ sau khi hắn đầu quân cho Tần Lạc thì về phương diện phụ nữ, anh ta đều thua Tần Lạc. Khi anh ta đi cùng Tần Lạc thì những người phụ nữ chỉ trực dồn ánh mắt lên người Tần Lạc mà thôi, còn chẳng thèm liếc nhìn anh ta lấy một cái. Lâu dần, anh ta cũng bắt đầu nghi ngờ sự quyến rũ vốn có trong con người mình. Lần này khi quay trở lại châu Âu thì vừa ra tay đã thành công rồi, điều này làm cho lòng tự tin của anh ta được khôi phục không ít. Anh ta thầm nghĩ, không phải mình không quyến rũ, mà là người phương Đông và người phương Tây có mỹ quan hoàn toàn khác nhau. Chương 779, hung thủ đứng sau lưng. Tin tức thành phố vừa mới đưa tin ra một cái là đã lập tức được truyền tải trên diện rộng. Tần Lạc có thể cảm nhận được rằng đang có một bàn tay vô hình đứng đằng sau thao túng toàn bộ sự việc này. Hắn cũng biết là Giê-xu tương đối quen thuộc đối với châu Âu. Hơn nữa còn xuất thân là một sát thủ nữa, vì vậy nên anh ta hẳn là rất lành nghề trong việc trinh thám. Tần Lạc liền bảo anh ta điều tra xem người đứng đằng sau vụ việc này là ai. Nghe thấy anh ta nói là câu được một con cá lớn thì Tần Lạc mừng thầm, hỏi, là con cá lớn nào thế? Tôi đã cua đổ Isa, Giê-xu nói với giọng đắc ý. Anh ta rất bằng lòng với việc chỉ trong một thời gian ngắn ngủi mà anh ta có thể cưa đổ nữ dẫn chương trình xinh đẹp lại nổi tiếng nhất nhì Thụy Điển. Khi còn ở Trung Quốc bị Tần Lạc đi lâu như vậy rồi, cuối cùng thì cũng lật ngược lại được một ván cờ. Là một anh chàng đẹp trai thì anh ta cũng có lòng tự tôn mà. Isa, Tần Lạc ngây hết cả người ra. Cái tên này nghe có vẻ quen quen. Vì tên của người nước ngoài quả là giống nhau quá thể. Vì thế mà Tần Lạc khi nghe đến tên ai thì đều thấy na ná giống nhau. Giống như việc hắn thấy đàn ông nước ngoài ai cũng giống như ai vậy. Isa, dẫn chương trình truyền hình ở kênh tin tức thành phố. Là cô phóng viên đưa ra tập tin về vụ việc người phụ nữ có thai đó. Giê-xu giải thích, anh còn cho tôi xem video clip của cô ấy nữa cơ. Là cô ta sao? Tần Lạc vui mừng nói. Đã lấy được tin tức gì chưa? Mới vừa đây thôi, chúng tôi đã yêu nhau. Chúng tôi cũng ngồi nói chuyện với nhau một lúc lâu, cũng nhân tiện nói đến công việc của cô ấy, tôi nói là tôi là khán giả trung thành của cô ấy. Tất nhiên là trước đó tôi căn bản là chưa bao giờ biết đến Thụy Điển có một chương trình như thế này. Tôi hỏi cô ấy ủy về tin tức mà cô ấy đã đưa ra ngày hôm nay thì cô ấy bảo đó là ông chủ cô ấy bảo cô ấy làm vậy. Cô ấy cũng đã đi đến viện bảo tàng Skansen, nên cũng biết chuyện anh đã cứu chữa cho một nữ phóng viên. Sau đó cô ấy cũng đi theo đến bệnh viện nữa. Cũng đã nghe thấy chính miệng viện trưởng Ken đã nói là sự việc người phụ nữ có thai không hề liên quan đến mấy người. Tần Lạc nghe đến đây thì hận lắm. Nếu không phải do bọn họ là người đưa tin đầu tiên, dẫn đường chỉ lối, thì đoàn đại biểu Trung Y Trung Quốc làm sao lại có thể là kẻ thù của Thụy Điển được cơ chứ? Hắn xa sầm mặt lại, hỏi, ông chủ của cô ta là ai thế? Tại sao lại muốn làm vậy? Đây chính là con cá lớn mà tôi nói đấy. Giê-xu cười nói. Sau đó móc một tấm hình từ trong túi mình ra đưa cho Tần Lạc. Đây là một bức ảnh bốn thành viên trong gia đình, người đàn ông to cao anh Tuấn, còn người phụ nữ thì gợi cảm xinh đẹp, đứng giữa hai người bọn họ là một bé trai Tuấn Tú và một bé gái dễ thương. Trên mặt bọn họ tràn ngập nụ cười hạnh phúc, chỉ nhìn từ ảnh thôi cũng đủ biết đây là một gia đình hạnh phúc nhường nào rồi. Tần Lạc biết là Giê-xu không thể nào vô duyên vô cớ lại đưa cho mình một tấm ảnh thế này được. Hắn liền chăm chú ngắm nghía bức ảnh xem có nhìn ra được điều gì không, bỗng nhiên có một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn,
hắn liền vội nói, có phải sự việc sảy thai của người phụ nữ đó có liên quan đến hai đứa trẻ này không? Thấy Tần Lạc trong nháy mắt đã đoán ra được cốt lõi vấn đề thì Giê-xu cũng thầm cảm thấy khâm phục, liền đáp lại, không sai. Chính là cậu bé này đã đâm vào người phụ nữ đó. Bọn họ có quan hệ gì với ông chủ của Isa? Tần Lạc hỏi. Ông chủ hai của Isa có hai đứa con, một trai một gái, đây là tấm ảnh mà tôi nhìn thấy ở chỗ Isa. Sau khi nhìn thấy bức ảnh này thì tôi liền nghĩ ra ngay động cơ để họ làm như vậy rồi. Giê-xu nói. Thì ra là như vậy, Tần Lạc cuối cùng cũng thuận theo sự việc nghĩ được ra mấu chốt vấn đề. Vợ của hai đưa hai con đến viện bảo tàng chơi, nhưng không thể ngờ được hai đứa con nghịch ngợm của mình lại đâm vào một người phụ nữ có thai khiến cô ta bị sảy thai ngay tại chỗ. HVDE vì muốn che giấu chân tướng sự việc và trốn tránh trách nhiệm nên đã lợi dụng công cụ truyền thông nằm trong tay mình để giấy lên làn sóng dư luận từ công chúng, đổ hết trách nhiệm lên người của đoàn đại biểu Trung Y Trung Quốc. Cứ như vậy thì tầm mắt của mọi người sẽ đổ dồn hết lên người của người Trung Quốc, làm gì còn ai đi truy xét trách nhiệm của bọn họ nữa đâu. Giờ đây mình đã tìm ra được mấu chốt của vấn đề rồi, nhưng bước tiếp theo phải làm sao đây? Thấy Tần Lạc nghĩ ngợi như vậy thì Giê-xu cũng không quấy rầy hắn nữa mà đi thẳng vào nhà vệ sinh tắm. Tần Lạc định, nói luôn chuyện này cho Philip biết, nhưng lại nghĩ nếu việc này để hoàng tử làm thì không được thích hợp cho lắm. Nếu hoàng tử đứng ra nói giúp cho mình, thì người Thụy Điển sẽ nghi ngờ luôn cả hoàng tử mất. Vì dù gì thì mình cũng là được Philip mời đến đây. Bọn họ sẽ cho rằng hoàng tử Philip đứng về phía mình, như thế thì sự việc sẽ càng trở nên phức tạp và gay gâu hơn. Vẫn nên nhờ vào sự giúp đỡ của phóng viên thi hơn. Tần Lạc nghĩ. Hắn đưa tấm danh thiếp mà Masa để lại cho Trương Tiểu Na, bảo nàng gọi bảo Masa đến đây một chuyến. Masa vẫn luôn cho rằng Tần Lạc chính là ân nhân cứu mạng của nàng, hơn nữa lại còn nhận được phương thuốc làm đẹp của hắn nữa, thì trong lòng thầm cảm kích hắn đến rơi nước mắt. Nên mặc dù nàng vừa mới rời khỏi đây trong ít phút, nhưng khi nghe phiên dịch gọi điện thoại cho mình nói là Tần Lạc muốn gặp thì nàng lập tức quay trở lại khách sạn. Tần tiên sinh, anh tìm tôi có việc gì sao? Masa bước tới trước mặt Tần Lạc cười hỏi. Cảm giác được nói chuyện với người Trung Quốc này cũng không tồi chút nào. Thưa cô Masa, tôi có một việc muốn nhờ đến sự giúp đỡ của cô. Tần Lạc nói. Trương Tiểu Na đứng ở một bên đảm nhiệm trọng trách phiên dịch của mình, làm một cây cầu nối cho hai người có hai thứ tiếng nói khác nhau. Nàng biết tình trạng hiện tại của đoàn đại biểu Trung Y rất bức bách. Nếu không kịp thời giải quyết nhanh thì bọn họ sẽ phải xách vali về nước trong nhục nhã. Đây là một việc mà bất kỳ thành viên nào trong đoàn đều không muốn thấy. Là việc gì vậy? Masa hỏi. Tần Lạc đưa tấm ảnh mà Giê-xu trao cho hắn rồi chỉ vào mặt của cậu bé trai trong ảnh nói. Cậu ta chính là người đã đâm vào người phụ nữ có thai và đã khiến cho cô ấy bị sảy thai. Ồ, vậy sao? Masa tiếp lấy bức ảnh rồi nhìn chằm chằm vào nó. Vì mọi người hiện giờ đều để ý đến mấy người, nên thành ra đã mất luôn hành tung của bọn họ. Không ngờ lại được mấy người tìm ra. Tần Lạc gật gật đầu nói, nơi đưa ra tin đoàn Trung Y Trung Quốc làm cho một phụ nữ sảy thai có phải là chương trình tin tức thành phố không? Không sai, bọn họ là chương trình đưa ra tin này đầu tiên, và cũng là chương trình đưa tin bóp méo sự thực. Ngày trước các tin mà bọn họ đưa cũng khá là trung lập, công bằng, nhưng lần này thì quá là khiến cho người ta phải thất vọng. Masa bất bình nói. Cha của cậu bé này chính là ông chủ của đài truyền hình thương nghiệp Thụy Điển. Tần Lạc nói. Masa nghe vậy thì chỉ biết trợn tròn mắt ngạc nhiên. Nàng là một phóng viên, nàng có tính nhạy cảm rất cao với tin tức mà nàng đang dõi đến. Và cũng khá là lý trí với những âm mưu, sự kiện. Vì vậy mà nàng biết điều mà Tần Lạc đang muốn nói là gì. Nếu cô Masa không tin thì có thể đi điều tra lại một lần nữa. Tần Lạc nói. Hắn sợ Masa không tin vào những gì mình nói và sẽ từ chối giúp đỡ hắn. Tôi tin anh, Masa thức tỉnh sau nỗi kinh hoàng vừa rồi. Nàng nhìn Tần Lạc cười nói, có điều là tôi vẫn sẽ đi điều tra lại lần nữa. Tôi phải thu thập nhiều tư liệu hơn nữa. Như thế thì mới có thể thay đổi dư luận hiện tại và mới có thể giúp đỡ mấy người rửa sạch nỗi oan này được. Cảm ơn cô, Tần Lạc thành khẩn nói. Vừa mới tiễn Masa ra ngoài thì di động của Tần Lạc lại kêu lên. Hắn liếc nhìn qua số máy hiển thị trên màn hình thì thấy đó là số gọi từ Yến Kinh. Alo, chào anh, Tần Lạc nói. Trưởng đoàn Tần, chào anh, tôi là Hậu Vệ Đông. Từ bên kia đầu dây truyền đến giọng nói nghiêm túc của Hậu Vệ Đông. Thái Bộ trưởng muốn nói chuyện với anh. Được, Tần Lạc đáp lại. Rất nhanh,
điện thoại đã được truyền tới tay của Thái công dân. Tần Lạc, tôi đã biết chuyện xảy ra bên đó rồi. Có cách giải quyết nào không? Thái công dân không hỏi Tần Lạc là đã xảy ra chuyện gì mà đi thẳng vào vấn đề hỏi Tản Lạc xem đã nghĩ ra cách giải quyết gì chưa. Đây không phải là những lời phê bình, vì ông tin vào việc đoàn đại biểu Trung Y sẽ không bao giờ làm cho một phụ nữ bị sảy thai. Bộ trưởng cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa thôi. Tần Lạc nói với giọng như là đảm bảo lắm rồi vậy. Hiện giờ tôi đã tìm ra được mấu chốt vấn đề rồi. Rồi dư luận sẽ đứng về phía chúng tôi nhanh thôi. Thế thì tốt, Thái công dân cười nói. Tôi rất kỳ vọng vào lần cậu dẫn đoàn đến Thụy Điển này, vì vậy mà bất luận thế nào cũng phải giải quyết cho ổn thỏa. Cậu phải biết rằng, không chỉ có người Thụy Điển đang chú ý đến sự kiện này, mà giới truyền thông Trung Quốc cũng đang bàn tán xôn xao lên rồi. Và còn cả giới truyền thông trên thế giới nữa chứ, yếu cứ để mặc cho sự việc phát triển theo chiều hướng bất lợi với Trung Y thế này, thì con đường về sau mà chúng ta phải bước qua sẽ ngày càng trông gai hơn. Đến lúc đó mà muốn đưa Trung Y ra nước khác nữa thì e rằng đó sẽ là một việc khó mà thực hiện được. Tôi hiểu tính quan trọng của vấn đề, Tần Lạc nói, vấn đề một ngày còn không được giải quyết thì tôi sẽ còn ở lại Thụy Điển này. Tốt lắm, cậu làm việc là tôi yên tâm rồi, Thái công dân nói. Sau đó ông còn dặn dò thêm vài điều nữa rồi mới cúp máy. Khi hắn còn chưa kịp nhét di động vào trong túi thì chuông lại một lần nữa reo lên. Tần Lạc hiếu kỳ nhìn vào màn hình một cái thì trong lòng vui lên trông thấy. Không ngờ nàng lại có được tin tức nhanh đến vậy. Thụy Điển lệch vài giờ đồng hồ so với Yến Kinh, vì vậy mà hắn cứ nghĩ là phải mất vài giờ đồng hồ nàng mới biết được sự việc xảy ra ở đây cơ. Nàng gọi đến đây sớm thế này thì có thể nói lên rằng nàng vẫn rất quan tâm đến tình hình xảy ra bên này. Tần Lạc vừa bấm nút nghe một cái thì từ đầu dây bên kia đã truyền lại một giọng lười biếng, quyến rũ, chồng yêu. Em nhớ anh lắm. Sao em lại gọi cho anh vào giờ này? Tần Lạc cười hỏi, vì còn có Trương Tiểu Na, Đại Đầu và mấy người nữa đứng bên cạnh nên hắn không dám nói câu đại loại như anh cũng rất nhớ em. Nghe câu trả lời của Tần Lạc thì Lệ Khuynh Thành biết được bên cạnh Tần Lạc lúc này có người nên hắn không tiện nói chuyện, liền cười hì hì nói, sao vừa mới đến Thục Điển mà đã xảy ra chuyện rồi thế? Là ai nói cho em biết đấy? Tần Lạc hỏi lại. Philip. Anh ấy cảm thấy có lỗi khi không tiếp đãi được mọi người một cách chu đáo. Lệ Khuynh Thành nói. Hai người vẫn còn liên lạc với nhau sao? Chồng yêu đang ghen đấy à? Lệ Khuynh Thành ngậm ngùi nói. Anh biết rồi đấy, thân thể và linh hồn của em đều thuộc về anh cả rồi. Bất luận là trên giường hay dưới giường thì em đều chỉ có một người đàn ông là anh mà thôi. Tần Lạc cười khổ nói, anh đâu có nhỏ nhen đến thế đâu. Em liên lạc với một người đàn ông khác mà anh không tức giận gì. Điều đó có nghĩa là anh không quan tâm gì đến em cả. Thấy Tần Lạc không nói gì thì Lệ Khuynh Thành lại cười lên hô hổ nói, chồng yêu ơi! Có phải có người đứng đằng sau hại anh phải không? Đúng đấy, Tần Lạc thầm khâm phục độ nhạy cảm của Lệ Khuynh Thành. Sau đó liền thấp giọng kể cho Lệ Khuynh Thành biết những gì mà hắn đang nắm giữ trong tay. Lệ Khuynh Thành nghe xong thì tức giận đùng đùng chửi, đứa nào có mắt như mù mà lại dám ức hiếp người đàn ông của bà thế? Bà không tha cho mày đâu, em sẽ đi Thụy Điển ngay bây giờ đây, lần này em không chơi cho nó chết thì không xong đâu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 44.